Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ tái sinh, tiểu thư bị ruồng bỏ nổi dậy. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn thiếu niên Cơ Minh Vũ và Tiểu Thiên, một linh thú trung thành, sống cô độc trong khu rừng lạnh lẽo. Dù bị thương tích, Cơ Minh Vũ tỏ ra lãnh đạm, chỉ đến khi Tiểu Thiên mang về khối đá hoán ảnh, hắn mới lần đầu bộc lộ khát khao khám phá thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, hạnh phúc ngắn ngủi ấy kết thúc khi sư phụ hắn, Cơ Thừa Phong, phát hiện Tiểu Thiên cố gắng giúp hắn rời khỏi khu rừng. Cơ Thừa Phong tàn nhẫn yêu cầu giết Tiểu Thiên với lý do rằng linh thú này đã phạm lệnh và có thể làm thay đổi số phận cô độc của Cơ Minh Vũ. Đứng trước lựa chọn tàn khốc, Cơ Minh Vũ cầu xin nhận hình phạt thay Tiểu Thiên. Nhưng sư phụ cảnh báo rằng mạng sống của hắn là thiên sát cô tinh, định sẵn cả đời phải cô độc và xa lánh mọi sinh linh, nếu không sẽ gặp tai họa. Cơ Minh Vũ sẽ đối mặt ra sao khi tình cảm của hắn và Tiểu Thiên đi ngược lại ý trời? Liệu hắn có cam chịu số phận cô độc hay sẽ bứt phá khỏi xiềng xích của định mệnh? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện để biết được những diễn biến kịch tính và những quyết định đầy thử thách của Cơ Minh Vũ nhé. Tập 80. Con súc sinh này đã khiến con đường tu tiên của ngươi bị ảnh hưởng, khiến con đường tu hành của ngươi sinh ra tâm ma. Cứ tiếp tục như vậy thì ngươi không thể phi thăng trong vòng 100 năm. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi tự tay giết nó. Thiếu niên đang quỳ dưới đất đột nhiên trợn to mắt, cơ thể hơi run rẩy. Lần đầu tiên, giọng nói lạnh nhạt độc nhất của thiếu niên có thêm sự khàn khàn run rẩy. Sư phụ, ta sẽ không giết Tiểu Thiên. Ta cũng không sinh ra tâm ma, ta nhất định có thể phi thăng lên thần vực trong vòng 100 năm. Xin sư phụ hãy tin ta. Cơ Thừa Phong âm u nói, ngươi đang cưỡng lại mệnh lệnh của ta. Thiếu niên Cơ Minh Vũ cúi thấp đầu, hai tay siết chặt thành đấm, không nói gì. Cơ Thừa Phong cười lạnh, trong tiếng cười tràn ngập sự trào phúng và phẫn nộ. Ông ta không ngờ rằng thiếu niên này lại làm trái mệnh lệnh của mình chỉ vì một con súc sinh. Quả nhiên là sói mắt trắng, nuôi thế nào cũng vô ơn như cũ. May mà ông ta chỉ muốn thể xác của hắn mà thôi. Cái xác này có tu vi càng cao, trạng thái sau khi Cơ Thừa Phong chiếm lấy thân thể này để sống lại sẽ càng tốt. Mà cắt đứt tình cảm chính là cách tốt nhất để thực lực của một người tăng nhanh như gió. Cơ Thừa Phong đột nhiên giơ tay, đánh một tia màu đen vào người Tiểu Thiên. Tiểu Thiên lập tức phát ra tiếng kêu rên thảm thiết, không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Tiểu Thiên, thiếu niên nhào đến, muốn ôm chặt linh sủng nhưng lại bị linh sủng đang đau khổ cào vào cánh tay, máu me đầm đìa. Cơ Thừa Phong nở nụ cười kiêu ngạo, chậm rãi nói, ngươi có thể không giết nó, sau đó nhìn nó thống khổ dằn vặt, mãi mãi không được siêu sinh. Ngươi cũng có thể tự tay giết nó, để nó giải thoát. Quyền lựa chọn nằm trong tay ngươi. Nói xong câu đó, Cơ Thừa Phong rời đi. Mạc Hạ Vân ở bên cạnh nhìn thiếu niên lần lượt ôm lấy linh sủng của mình, lại lần lượt bị linh sủng cào cho mình đầy thương tích, nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Âm thanh của Tiểu Thiên càng ngày càng yếu ớt. Nó đã không còn sức để kêu rên nữa, nhưng sự thống khổ trên người nó chẳng hề giảm bớt. Trong cặp mắt to chảy ra những giọt nước mắt đau đớn. Mạc Hạ Vân rất muốn lao vào trong ảo cảnh, chữa thương cho Tiểu Thiên, để thiếu niên không phải đau lòng tuyệt vọng. Nhưng cô biết đây là chuyện không thể, hết thảy những thứ trước mắt chỉ là ảo cảnh, là chuyện đã xảy ra từ lâu. Thiếu niên cứ ngồi quỳ như vậy mà ôm Tiểu Thiên đang đau đớn đến mức co giật ở trong rừng rậm. Từ khi hừng đông đến lúc trời tối, từ khi màn đêm tối mịt đến lúc ánh nắng ban mai xuất hiện, khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xuống khu rừng này thì thiếu niên cúi đầu xuống, trong giọng nói lạnh nhạt là sự khản đặc, Tiểu Thiên, xin lỗi, ta không có năng lực bảo vệ ngươi. Thân thể của Tiểu Thiên còn đang không ngừng co giật run rẩy, cơn đau dai dẳng khiến hai mắt nó nhuộm đỏ. Thực ra nó đã sớm không chịu đựng được nữa. Nếu có thể, Tiểu Thiên ước gì được chết ngay lập tức. Nhưng nó luyến tiếc chủ nhân, không nỡ bỏ lại thiếu niên cô đơn, bị lãng quên trong khu rừng này. Nếu có thể bầu bạn với chủ nhân thêm một thời gian thì tốt quá. Nếu chúng ta có thể cùng ra thế giới bên ngoài nhìn ngắm mọi thứ thì tốt quá. Tiểu Thiên thè đầu lưỡi yếu ớt ra, nhẹ nhàng liếm bàn tay của thiếu niên, phát ra âm thanh ngao ngao. Đây là tạm biệt, cũng là chúc phúc, tạm biệt chủ nhân của ta. Và chúc phúc ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình. Không, ngươi nhất định có thể tìm được hạnh phúc của mình, chủ nhân, yêu dấu của ta. Thiếu niên Cơ Minh Vũ cầm con dao găm trong tay, đâm thẳng vào trái tim của ma thú. Tiểu Thiên phát ra tiếng ngao ngao, trong mắt là ý cười vì được giải thoát, sau đó nhắm hai mắt lại. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống từ viền mắt của thiếu niên, lướt qua hai gò má rồi rơi xuống làn da ngăm đen dính đầy máu tươi của ma thú. Nước mắt làm tan những giọt máu đã đông lại, cả hai hòa vào nhau, trông vừa mỹ lệ lại đau thương. Mạc Hạ Vân nhắm mắt lại, không nỡ nhìn dáng vẻ của thiếu niên,
trái tim đau đến mức không thở nổi. Thiếu niên dùng hai tay đào một phần mộ, chôn Tiểu Thiên trong khu rừng này. Đến lúc hắn đứng dậy lần nữa, trong con ngươi trong vắt đã tĩnh mịch, chỉ còn sự quái gở và xa cách. Vui cười, nước mắt trước kia cũng bị mang đi theo sự tử vong của Tiểu Thiên, bị mai táng trong khu rừng này. Những ngày kế tiếp, trong cuộc sống của thiếu niên Cơ Minh Vũ chỉ còn lại tu luyện. Liều mạng, tu luyện quên mình, dường như hắn không còn là một con người mà là một cái máy đã được thiết lập sẵn. Trước đây Cơ Minh Vũ thỉnh thoảng sẽ trêu chọc những ma thú nhỏ vô hại đi qua thác nước, nhưng hiện giờ cả người hắn đều tỏa ra sự khó gần. Ngay cả những động vật nhỏ kia cũng không dám lại gần hắn nửa bước. Đồng thời hắn cũng không ngừng đi khắp những nơi sâu nhất trong rừng. Mạc Hạ Vân đoán đây chắc là một nơi nào đó trong rừng rậm vạn thú. Kết giới ở chỗ Cơ Minh Vũ vô cùng lớn, có một phần kéo dài tới đến tận vực sâu, bên trong có rất nhiều ma thú cấp cao mà Cơ Minh Vũ không đối phó được. Nhưng Cơ Minh Vũ giống như không hề sợ chết vậy. Hắn lần lượt tiến vào nơi sâu nhất trong rừng, chiến đấu với các ma thú cấp cao. Hơn nữa mỗi một lần đều dùng phương thức lấy mạng đổi mạng, nhiều lần suýt thì mất mạng dưới lợi chảo của ma thú. Mà mỗi khi Cơ Minh Vũ thật sự gặp nguy hiểm về tính mạng, Cơ Thừa Phong sẽ xuất hiện, cứu mạng hắn vào lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó là đánh đập trừng phạt hắn. Lúc chịu đòn, Cơ Minh Vũ không nói tiếng nào, vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng lần sau hắn vẫn nhảy vào trong bầy ma thú, lấy mạng đổi mạng như không muốn sống nữa. Kết quả là tu vi của Cơ Minh Vũ tăng nhanh với tốc độ đáng sợ. Vừa đến 20 tuổi, hắn đã đạt đến cảnh giới độ kiếp kỳ. Mà nhìn thấy thiếu niên lần lượt đặt mình vào hiểm cảnh, rõ ràng không muốn sống nữa, thì trong mắt Cơ Thừa Phong lại lóe lên sự u ám phẫn nộ. Nửa tháng sau, Cơ Minh Vũ lại tiến vào chỗ sâu trong rừng rậm. Vẫn dùng cách chiến đấu lấy mạng đổi mạng, dù đụng phải cả bầy ma thú cũng chẳng hề lùi bước. Mạc Hạ Vân ở bên cạnh xem mà kinh hồn bạt vía. Nếu ở cảnh giới độ kiếp kỳ mà gặp phải Cơ Minh Vũ, cô cảm thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chưa bàn đến tu vi, thực lực chiến đấu của Cơ Minh Vũ hoàn toàn được mài rũa ra từ chiến trường đẫm máu. Chẳng trách ba người Trình Phi Dực hợp lực lại cũng bị hắn hạ gục. Đây chính là sự khác biệt giữa đóa hoa trong nhà ấm và dây leo dưới mưa to gió lớn. Sau khi giết được đám ma thú này, Cơ Minh Vũ cũng đầy rẫy vết thương. Hắn đang định rời khỏi, lại nghe được âm thanh ngao ngao. Chỉ thấy bên trong nồi sắt ở cách đó không xa có bốn cái đầu nhỏ ló ra. Lần lượt là một con rồng nhỏ màu xanh, con hổ nhỏ màu trắng, con chim nhỏ màu đỏ và con quy xà màu đen. Đám ma thú mà Cơ Minh Vũ giết đã gần đến cấp bậc thần thú, có được thần trí. Vì vậy chúng bắt được đồ ăn còn biết phải dùng lửa để nấu nướng. Bốn con thú nhỏ này lén chạy ra ngoài chơi nên mới bị chúng bắt được. Đang lúc chúng muốn thưởng thức thì Cơ Minh Vũ lại đi ngang qua. Thân thể của tu sĩ nhân loại cấp cao còn bổ dưỡng hơn thần thú nhiều. Thế là bầy ma thú này dậy lòng tham, nhào đến muốn bắt Cơ Minh Vũ bỏ vào nấu cùng. Kết quả đã có thể tưởng tượng được, cả bầy ma thú đều bị diệt, bốn con thú nhỏ cũng được cứu. Bốn con thú nhỏ này vừa nhìn liền biết là thần thú. Hơn nữa nếu cẩn thận xem lại hơi thở thì có thể phát hiện thật ra họ đã trưởng thành. Thần thú trưởng thành, cho dù là dùng máu thịt để luyện đan hay dùng xương cốt sừng vuốt để luyện chế thành vũ khí thì đều là nguyên liệu cực kỳ quý giá. Càng đừng nói đến chuyện nếu có thể thuần hóa họ thành linh sủng thì đúng là bảo vật vô giá. Nhưng Cơ Minh Vũ chẳng hề liếc mắt nhìn bốn con thú nhỏ, quay đầu đi mất. Trái lại bốn con thú nhỏ lại đưa mắt nhìn nhau, sau đó biến ra hình người rồi đi theo hắn. Mạc Hạ Vân đã sớm đoán được thân phận của bốn con thú nhỏ này, nhưng khi nhìn thấy họ biến ra hình người thì vẫn nở nụ cười. Bốn con thần thú này chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Nhưng không giống với dáng vẻ chín chắn thận trọng của vạn năm sau, lúc này bốn thú biến ra hình người đều chỉ mang dáng vẻ thiếu niên thiếu nữ chừng 10 tuổi. Nếu tính theo tuổi tác thì họ còn lớn hơn Cơ Minh Vũ cả ngàn tuổi. Giống như Bảo Nhi cũng lớn hơn Mạc Hạ Vân cả ngàn tuổi vậy. Nhưng tuổi của yêu thú không thể tính từ lúc nở ra khỏi trứng, tâm trí của chúng chỉ dần trưởng thành sau khi hóa hình. Vì vậy tuy rằng bốn thú đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn đi theo sau Cơ Minh Vũ như cái đuôi. Cho dù hắn mặt lạnh xua đuổi thế nào, bốn con thú nhỏ đều ngốc nghếch dễ thương mà không chịu rời đi. Thỉnh thoảng Cơ Minh Vũ đuổi quá thì Tiểu Chu Tước còn có thể khóc lóc với vẻ vô cùng đáng thương, Tiểu Bạch Hổ thì nằm dưới đất làm nũng chơi xấu, quả thực khiến Mạc Hạ Vân không dám xem tiếp. Hóa ra đây chính là quá trình đám Thanh Long và Cơ Minh Vũ gặp nhau. Lần này Mạc Hạ Vân không còn hoảng hốt như lúc nhìn thấy Tiểu Thiên nữa, bởi vì cô biết đám Thanh Long sẽ không rời xa Cơ Minh Vũ. Mãi cho đến vạn năm sau, họ vẫn trông coi bên cạnh người đàn ông quái gở cô đơn này. Quả nhiên theo thời gian trôi qua, đám Thanh Long từ từ lớn lên, tính cách cũng dần trở nên thận trọng.
nhưng mà họ vẫn không rời không bỏ, theo sát bên cạnh Cơ Minh Vũ. Trong lúc đó, đám Thanh Long lại đưa 4 con hung thú khác đến, cũng chính là Hỗn Độn, Thao Thiết, Đào Ngột và Cùng Kỳ đi theo bên cạnh Cơ Minh Vũ sau này. Họ đều gọi Cơ Minh Vũ là chủ nhân, mà vì tu vi của Cơ Minh Vũ tăng quá nhanh, bởi vậy qua mấy chục năm thì hắn vẫn mang dáng vẻ thiếu niên. Từ lúc ban đầu làm nũng bày ra vẻ dễ thương trước mặt thiếu niên, nhiệt tình mặc kệ sự lạnh nhạt đến đau lòng thiếu niên kiên cường, độc lập, sau đó họ lại chuyển thành bảo vệ chăm sóc hắn. Có 8 con thần thú này làm bạn, Cơ Minh Vũ không còn hở ra là dùng mạng để chiến đấu, không coi sự sống chết của mình ra gì nữa. Nhưng mà hắn cũng không thể mở rộng cửa lòng như lúc đối diện với Tiểu Thiên trước kia. Trên mặt thiếu niên vĩnh viễn mang theo sự lạnh nhạt và xa cách, cũng không bao giờ cho người ta đụng chạm và lại gần mình. Ngay cả 8 thần thú như Thanh Long cũng không phải là ngoại lệ. Mạc Hạ Vân ở bên cạnh quan sát mà cực kỳ đau lòng, đồng thời trong lòng lại loáng thoáng có sự ngọt ngào. Cơ Minh Vũ thật sự xa cách mọi người, không tin tưởng một ai, cũng chẳng gần gũi một ai. Nhưng từ lúc họ vừa gặp nhau lần đầu, Cơ Minh Vũ đã chủ động tiếp xúc với cô, đến gần cô. Đối với người đàn ông này mà nói, sự thâm tình và tin tưởng như vậy quá hiếm có. Cô may mắn thế nào mới được tình yêu tha thiết của Cơ Minh Vũ. Năm này đến năm kia trôi qua, tu vi của Cơ Minh Vũ càng ngày càng cao, chỉ dùng 40 năm đã đạt đến đỉnh cao mà có khi cả đời người khác cũng chẳng thể đạt được, đại thừa kỳ. Tu vi của đám Thanh Long cũng đang nhanh chóng tăng lên, tuy rằng tốc độ tăng tu vi không khủng khiếp như Cơ Minh Vũ, nhưng tính cả 8 con thì đã đến mức độ quét ngang ở đại lục Thiên Dực. Nhưng mà mỗi khi gặp Cơ Thừa Phong, Cơ Minh Vũ vẫn căng thẳng bảo đám Thanh Long rời đi trước. Mỗi lần tới kiểm tra tiến độ tăng tu vi của Cơ Minh Vũ, Cơ Thừa Phong vẫn thường xuyên đánh đập hắn, khiến hắn mình đầy thương tích. Tiến độ của Cơ Minh Vũ đã rất nhanh, nhưng đối với Cơ Thừa Phong mà nói thì vẫn quá chậm, quá chậm. Ông ta cảm nhận được linh hồn của mình đang không ngừng mục nát và hao mòn, một số ký ức cũng dần trở nên mơ hồ. Nếu không tiến vào cổ cảnh nguyên không ngủ say, chẳng mấy chốc ông ta sẽ mất đi hết thảy ký ức và dã tâm, trở thành hồn ma vất vưởng, cuối cùng chậm rãi tan biến mất trong trời đất. Mà thân thể của những tu sĩ bình thường khác chẳng thể chịu nổi linh hồn của ông ta, sẽ dần mục nát như cái thể xác hiện giờ. Cơ Thừa Phong đang chờ thời khắc Cơ Minh Vũ độ lôi kiếp, phi thăng thần vực, sau đó đánh vào trong thần hồn hắn dấu ấn của mình. Chỉ khi để lại dấu ấn này, linh hồn ngủ say của Cơ Thừa Phong mới thức tỉnh ngay vào lúc Cơ Minh Vũ tiến vào không gian thí luyện thần hoàng, sau đó chiếm lấy thể xác mới mẻ, mạnh mẽ và hoàn mỹ này. 52 năm sau, cuối cùng Cửu Thiên Lôi Kiếp cũng giáng xuống khu rừng xa xôi vắng vẻ này. Dùng thiên phú và nghị lực mà người thường không thể tưởng tượng được, Cơ Minh Vũ chỉ cần 52 năm đã lên đến cảnh giới đại thừa kỳ viên mãn, sắp phi thăng lên thần vực. Nhìn người yêu vẫn mang dáng vẻ thiếu niên, Mạc Hạ Vân vô cùng kiêu ngạo và đau lòng. Kiêu ngạo là vì người đàn ông mà cô coi trọng lại xuất sắc như vậy, người thường không thể đuổi kịp. Đau lòng là vì người khác chỉ nhìn thấy Cơ Minh Vũ dạng danh thế nào, nhưng đâu biết hắn đã trả giá huyết lệ và nỗ lực thế nào. So với quá trình trưởng thành của Cơ Minh Vũ, Mạc Hạ Vân cảm thấy mình đúng là cực kỳ may mắn và có ngón tay vàng, bởi vậy mới đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Ngay cả Cơ Thừa Phong vẫn luôn đối xử cực kỳ hà khắc với Cơ Minh Vũ cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nhưng sau sự thỏa mãn chính là sự kiêng kỵ và sợ hãi sâu đậm. Sự trưởng thành của thiếu niên này đã vượt khỏi dự đoán của ông ta, điều này cũng khiến ông ta cảm thấy khủng hoảng vì có lẽ tương lai đã không thể khống chế. Vì vậy sau khi chống lại Cửu Thiên Lôi Kiếp, vào lúc Cơ Minh Vũ cực kỳ suy yếu, gần như sắp hôn mê thì Cơ Thừa Phong xuất hiện bên cạnh hắn, đánh một tia màu đỏ vào trong cơ thể hắn. Một giọng nói như lời chú vang lên bên tai Cơ Minh Vũ, vừa giống dấu ấn, lại vừa giống lời nguyền rủa. Cơ Minh Vũ, ngươi mang số mạng thiên sát cô tinh. Ngươi sẽ làm người bên cạnh ngươi lần lượt chết thảm, cuối cùng rơi vào kết cục cô đơn thảm thương cả đời. Vì vậy đến lúc nên từ bỏ thì ngươi hãy từ bỏ, giao cơ thể này của ngươi cho ta, như vậy thì ngươi đã có thể giải thoát rồi, nhớ chưa? Lúc nên từ bỏ thì ngươi hãy từ bỏ, nếu không thì ngươi sẽ hại chết mọi người bên cạnh ngươi, cho dù là người ngươi yêu hay là người yêu ngươi. Giống như Tiểu Thiên bị ngươi giết chết vậy, ngươi còn nhớ Tiểu Thiên bị ngươi hại thế nào không? Đã chết thảm trong lòng ngươi thế nào không? Chỉ khi từ bỏ mới là sự giải thoát cho ngươi, cũng là sự giải thoát cho người bên cạnh ngươi. Mạc Hạ Vân ở bên cạnh xem mà vô cùng phẫn nộ. Cơ Thừa Phong đúng là súc sinh, không phải người. Ông ta coi Cơ Minh Vũ là vật chứa, biết rõ Cơ Minh Vũ ngưỡng mộ mình, nhưng người làm sư phụ như ông ta vẫn không chút lưu tình mà ngược đãi hắn, lợi dụng hắn. Vì muốn hắn cắt đứt tình cảm, ông ta còn bắt Cơ Minh Vũ tự tay giết linh sủng duy nhất mà hắn thân thiết.
Bây giờ ông ta còn gieo dấu ấn thần hồn cho Cơ Minh Vũ, khiến Cơ Minh Vũ bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ tính mạng của mình, để ông ta có thể chiếm lấy thân thể của hắn. Một đạo lôi kiếp cuối cùng cũng xong, thân hình của Cơ Minh Vũ biến mất trong rừng rậm, phi thăng lên thần vực. Mà Cơ Thừa Phong thì tháo mặt nạ xuống, trên khuôn mặt xấu xí thối giữa lộ ra nụ cười uy nghiêm đáng sợ rồi lại thê lương tuyệt tình. Ông ta lẩm bẩm nói, Tịch Nhi, ta lại càng gần nàng hơn một chút. Ta đã diệt trừ hết những người hại nàng, họ đều phải chôn cùng nàng. Nàng đã hài lòng chưa? Hiện giờ ta cũng sắp ngủ say, đợi vạn năm sau tỉnh lại, vừa khéo cũng chính là thời khắc nàng chuyển thế sống lại. Tịch Nhi, chờ ta sẽ tìm được nàng. Ta sẽ cho nàng một tương lai tốt đẹp và hạnh phúc, cũng sẽ không bao giờ để nàng phải tự hy sinh vì thế giới dơ bẩn mà xấu xí kia. Tịch Nhi, vì nàng, ta có thể từ bỏ tất cả, cho dù là quyền thế hay là nhân tính lương tri. Chỉ cần nàng có thể trở về, chỉ cần nàng có thể trở lại bên cạnh ta. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng của Cơ Thừa Phong cũng biến mất. Sau đó cảnh tượng trước mắt Mạc Hạ Vân bắt đầu hoàn toàn thay đổi. Ảo cảnh tầng thứ nhất kết thúc. Sau đó cảnh tượng ảo cảnh liền bắt đầu lộn xộn, một số đoạn ngắn giải rác bắt đầu xuất hiện. Có cảnh tượng Cơ Minh Vũ bị xa lánh chèn ép sau khi phi thăng thần vực. Có cảnh tượng hắn phản kháng một cách hung ác và liều lĩnh. Có cảnh tượng mọi người ở thần vực chỉ trỏ hắn, mắng hắn là quái vật đến từ hạ giới. Sau đó là cảnh tượng một thanh niên ôn hòa mặc trang phục tư tế nhận nuôi Cơ Minh Vũ. Mạc Hạ Vân lập tức nhận ra đó là Quân Âu Lâm, kiếp trước của biểu ca Quân Vân Trường, cũng là nhị tư tế của thần vực. Quân Âu Lâm đối xử rất dịu dàng với Cơ Minh Vũ, dịu dàng gấp một vạn lần Cơ Thừa Phong. Đối với Cơ Minh Vũ mà nói, ông ấy càng giống một người sư phụ hơn, thậm chí có thể nói là cha, từ từ dạy bảo Cơ Minh Vũ. Không chỉ dạy hắn tu luyện công pháp, còn dạy hắn đạo lý làm người, phương pháp ứng phó âm mưu quỷ kế. Sự dịu dàng và kiên trì của Quân Âu Lâm khiến Cơ Minh Vũ mở rộng nội tâm lần nữa sau chuyện của Tiểu Thiên. Nhưng mà điều tốt đẹp không tồn tại mãi, Cơ Minh Vũ bị mưu hại, chúng phải lưu tủy băng ngục. Cơ Minh Vũ lúc đó chỉ có tu vi thần chủ nên không thể chịu đựng nổi lưu tủy băng ngục, thần trí và thân thể đều dần bị ăn mòn. Thế là Quân Âu Lâm hy sinh bản thân mình, đưa phân thân của Cơ Minh Vũ vào Hồng Trần Luân Hồi để trì hoãn lưu tủy băng ngục bùng lên. 20 năm sau khi phân thân lịch kiếp xong, Cơ Minh Vũ trở lại thần vực thì chỉ thấy cái xác đã không còn hơi thở từ lâu ở trong quan tài băng. Thật ra Mạc Hạ Vân đã sớm nghe được những chuyện này từ Cơ Minh Vũ và Thanh Long, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì cảm giác đau lòng và chấn động đó hơn hẳn khi nghe bằng lời. Nhất là cảm giác bi thương lạnh lòng và tự đày đọa mình tỏa ra trên người Cơ Minh Vũ càng khiến Mạc Hạ Vân đau lòng và thương tiếc đến mức không thể thở nổi. Mà đúng lúc này, cảnh tượng ảo cảnh lại thay đổi. Cơ Minh Vũ bị đưa đến một không gian đen kịt. Trước mặt hắn liên tục xuất hiện cảnh tượng Quân Âu Lâm đau đớn trước khi chết. Vi phạm thiên đạo, để Cơ Minh Vũ xông vào luân hồi, Quân Âu Lâm làm tư tế thần vực nên phải chịu lôi phạt thần hồn tàn khốc nhất, chậm rãi chết đi trong vô tận đau đớn và hành hạ. Trên khuôn mặt lạnh lùng vô tình của Cơ Minh Vũ cuối cùng cũng lộ ra vẻ đau đớn. Hắn ôm đầu mình, chậm rãi ngồi xổm xuống. Mà giọng nói lạnh lẽo trào phúng của Cơ Thừa Phong lại vang lên, ta đã nói từ đầu, ngươi nhất định sẽ cô độc cả đời. Thế nhưng ngươi càng muốn dãy ruộng, càng muốn tiếp cận người khác, là do sự ích kỷ của ngươi đã hại chết Quân Âu Lâm. Lẽ nào ngươi còn muốn kiên trì nữa sao? Sống lẻ loi một mình, hại chết càng nhiều người, còn không bằng từ bỏ, sớm ngày từ bỏ. Thế thì ngươi có thể sớm ngày giải thoát, người bên cạnh ngươi cũng không bị tổn thương nữa. Sắc mặt Mạc Hạ Vân hoàn toàn thay đổi. Cô lao đến bên cạnh Cơ Minh Vũ, lớn tiếng gọi tên hắn, nói với hắn rằng hết thảy đều là giả. Nhưng dù Mạc Hạ Vân kêu la đến khản giọng cũng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào. Đây là quá khứ và ảo cảnh thuộc về Cơ Minh Vũ, là tâm ma được giấu vào nơi sâu nhất của hắn. Hắn cố thủ trong thế giới này, tự đày đọa mình, tự hủy diệt mình. Nếu hắn không tự tỉnh táo lại thì không ai cứu được hắn cả. Giọng nói của Cơ Thừa Phong vẫn không ngừng truyền vào tai của Cơ Minh Vũ và Mạc Hạ Vân. Tiểu Thiên là do ngươi hại chết, Quân Âu Lâm là do ngươi hại chết, đều là vì ngươi không chịu tha cho họ. Bắt lấy họ không chịu buông mới khiến họ rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. Ngươi cho rằng những người khác có thể bầu bạn bên cạnh ngươi sao? Ha ha, mấy con thần thú kia, cả người phụ nữ mà ngươi yêu nữa, họ đều sẽ chết vì ngươi thôi. Nếu không tin thì ngươi có thể tự xem tương lai của mình. Cảnh tượng bên trong ảo cảnh lại thay đổi. Mạc Hạ Vân nhìn thấy Cơ Minh Vũ đứng trong vũng máu, dưới đất là đầy rẫy thi thể. Khoảnh khắc nhìn thấy những thi thể này, Mạc Hạ Vân đột nhiên hít vào một hơi. Những thi thể đó lại là đám người Thanh Long, Bạch Hổ. Mà Cơ Minh Vũ đứng ở chính giữa cầm kiếm trong tay, trên mũi kiếm còn dính máu,
nhưng trên mặt hắn không phải là sự tàn nhẫn mà là luống cuống và bi thương đầy trống rỗng. Thanh Long đang thoi thóp cầm lấy ống quần của hắn, phát ra tiếng gào thống khổ. Chủ nhân, chúng ta đi theo chủ nhân lâu như vậy, chúng ta chưa từng nghĩ đến chuyện phản bội chủ nhân. Tại sao chủ nhân muốn giết chúng ta? Chủ nhân, ngươi thật là ác độc. Leng keng, trường kiếm rơi xuống đất. Cơ Minh Vũ giơ tay ra, nhìn trên tay dính đầy máu tươi, trong tròng mắt đen nhánh không hề có chút ánh sáng nào. Cơ Minh Vũ, đây là giả. Mạc Hạ Vân kêu to, đây là ảo cảnh được Cơ Thừa Phong chế tạo ra từ tâm ma của huynh, đám Thanh Long còn đang sống khỏe. Họ không chết. Cơ Minh Vũ, huynh mau tỉnh lại đi. Mạc Hạ Vân gọi khàn cả giọng, nước mắt chảy ào ào ra khỏi viền mắt, nhưng không thể gọi tỉnh được Cơ Minh Vũ đã rơi vào tuyệt vọng. Mà giọng nói đầu độc của Cơ Thừa Phong còn đang vang lên, ngươi xem, ngươi lại tự tay giết chết người bên cạnh mình. Linh hồn của ngươi chắc chắn là dơ bẩn, tàn khốc, máu lạnh, chỉ làm người bên cạnh ngươi bị thương tổn thôi. Lẽ nào ngươi còn chưa muốn từ bỏ? Cô độc sống tiếp như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cơ Minh Vũ lảo đảo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Chỉ còn một luồng ý chí chống đỡ hắn, khiến hắn còn chưa lựa chọn từ bỏ. Mạc Hạ Vân nghe thấy Cơ Thừa Phong cười lạnh một tiếng, ta muốn xem thử ngươi còn có thể chịu được bao lâu. Cảnh tượng ảo cảnh lại thay đổi, từng hình ảnh xuất hiện sau đó là hình ảnh mà Mạc Hạ Vân vô cùng quen thuộc. Đó chính là từng hình ảnh khi cô và Cơ Minh Vũ gặp gỡ. Nhìn cảnh tượng gặp nhau trong suối nước nóng, người đàn ông bên trong thần điện Minh Ngục hung hăng bá đạo ép sát, Mạc Hạ Vân lộ ra ý cười mềm mại. Hóa ra Cơ Minh Vũ thật sự vừa gặp đã thương cô, hơn nữa tuyên bố chiêu thiên lệnh chỉ vì tìm cô. Sau khi xa nhau ở thần điện Minh Ngục, người đàn ông chằn chọc chở mình, đêm không thể ngủ, trong lòng chỉ có mình cô. Từ trước đến nay tính tình Cơ Minh Vũ luôn lạnh lùng cao ngạo, hắn sẽ không bao giờ có tâm trạng như vậy. Nếu không được trải qua ảo cảnh này, Mạc Hạ Vân chẳng hề biết người đàn ông này yêu mình đến mức nào. Trong lòng Mạc Hạ Vân cũng dâng lên sự hổ thẹn và đau lòng sâu đậm. Lúc trước cô còn hoài nghi tình cảm của Cơ Minh Vũ dành cho mình, thậm chí nói ra lời chia tay. Nhìn người đàn ông tự hành hạ mình trong thánh điện, Mạc Hạ Vân ước gì có thể lập tức xông tới ôm lấy hắn, nói cho hắn biết rằng cô sẽ không bao giờ rời xa hắn. Nhưng cảnh tượng tiếp theo hiện ra trong ảo cảnh lại khiến Mạc Hạ Vân cảm thấy xa lạ. Sau khi làm hòa, hai người không phi thăng lên thần vực mà Cơ Minh Vũ lại đến nhà họ Vân cầu hôn. Hơn nữa Vân Thần Dương còn đồng ý, hôn lễ long trọng được cử hành ở thiên dực của hồi môn dài đến 10 dặm, khắp trốn mừng vui. Trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Cơ Minh Vũ lộ ra nụ cười vui mừng hiếm thấy. Nhưng Mạc Hạ Vân lại cảm thấy lạnh người, giả, tất cả những điều này đều là giả. Cơ Thừa Phong đúng thật là đê tiện, ảo cảnh này của ông ta được bện ra từ ký ức của Cơ Minh Vũ. Trong 9 phần ký ức thật trộn lẫn một phần ảo cảnh giả, nhưng một phần giả này lại có thể đưa Cơ Minh Vũ vào thế vạn kiếp bất phục. Quả nhiên vào đêm động phòng hoa trúc, nghe thấy trong phòng tân hôn truyền ra tiếng kêu thảm thiết, mọi người lao vào trong thì tân nương đã tắt thở, cả người Mạc Hạ Vân run rẩy. Cô nhìn thấy trong mắt Cơ Minh Vũ mất hết ánh sáng, hắn bước từng bước đến trước thi thể của Mạc Hạ Vân, sau đó ôm lấy thiếu nữ máu me khắp người. Cơ Minh Vũ run run, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Nước mắt rơi xuống khỏi hốc mắt hắn, giọng nói khàn khàn có sự đau đớn, điên cuồng và tuyệt vọng khôn tả. Mạc Hạ Vân đã chết, ngay cả Tuyết Nhi của hắn cũng rời xa hắn. Hắn sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa? Cơ Thừa Phong đeo mặt nạ xuất hiện bên cạnh Cơ Minh Vũ, từ trên cao nhìn xuống hắn, cười khẽ dụ dỗ, cảm thấy đau khổ lắm đúng không? Tuyệt vọng lắm đúng không? Tất cả là tại ngươi quá ích kỷ, đến gần người mà mình không nên đến gần, yêu người mà mình không nên yêu. Số mệnh trời định của ngươi là cô độc cả đời, nếu không sẽ hại chết hết thảy người thân cận bên cạnh ngươi. Tiểu Thiên là vậy, Quân Âu Lâm cũng thế, ngay cả người phụ nữ ngươi thương yêu là Mạc Hạ Vân không thoát khỏi điều đó. Vì vậy hãy từ bỏ đi, từ bỏ mạng sống, từ bỏ linh hồn, từ ấy ngươi không còn cảm thấy thống khổ nữa, những người khác cũng có thể bình yên vô sự. Cơ Thừa Phong vừa nói vừa đặt tay lên người Cơ Minh Vũ, chậm rãi nói, đến đây, để sư phụ giúp ngươi. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn biến mất là tốt rồi. Ngươi sẽ không cảm thấy thống khổ nữa. Cơ Minh Vũ, Cơ Minh Vũ. Mạc Hạ Vân điên cuồng kêu to, huynh đừng bị ông ta lừa, ta không chết, ta còn đang sống sờ sờ ở đây, đang chờ huynh trở về. Cơ Minh Vũ, huynh có nghe không? Nhưng mà Cơ Minh Vũ không nghe thấy. Trong cặp mắt của hắn chỉ có sự trống rỗng, tĩnh mịch và sự tuyệt vọng muốn từ bỏ tất cả. Lúc tay Cơ Thừa Phong đặt lên, thân hình của hắn trở nên nhạt dần. Mạc Hạ Vân nhớ Tiểu Bạch đã nói, Cơ Thừa Phong xây dựng ảo cảnh địa ngục luân hồi cho Cơ Minh Vũ. Mỗi khi trải qua tâm ma một lần,
tuyệt vọng một lần thì thần hồn của hắn sẽ bị Cơ Thừa Phong chiếm hơn phân nửa. Cho đến khi hồn phách của Cơ Minh Vũ hoàn toàn biến mất, nếu bây giờ cô không thể ngăn cản Cơ Thừa Phong, vậy cho dù sau đó Cơ Minh Vũ có tỉnh lại được thì cũng không còn đầy đủ ký ức. Hơn nữa con đường tu luyện của hắn cũng đến đường cùng, thậm chí bởi vì tổn thương về thần hồn mà tu vi thụt lùi, từ đây về sau luôn bị đau đớn giày vò mãi cho đến khi tử vong. Đó là rất rất nhiều ký ức thuộc về hai người, là kỷ niệm của họ. Sao Mạc Hạ Vân có thể để Cơ Minh Vũ quên mất? Cô càng không thể để bất kỳ ai làm tổn thương Cơ Minh Vũ, thay thế người đàn ông mà cô yêu. Mạc Hạ Vân hít sâu một hơi, sinh sôi không ngừng chậm rãi vận chuyển trong người. Tia sáng màu xanh biếc của Mộc Chi Bản Nguyên chậm rãi ngưng tụ ở đầu ngón tay, tràn ra khắp ảo cảnh. Trước khi vào đây, Tiểu Bạch đã nói cho cô biết, cô chỉ có một cơ hội, dùng sức mạnh của Mộc Chi Bản Nguyên để loại bỏ kết giới ảo cảnh, hóa giải tâm ma của Cơ Minh Vũ. Mà cơ hội này, cô nhất định phải dùng khi gặp tâm ma lớn nhất của Cơ Minh Vũ. Nếu chọn không đúng thời điểm thì Mạc Hạ Vân có thể ngăn cản lần ảo cảnh ác mộng luân hồi này, nhưng không thể đưa Cơ Minh Vũ ra ngoài mà buộc phải để hắn lại tiến vào luân hồi tiếp theo. Hơn nữa, theo mỗi một lần Cơ Minh Vũ trải qua ảo cảnh luân hồi, thần hồn của Mạc Hạ Vân cũng hao tổn rất lớn. Lúc này cô đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì vậy nếu lần này thất bại thì không chỉ là Cơ Minh Vũ sẽ biến mất, ngay cả cô cũng sẽ hồn phi phách tán. Đây là một ván cược lấy mạng sống của cô và tình yêu làm tiền đặt cược, mà cô chắc chắn sẽ không thua. Ánh mắt của Mạc Hạ Vân hướng về người đàn ông đã dần nhạt đi, cong môi nở nụ cười dịu dàng. Cơ Minh Vũ, chờ ta. Tốc độ vận chuyển sinh sôi không ngừng từ chậm đến nhanh. Trong lúc đó Mạc Hạ Vân còn vận chuyển tâm pháp hỗn độn, ngưng tụ hết linh lực cả người vào đan điền, thông qua sinh sôi không ngừng chuyển hóa thành lực bản nguyên. Càng ngày càng có nhiều mộc chi bản nguyên trong không gian ảo cảnh, từng tia lặng lẽ quấn quanh Cơ Minh Vũ. Dưới sự xoa dịu của lực bản nguyên, thân thể vốn đã nhạt đi lại ngưng tụ. Đây là sức mạnh thuộc về sinh mệnh, mang theo mùi thơm của hy vọng. Cơ Minh Vũ đột nhiên trợn to mắt, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Tuyết Nhi, là nàng sao? Cơ Thừa Phong lại mang vẻ mặt lạnh lẽo, cười nhạo nói, muốn cứu hắn ra ngoài sao, nằm mơ đi. Nói xong, một vùng khói đen vung ra từ tay ông ta, đánh vào lực bản nguyên. Phụt, Mạc Hạ Vân đột nhiên phun ra một ngụm máu, thân hình vốn ngưng tụ trở nên lúc đậm lúc nhạt. Đây là kết quả khi thần hồn của cô bị tổn thương. Cùng với sự tấn công của khói đen vào lực bản nguyên, sắc mặt của Mạc Hạ Vân càng ngày càng trắng xám, thân hình cũng càng lúc càng nhạt. Nhưng mà động tác vận chuyển lực bản nguyên của Mạc Hạ Vân lại chẳng hề dừng. Mạc Hạ Vân vừa phát ra lực bản nguyên vừa lần lượt kêu gọi Cơ Minh Vũ. Dù cổ họng đã khàn khàn, giọng nói trở nên mỏng thé thì cô vẫn không dừng lại. Mà khi cô phát ra lực bản nguyên một cách liều lĩnh như thế, hồn phách của Cơ Minh Vũ không còn tán loạn nữa, thần trí của hắn cũng tỉnh táo lại. Đến giờ phút này, cuối cùng hắn cũng nghe được giọng nói của thiếu nữ khàn khàn, thống khổ, không muốn và khẩn cầu. Cơ Minh Vũ, huynh có nghe không? Huynh là tên lừa gạt, huynh đã bảo ta chờ huynh trở lại. Sao huynh lại từ bỏ? Rõ ràng huynh đã hứa sẽ ở bên cạnh ta cả đời. Cơ Minh Vũ, ta là Tuyết Nhi đây, ta không chết, ta vẫn đang ở đây chờ huynh trở về. Xin huynh mau chóng tỉnh lại được không? Cơ Minh Vũ đột nhiên đứng dậy, gạt Cơ Thừa Phong ra, phát ra tiếng gọi khàn khàn vừa mừng vừa sợ. Tuyết Nhi, nàng ở đâu? Nghe được tiếng gọi của Cơ Minh Vũ, nhìn thấy ánh mắt tỉnh táo của hắn, Mạc Hạ Vân biết cuối cùng mình đã thành công. Cô thả lỏng tâm trạng, sinh sôi không ngừng đang điên cuồng vận chuyển cũng dừng lại. Mộc chi bản nguyên quanh quẩn ở xung quanh cũng theo đó mà thu vào trong thần hồn. Sắc mặt của Cơ Thừa Phong thì lại khó coi tới cực điểm. Ông ta không ngờ rằng chỉ còn một chút nữa thôi mà Cơ Minh Vũ cũng tránh thoát được tâm ma. Một khi tránh thoát tâm ma, Cơ Minh Vũ sẽ thoát khỏi ảo cảnh địa ngục luân hồi. Kế hoạch chậm rãi nuốt chửng thần hồn, chiếm cứ thân thể Cơ Minh Vũ của ông ta cũng biến thành bọt nước. Mà cuối cùng, Mạc Hạ Vân không chống đỡ được nữa, cô sụi lơ ngã xuống. Chỉ có điều cô chưa ngã xuống đất đã được ôm vào một lồng ngực quen thuộc. Mặc dù là ở không gian ảo ảnh, hai người đều không có thực thể nhưng Mạc Hạ Vân vẫn cảm nhận được sự ấm áp và ỉ lại đã lâu không được cảm nhận. Mạc Hạ Vân mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang nhìn cô với vẻ mặt hoảng loạn và đau lòng, khẽ cất tiếng, Cơ Minh Vũ, cuối cùng huynh cũng nhìn thấy ta rồi sao? Năm tháng trong ảo ảnh dài đằng đẵng như vậy, dù người ta nói thời gian như bóng câu qua khe cửa, Mạc Hạ Vân vẫn cảm thấy một mình cô độc đã rất rất lâu. Lúc đứng bên cạnh theo dõi quá trình trưởng thành và đau đớn của người đàn ông, cô hy vọng có thể chìa tay ôm lấy hắn và được hắn ôm vào lòng biết chừng nào. Tuyết Nhi, ta xin lỗi,
Cơ Minh Vũ ôm chặt lấy cô, giọng hắn nghẹn ngào khản đặc. Ta xin lỗi, đều tại ta, đừng nói xin lỗi với ta. Giọng Mạc Hạ Vân nhẹ tênh, thật ra thì ta rất vui khi được cùng huynh trải qua cơn ảo mộng này, giống như ta đã được tham dự vào cả cuộc đời huynh vậy. Huynh đừng khóc đau lòng như vậy được không, khóc thế này chẳng đẹp trai chút nào. Có phải ta sắp chết đâu, ta chỉ bị thương nhẹ thôi mà. Nhưng bây giờ, ta thực sự đã mất hết bản lĩnh rồi, vì vậy tiếp theo chỉ có thể dựa vào huynh thôi. Ta đợi huynh cứu ta ra khỏi nơi quỷ quái này, sau đó chúng ta cùng nhau về nhà. Cơ Minh Vũ nhắm mắt, nước mắt khô trên gò má. Đến lúc mở mắt ra, trong mắt hắn chỉ còn lại vẻ kiên quyết. Hắn cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô gái, động tác nhẹ nhàng đến phát run. Được, chờ ta giải quyết chuyện này xong, chúng ta cùng nhau về nhà. Nói xong, Cơ Minh Vũ đặt cô gái vào một góc rồi dần lưu luyến buông tay đứng dậy. Lúc hắn đang định quay người đi thì bỗng nghe thấy giọng nói yếu ớt mà dịu dàng của cô gái. Cơ Minh Vũ, huynh sẽ không cô độc cả đời, bởi vì ta sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên cạnh huynh. Ta là thánh nữ truyền kiếp, đến cả thiên đạo cũng không thể làm gì được ta, thế nên số mệnh thiên sát cô tinh chó má gì đó của huynh không tin được đâu. Vì vậy, huynh nhất định không được từ bỏ. Cơ Minh Vũ chỉ cảm thấy hốc mắt vừa hong khô lại một lần nữa ẩm ướt. Bàn tay buông thõng bên người hắn chậm rãi siết thành nắm đấm. Một lúc lâu sau hắn mới trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, hắn đã mất đi rất nhiều, có Tiểu Thiên, có Quân Âu Lâm. Từ nhỏ hắn đã không có người thân, không có tự do, không hề cảm nhận được một chút vui vẻ. Thế nhưng bây giờ, tất cả những chuyện cũ đau lòng và bi thương ấy đều đã trở nên nhỏ nhặt, không đáng kể, bởi vì hắn đã có Tuyết Nhi. Nếu như ông trời bắt hắn chịu cô độc suốt 10.000 năm trước để đổi lấy hắn được gặp Tuyết Nhi, để hắn có thời khắc hạnh phúc ngọt ngào này thì hắn vui vẻ chấp nhận. Cơ Minh Vũ hít sâu một hơi, xoay người nhìn người đàn ông vẫn đeo mặt nạ phía đối diện. Chiếc mặt nạ màu vàng kia rơi xuống, để lộ một gương mặt xấu xí thối rữa. Trên gương mặt đó chỉ còn duy nhất hai con mắt là còn lành lặn. Ông ta nhìn Cơ Minh Vũ, đáy mắt đầy vẻ hung ác, lạnh lẽo và thù hằn. Cơ Minh Vũ, ngươi chỉ là một vật chứa đựng linh hồn của ta, vốn không nên là một sinh vật sống. Sứ mệnh của ngươi là chờ ta tỉnh lại, cung cấp cho ta một thân xác hoàn hảo. Ngươi không cần tình cảm, không cần ý thức, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời ta là được. Tại sao ngươi lại muốn phản kháng, muốn cướp đoạt thứ không thuộc về ngươi chứ? Trong lúc nói chuyện, thân hình Cơ Thừa Phong đã thay đổi, thân xác vốn thối rữa xấu xí đã biến thành một người đàn ông có vóc dáng cao to, dung mạo vô cùng tuấn tú. Ngũ quan của ông ta tương đối sắc nét như diều đục đao đẽo, mang vẻ phong tình cuốn hút. Nếu chỉ luận tướng mạo phong thái thì chẳng thua kém gì Cơ Minh Vũ. Đây là diện mạo vốn có của Cơ Thừa Phong. Có tướng mạo khiến phụ nữ trong thiên hạ say đắm, lại có quyền thế chí cao vô thượng. Ông ta từng là vương giả duy nhất trên trời đất, là thần hoàng, chúa tể của ngàn vạn sinh linh. Chỉ có điều thân xác thuộc về ông ta đã sớm mục nát tan biến. Song nơi này là ảo cảnh, bên trong chỉ có thần thức nên Cơ Thừa Phong mới có thể tùy ý biến ra. Ánh mắt Cơ Thừa Phong dừng lại trên người Mạc Hạ Vân đang suy yếu, trong mắt ông ta có vẻ không cam lòng, nhớ nhung và ghen ghét. Tịch Nhi, tại sao nàng vốn phải thuộc về ta? Chúng ta đã hứa với nhau, chờ ta tìm được nàng chuyển kiếp thì chúng ta sẽ ở bên nhau cơ mà. Tại sao nàng lại thay lòng đổi dạ, yêu người đàn ông khác? Vậy thì sự chờ đợi và mưu tính của ta vạn năm qua là gì đây? Mạc Hạ Vân cười khẩy một tiếng, nhắc lại một lần nữa, ta không phải Tuyết Tịch Thánh Nữ, không phải Tịch Nhi của ngươi. Hơn nữa ngươi chắc chắn là Tuyết Tịch Thánh Nữ thích ngươi, có ước hẹn với ngươi chứ? Ta từng tiếp nhận truyền thừa của Tuyết Tịch Thánh Nữ, tàn dư thần hồn của bà ấy nói với ta rằng bà ấy hoàn toàn không hiểu tình yêu. Trong linh hồn bà ấy cũng không có dấu vết của bất cứ người đàn ông nào, chỉ có lòng thương xót và cầu phúc cho chúng sinh thiên hạ. Cái gì mà ước hẹn chờ đợi vạn năm, chu mưu tính kế, suy cho cùng chỉ là sự điên rồ từ một phía nhà ngươi thôi. Ngươi im miệng, Cơ Thừa Phong đột nhiên cao giọng, gương mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo. Ngươi im đi. Im đi, Tuyết Tịch yêu ta, nàng ấy chỉ yêu một mình ta. Chỉ vì bị thiên đạo đáng chết kia can thiệp nên bọn ta mới không thể ở bên cạnh nhau. Là thiên đạo và những con người ích kỷ dơ bẩn trong thần vực kia đã hại chết Tuyết Tịch. Nếu không, bọn ta đã là một đôi thần tiên quyến lữ, ngươi có hiểu không? Ánh mắt Mạc Hạ Vân lộ vẻ giễu cợt. Phản ứng này của Cơ Thừa Phong khiến cô càng thêm chắc chắn, thánh nữ đời trước hoàn toàn không thích Cơ Thừa Phong. Chẳng qua là tên biến thái Cơ Thừa Phong này đã cố chấp dồn tình yêu lên người thánh nữ, còn tự cho rằng thánh nữ Tuyết Tịch cũng yêu mình sâu sắc. Hơn nữa Mạc Hạ Vân có thể nhìn ra được, có lẽ là vì thần hồn đã cưỡng ép rời cơ thể quá lâu nên tâm trí của Cơ Thừa Phong không còn ổn định nữa, thậm chí còn trở nên điên cuồng và lệch lạc.
Tình yêu của ông ta không hề khiến người khác cảm thấy cảm động và vinh hạnh, chỉ có sợ hãi đến sờn tóc gáy. Cơ Thừa Phong hít sâu một hơi, vẻ dữ tợn trên mặt tan biến, gương mặt tuấn tú của ông ta khôi phục lại vẻ cao cao tại thượng, ung dung thấu hiểu một lần nữa. Ông ta nhìn Mạc Hạ Vân một cái đầy sâu xa, giọng nói nhẹ đi vài phần, tuy rằng Tuyết Tịch đã chết nhưng nàng còn sống. Với ta mà nói, nàng chính là Tuyết Tịch chính là nàng. Đợi ta giải quyết xong lũ ruồi bọ ngăn cản chúng ta ở bên nhau, ta ắt sẽ có cách khiến nàng nhớ lại quá khứ ngọt ngào của chúng ta. Ngoan ngoãn chờ ta nhé. Nói đoạn, ông ta nhìn về phía Cơ Minh Vũ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo và hung ác. Ngươi tự mình kết thúc hay là để ta ra tay? Cơ Minh Vũ bình tĩnh nhìn ông ta, đoạn chậm rãi lên tiếng. Sư phụ. Cơ Thừa Phong cười lạnh. Nếu ngươi còn biết ta là sư phụ thì ngươi phải hiểu, một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Ta là phụ thân của ngươi, mạng của ngươi là ta ban cho, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải ngoan ngoãn chết đi chứ không phải là phản kháng ta, cướp đồ của ta. Vẻ mặt Cơ Minh Vũ lại không mảy may thay đổi, hắn vẫn bình tĩnh nói tiếp, Cơ Thừa Phong, đây cũng là lần cuối cùng ta gọi ông là sư phụ. Mạng của ta là ông ban cho, tu vi của ta cũng do ông dạy dỗ. Từ trước tới nay, cho dù biết thừa ông có mục đích khác, ông chỉ coi ta như quân cờ, ta cũng chưa từng có ý định chống đối ông. Bởi vì ông là người đầu tiên ta nhìn thấy sau khi mở mắt ra, ta đã thật sự coi ông là sư phụ của mình. Giống như loài chim non nhận con vật đầu tiên chúng nhìn thấy là cha mẹ, điểm này đến cả quân Âu Lâm cũng không bằng được. Cơ Thừa Phong nheo mắt, u ám nói, vì vậy, ta bảo ngươi chết đi, tại sao ngươi còn muốn phản kháng? Chẳng phải ngươi nghe lời ta nhất sao? Cơ Minh Vũ quay đầu nhìn Mạc Hạ Vân một cái, chỉ thấy cô gái đang nở một nụ cười ấm áp rạng rỡ với hắn. Nụ cười ấy của cô đong đầy tình cảm và tin tưởng. Cơ Minh Vũ cảm thấy chút đau đớn và không cam lòng cuối cùng tích tụ trong lòng đều đã tan biến hoàn toàn. Ánh mắt hắn đột ngột lạnh đi, hắn nhìn thẳng vào Cơ Thừa Phong, nói từng chữ một, nếu như ta không gặp được Tuyết Nhi thì dù ông có muốn cướp đi thân xác ta cũng sẽ không phản kháng. Nhưng bây giờ thì không thể, bởi vì ta đã hứa với Tuyết Nhi là sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng ấy, sẽ lấy nàng ấy, đời đời kiếp kiếp không rời xa nàng ấy. Cũng bởi vì, Cơ Minh Vũ giơ tay, đầu ngón tay chậm rãi xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh thẫm, phát ra một tiếng rồng ngâm lanh lảnh. Đó chính là kiếm Cửu U Phong Long, hắn nói, cũng bởi vì Tuyết Nhi là của ta sẽ không nhường nàng ấy cho bất cứ ai. Ông có là sư phụ cũng không được. Linh lực màu đen quấn quanh thân kiếm Cửu U Phong Long khiến hoa văn khắc trên thân kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Toàn bộ không gian ảo cảnh vẫn đang rung lắc như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đồng tử Cơ Thừa Phong đột nhiên co rút lại. Ông ta cúi đầu nhìn xuống tay mình, thanh kiếm Cửu U Phong Long vốn nằm trong tay ông ta đã biến mất. Một vài thần khí cao cấp cũng đã có tâm trí thần hồn chứ đừng nói gì đến một món thánh khí như kiếm Cửu U Phong Long này. Cũng vì có tâm trí thần hồn nên kiếm Cửu U Phong Long mới có thể xuất hiện trong không gian ảo ảnh mà chỉ có thần hồn mới vào được. Cơ Minh Vũ và Cơ Thừa Phong đều từng cầm kiếm Cửu U Phong Long, thậm chí kiếm Cửu U Phong Long còn là vũ khí mà Cơ Thừa Phong từng sử dụng trước khi trở thành thần hoàng. Nhưng giờ phút này, kiếm Cửu U Phong Long lại lựa chọn Cơ Minh Vũ là chủ nhân. Sắc mặt Cơ Thừa Phong u ám dữ tợn đến mức có thể nhỏ ra thành nước. Từ lâu ông ta đã đoán được rằng có thể đồ nhi này của mình sẽ tiến bộ ngoài tầm kiểm soát, không dễ lợi dụng chiếm đoạt. Nhưng ông ta không thể nào ngờ được rằng Cơ Minh Vũ lại trưởng thành đến mức này. Trong mắt Cơ Thừa Phong lóe lên sát ý, năng lượng màu đen không ngừng bay ra từ lòng bàn tay, hóa thành một thanh trường kiếm đen tuyền. Không có vũ khí, ông ta chỉ có thể dùng linh lực hóa thành kiếm. Đây chính là thực lực thiên thần cảnh, là thần hoàng đáng sợ có thể thống trị vạn vật trên đời. Cơ Thừa Phong nhìn người đồ đệ phía đối diện, bật cười mỉa mai, Cơ Minh Vũ, có phải ngươi đã quên mỗi lần chống đối ta, ngươi sẽ gặp kết cục gì không? Mặc dù thực lực của ta bây giờ không bằng một phần nghìn lúc mạnh nhất nhưng cũng đủ để giết chết ngươi. Nếu ta đã không thể chiếm được thần hồn của ngươi thì ngươi biến mất hoàn toàn cho ta luôn đi. Còn chưa nói xong, Cơ Thừa Phong đã bay lên trời, sức mạnh nuốt chửng biến thành trường kiếm, hung hăng lao về phía Cơ Minh Vũ. Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ giao đấu với Cơ Thừa Phong trong không gian ảo ảnh đều không biết, hiện giờ, toàn bộ cổ cảnh nguyên không đã trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thực lực của Cơ Thừa Phong thực sự quá mạnh. Thần thức của ông ta chia thành hai phần, một phần đối phó với Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ trong không gian ảo ảnh, phần còn lại ở lại trong cơ thể Cơ Minh Vũ, đuổi giết Nguyên Linh. Vì Cơ Thừa Phong biết chỉ cần ông ta bắt được Nguyên Linh rồi phong ấn nó, cả cổ cảnh nguyên không sẽ rơi vào tầm kiểm soát của ông ta. Mà có quyền kiểm soát cổ cảnh nguyên không, Cơ Thừa Phong sẽ có thể cưỡng ép kéo hồn phách của Mạc Hạ Vân ra khỏi không gian thí luyện. Đến lúc đó,
chỉ còn một mình Cơ Minh Vũ bị phong ấn trong không gian thí luyện. Dù Cơ Thừa Phong muốn nghiền nát thần hồn hắn hay từ từ tra tấn rồi chiếm đoạt đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Thời không ngăn cản Cơ Thừa Phong đã bị rách một khe hở, không còn ngăn cản được ông ta nữa. Ngay cả kết giới của bí cảnh thái cực cũng đã bị Cơ Thừa Phong phá vỡ. Tiểu Bạch mang theo thân xác của Mạc Hạ Vân, chật vật chạy trốn khắp không gian bí cảnh của cổ cảnh nguyên không, né tránh sự đuổi giết của Cơ Thừa Phong. Thực tế, bây giờ Tiểu Bạch đã là nỏ mạnh hết đà. Linh lực của nó đã tiêu hao gần hết. Trong một lần tránh né, để bảo vệ thân thể của Mạc Hạ Vân, nó còn bị thương nặng. Chính những lời của Mạc Hạ Vân trước khi đi và lời hứa của nó với Mạc Hạ Vân đã giúp nó chống đỡ được đến bây giờ. Nhưng Tiểu Bạch cảm thấy mình thực sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Nhất là khi nhìn thấy Mạc Hạ Vân phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hơi thở cũng ngày một suy yếu, nó không nhịn được mà òa khóc. Mẹ sắp chết ư? Nếu mẹ chết thì nó biết làm thế nào bây giờ? Hu hu hu, nó không muốn mẹ chết. Nhưng mà làm thế nào? Rốt cuộc làm thế nào đây? Rốt cuộc bí quyết khống chế quy tắc cổ cảnh nguyên không đang ở đâu? Tại sao nó tìm mãi không thấy? Bây giờ Tiểu Bạch đang trong hình dạng nguyên linh ô ly, dù có rơi nước mắt thì gương mặt nó vẫn đầy vẻ lạnh lùng. Nó vươn bàn tay nửa trong suốt lên lau sạch vết máu bên khóe môi Mạc Hạ Vân, ánh mắt ngập tràn lo lắng. Đúng lúc này, không khí bên người chợt dao động. Ngay sau đó, một bóng dáng cao lớn quen thuộc chậm rãi hiện ra trước mặt Tiểu Bạch. Người đó mang gương mặt và dáng người của cha nhưng hoàn toàn không phải là cha, mà là một tên người xấu đáng sợ. Cơ Thừa Phong nhếch môi, khoan thai nói, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi, ô ly. Còn cả Tịch Nhi của ta nữa. Tiểu Bạch giấu Mạc Hạ Vân phía sau, gương mặt lạnh lùng vô cảm nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Cơ Thừa Phong chép miệng một tiếng, nói, ô ly, chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta sao? Trước kia là ta đưa ngươi đến bên cạnh Tuyết Tịch. Chắc ngươi cũng biết ta không muốn làm tổn thương ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao quyền kiểm soát cổ cảnh nguyên không và thân xác Tuyết Tịch cho ta, ta ắt sẽ không động đến ngươi, còn cho ngươi tiếp tục ở lại bên cạnh Tuyết Tịch. Ngươi thấy thế nào? Nguyên Linh Ô Ly lắc đầu, gương mặt nhỏ nhắn nhíu chặt lại. Tên khốn nạn này coi mình là trẻ con 3 tuổi đấy à? Mẹ còn lâu mới thích tên khốn nạn này. Tuyệt đối không thể giao cổ cảnh nguyên không và mẹ cho ông ta. Nếu không ông ta sẽ giết cha, còn cưỡng bức cả mẹ. Ánh mắt Cơ Thừa Phong sắc lẹm, gương mặt ông ta u ám đáng sợ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đang cò kè mặc cả với ngươi sao? Hay là ngươi cho rằng ngươi có thể đối đầu với ta? Cho dù ngươi có là nguyên linh, vương của vạn thú thì trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một món đồ chơi ta tặng cho Tuyết Tịch. Đối phó với ngươi là chuyện dễ như bỡn. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bạch hơi tái đi. Quả thực nó có một nỗi sợ hãi từ tận sâu thẳm linh hồn với người đàn ông này. Trên mặt Cơ Thừa Phong thoáng qua một tia mỉa mai, ông ta tiếp tục dụ dỗ, ngươi là nguyên linh, đúng là ngươi sẽ không chết. Nhưng chẳng lẽ ngươi vẫn muốn bị phong ấn, chìm vào bóng tối u ám cô độc sao? Khó khăn lắm ngươi mới chờ hết 10.000 năm để tỉnh lại, về bên cạnh Tuyết Tịch. Chẳng lẽ ngươi còn muốn trở lại bóng đêm 10.000 năm nữa ư? Không, ta không muốn trở về với bóng tối, ta muốn ở lại bên cạnh mẹ. Cơ thể nhỏ bé của Nguyên Linh run lên, gương mặt lạnh như băng hơi có phần hoảng hốt. Vì vậy hãy ngoan ngoãn giao quyền kiểm soát cổ cảnh nguyên không ra đây đi. Ta đảm bảo nhất định sẽ để ngươi ở lại bên cạnh Tuyết Tịch. Chỉ cần từ nay về sau ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ coi ngươi là linh sủng mà ta yêu quý nhất, để ngươi hưởng thụ nguồn tài nguyên bất tận. Dường như cả người Nguyên Linh Ô Ly đã cứng đờ, cơ thể ngừng run rẩy. Trong đầu nó hiện lên từng cảnh tượng khi chung sống với Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ. Từ đầu tới cuối, Mạc Hạ Vân chưa từng coi nó là linh sủng mà luôn coi nó là con, là người thân. Mẹ sẽ dành cho nó những thứ tốt nhất, không để nó phải chịu ấm ức hay bất cứ tổn thương nào. Có lúc nó nổi cáu hay ngang bướng tùy hứng, mẹ còn dịu dàng trấn an nó. Để cứu sống nó, mẹ đã phải trải qua trăm cay nghìn đắng, thậm chí không tiếc hao tổn tuổi thọ và thần hồn của bản thân. Còn cả cha nữa, tuy rằng cha luôn lạnh lùng và có vẻ không thích nó lắm nhưng cha sẽ ra mặt bảo vệ nó, đánh đuổi người xấu giúp nó. Cha còn dạy nó cách tự bảo vệ mình, che giấu thân phận nguyên linh giúp nó. Cha sẽ cho nó ngồi lên vai cha, vừa tỏ vẻ lạnh lùng mất kiên nhẫn nhưng lại vừa giơ tay đỡ, chỉ sợ nó ngã xuống. Nó là nguyên linh, là vua của vạn thú, là linh sủng lợi hại nhất trên đời này. Trước kia Tuyết Tịch Thánh Nữ và Thần Hoàng Cơ Thừa Phong cũng rất yêu thương nó, cho nó tài nguyên tốt nhất, giúp nó thăng cấp. Nhưng cách yêu thương nó không giống cha mẹ nó. Chỉ có cha và mẹ là đối xử với nó như một người thân bình đẳng chứ không coi nó là một con thú cưng rất lợi hại, rất được việc. Chỉ có cha và mẹ là yêu thương và dạy dỗ nó như con cái chứ không phải như một công cụ có thể lợi dụng. Sao nó có thể để người cha, người mẹ như thế biến mất, để bọn họ phải chịu tổn thương cơ chứ?
Cơ Thừa Phong bước từng bước một về phía Nguyên Linh, ánh mắt ngập tràn tự tin. Ông ta tin nỗi sợ hãi và lòng phục tùng ông ta đã khắc sâu vào ký ức truyền thừa của Nguyên Linh, nhất định sẽ khiến Nguyên Linh thỏa hiệp. Cơ Thừa Phong vươn tay ra, định túm lấy đôi cánh trắng muốt của Nguyên Linh. Nhưng bỗng nhiên, đôi cánh kia lại đập khẽ, trường kích màu bạc xuất hiện trong tay Nguyên Linh, hung hăng hơ về phía Cơ Thừa Phong. Ô Ly, ngươi chán sống rồi. Cơ Thừa Phong giận dữ gầm lên một tiếng, cơ thể lùi về phía sau, tránh đi một kích của Nguyên Linh. Hai mắt ông ta bùng lên lửa giận ngùn ngụt. Chết tiệt, Cơ Minh Vũ phản bội ông ta thì không nói làm gì. Giờ đến cả Nguyên Linh còn con cũng dám khiêu khích ông ta. Sau khi kiếm cừu U Phong Long lựa chọn Cơ Minh Vũ trong không gian thí luyện, Cơ Thừa Phong cũng đã vứt bỏ nó. Bây giờ thanh kiếm trong tay ông ta là pháp bảo vốn thuộc về Trình Phi Dực, chỉ đó điều quanh thân kiếm quấn đầy sức mạnh nuốt chửng màu đen. Trường kiếm chém về phía Nguyên Linh, một tiếng rầm lớn vang lên, cơ thể nhỏ bé của Nguyên Linh lảo đảo, nó bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nỗi đau đớn vì linh lực bị cắn nuốt khiến gương mặt nhỏ nhắn của nó nhíu chặt lại. Cuối cùng nó không chịu đựng nổi, ngã nhào xuống đất, không thể nhúc nhích được nữa. Cơ Thừa Phong đi tới, nhìn nó từ trên cao, cười nhạo, không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt thì đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Cho dù Ô Ly không giao quyền kiểm soát cổ cảnh nguyên không thì chỉ cần phong ấn nó. Cổ cảnh nguyên không không ai khống chế, ông ta sẽ có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ của mình để chiếm lấy quyền kiểm soát. Cơ Thừa Phong giơ thanh kiếm trong tay, đâm về phía trái tim Ô Ly. Nói là phong ấn nhưng thực ra chính là giết chết Nguyên Linh. Sau khi Nguyên Linh chết sẽ không biến mất mà sẽ hóa thành một quả trứng, đó chính là trạng thái phong ấn. Khi thanh trường kiếm quấn đầy sức mạnh nuốt chửng sắp sửa đâm vào trái tim Ô Ly, đột nhiên xung quanh cơ thể màu trắng nhỏ bé của nó sáng lên một quầng sáng rực rỡ. Tiểu Bạch gần như đã mất đi ý thức bỗng nghe thấy một tiếng gọi đầy lo lắng. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, mau tỉnh lại. Là giọng của Tiểu Kim Long, con heo ngốc này, bây giờ không được từ bỏ nghe chưa? Nếu ngươi bị phong ấn, ta sẽ vẽ một vạn con rùa lên vỏ trứng của ngươi đấy. Tiểu Bạch, ngươi nghe ta nói. Ta cảm ứng được linh lực lưu chuyển trong cổ cảnh nguyên không, thấy rất giống cách vận chuyển sinh sôi không ngừng của sinh sôi không ngừng. Ngươi phỏng theo tâm pháp vận hành sinh sôi không ngừng, có lẽ có thể tìm được pháp môn khống chế quy tắc trong cổ cảnh nguyên không. Đây là Tiểu Hồng Điểu, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đừng chết, chờ, chờ ta, đây là Tiểu Ngưu. Nhìn chung ánh huỳnh quang kia, Cơ Thừa Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra thần sắc khinh thường, hóa ra là nhẫn không gian minh quang. Ha ha, cho dù ngươi là một trong tứ đại thánh khí thì chẳng lẽ có thể ngăn cản ta. Đang lúc nói chuyện, linh lực hắc ám phát ra đột nhiên gia tăng. Chùm ánh huỳnh quang vốn đang bảo vệ Nguyên Linh lập tức bị linh lực hắc ám nuốt chửng. Trên mặt Cơ Thừa Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, trường kiếm lại hạ xuống. Nhưng bất thình lình sắc mặt của ông ta lại thay đổi, cả người lăn khỏi chỗ. Tiếng ầm ầm vang lên, nơi ông ta vừa đứng lúc nãy có đá tảng rơi xuống. Nếu Cơ Thừa Phong không tránh đi thì nhất định đã bị đá đập vào người. Vốn dĩ một tu sĩ mạnh mẽ như Cơ Thừa Phong sẽ không sợ đá tảng. Nhưng vào khoảnh khắc muốn giết Nguyên Linh, ông ta đột nhiên phát hiện hết thảy linh lực ở xung quanh đều bị rút sạch. Mà linh lực trong cơ thể ông ta vừa phát ra cũng bị rút sạch. Nguyên Linh Ô Ly bò dậy khỏi mặt đất, chậm rãi biến lại thành Tiểu Bạch với dáng vẻ tròn vo. Tiểu Bạch chống nạnh, chỉ vào Cơ Thừa Phong rồi cười to nói, ha ha ha, đồ xấu xa, ngươi cũng có ngày hôm nay. Bây giờ để xem rốt cuộc là ai trừng trị ai. Dưới lời nhắc nhở của đám Tiểu Hồng Điểu, cuối cùng Tiểu Bạch cũng nắm giữ hết thảy quy tắc của cổ cảnh nguyên không. Nói cách khác, bây giờ nó là vua trong cổ cảnh nguyên không. Dù là cao thủ thuộc thiên thần cảnh như Cơ Thừa Phong cũng phải nằm dạp dưới chân của nó. Vốn dĩ Tiểu Bạch muốn duy trì dáng vẻ Nguyên Linh Ô Ly, như vậy mới có thể phát huy ra thực lực lớn nhất. Nhưng bây giờ toàn bộ cổ cảnh nguyên không đều do nó định đoạt, đương nhiên nó sẽ biến lại thành dáng vẻ Tiểu Bạch. Nguyên Linh không thể tùy ý nói chuyện và thay đổi thần sắc, nó đã nghẹn sắp chết rồi. Cuối cùng cũng có thể mắng tên khốn kiếp này cho đã đời. Con cóc ghẻ hôi thối, không cần mặt mũi như ngươi có tuấn tú, có trẻ trung, có nhiều tiền như cha ta không? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn so sánh với cha của ta, lại còn muốn cướp mẹ ta đi nữa chứ? Xùi, cóc ghẻ như ngươi lại muốn ăn thịt thiên Nga, nằm mơ đi. Mặt mày Cơ Thừa Phong tái mét, bởi vì phẫn nộ đến cực điểm nên thân thể cũng run rẩy. Ông ta là ai? Ông ta đã từng là thần hoàng, là vị vua duy nhất của tam giới lục đạo. Ở trước mặt ông ta, ai mà không nơm nớp lo sợ, e dè đến tái mặt, ai dám chỉ vào mũi ông ta mà mắng. Nhưng hôm nay ông ta lại bị một con Nguyên Linh, một con linh sủng mắng nhiếc, hơn nữa còn là những lời nhục nhã khó nghe như thế.
Bởi vậy sao ông ta có thể nhịn cơn giận này xuống được? Ầm, nguồn linh lực khổng lồ đột nhiên bộc phát ra, phá tan lớp ràng buộc kia. Súc sinh, dám nhục nhã cô, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Đương nhiên Cơ Thừa Phong cũng phải trả một cái giá nghiêm trọng, hai nửa thần hồn mà ông ta phân tách đã bắt đầu tán loạn. Nhưng dưới cơn thịnh nộ, Cơ Thừa Phong không bận tâm đến điều gì nữa. A a a a, mẹ cứu mạng, cha cứu mạng. Tiểu Bạch chỉ ngầu được 3 giây lập tức kêu to, xé không gian rồi chật vật chạy trốn. Nó lập tức đến bí cảnh âm dương, vừa lao về phía điện thần hoàng trong không gian thí luyện, vừa vẽ một vết nứt ở phía sau, ngăn cản Cơ Thừa Phong đang đuổi theo được một lúc. Mà trong không gian thí luyện, cuộc chiến giữa Cơ Minh Vũ và Cơ Thừa Phong cũng đến thời khắc quan trọng nhất. Cũng đến giờ phút này, Mạc Hạ Vân mới ý thức rõ được rốt cuộc tại sao thiên thần cảnh lại được khen là có thể sánh vai với thiên đạo, là vị vua duy nhất khống chế vạn vật sinh linh. Bởi vì thiên thần cảnh quá mạnh, trong toàn bộ thần vực, Cơ Minh Vũ có thể xem là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bây giờ ngay cả Vệ Tôn Cường cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đối diện với Cơ Thừa Phong đã bị suy yếu 9 phần 10, hắn lại hoàn toàn nằm ở thế ở hạ phong. Chỉ một lúc sau, trên người Cơ Minh Vũ đã có thêm vô số vết thương. Những vết thương trên thần hồn này cuối cùng đều sẽ thể hiện ra trên cơ thể. Nếu không chữa trị kỹ càng thì những vết thương này còn phiền phức hơn là vết thương trên thân thể. Mạc Hạ Vân cắn răng, căng thẳng quan sát cuộc chiến của hai người, hai tay cô siết chặt thành đấm. Chỉ có như vậy, cô mới có thể khắc chế bản thân, không triển khai mộc chi bản nguyên để chữa trị cho Cơ Minh Vũ. Bởi vì cô biết bây giờ Cơ Thừa Phong còn đang mang tâm thái khinh địch, chỉ coi cuộc chiến này như một trò đùa. Nhưng một khi cô chữa trị cho Cơ Minh Vũ thì Cơ Thừa Phong sẽ bị chọc giận, trái lại còn khiến Cơ Minh Vũ rơi vào tuyệt cảnh. Mạc Hạ Vân đang chờ thời cơ thích hợp nhất. Hơn nữa dựa theo sự ăn ý giữa cô và Cơ Minh Vũ, cô biết Cơ Minh Vũ cũng đang đợi. Một chiêu kiếm của Cơ Thừa Phong đâm thủng bả vai của Cơ Minh Vũ, máu tươi phun tung tóe, sức mạnh nuốt chửng còn làm một ít thần hồn của Cơ Minh Vũ bị chóc ra. Hồn phách của thượng thần vô cùng tươi đẹp, Cơ Thừa Phong lộ ra vẻ mặt thỏa mãn, sau đó chào phúng nhìn về phía Cơ Minh Vũ. Ta nói rồi, ngươi phản kháng ta thì luôn luôn không có kết quả tốt. Hết thảy mọi thứ của ngươi đều là do ta cho, công pháp mạnh nhất của ngươi cũng là do ta dạy. Thứ như quân Âu Lâm chỉ có thể dạy cho ngươi sự mềm yếu và lòng dạ đàn bà mà thôi. Vì vậy khi đối diện với ta, ngươi sẽ không bao giờ có phần thắng. Nói xong, ông ta nhìn về phía Mạc Hạ Vân, âm u nói, Tịch Nhi, nàng hiểu chưa? Hắn nhiều nhất chỉ là bản sao của ta thôi, ta mới là người mạnh nhất trong thiên địa này, ta mới là người đàn ông xứng đôi với nàng. Mạc Hạ Vân mím chặt môi, không nói gì, ánh mắt lo lắng đặt lên vết thương trên người Cơ Minh Vũ. Cơ Thừa Phong sầm mặt xuống, cười lạnh nói, xem ra chỉ khi hắn chết trước mặt nàng, nàng mới hiểu được rốt cuộc cái gì mới là lựa chọn mà nàng nên làm. Một giây sau, linh lực hệ hắc ám mãnh liệt trong tay Cơ Thừa Phong tràn về phía Cơ Minh Vũ. Cơ Minh Vũ dùng kiếm phong long và linh lực hệ hắc ám chống lại, nhưng hoàn toàn không cản được sự tiến công của Cơ Thừa Phong. Phóng ra linh lực với tư thái điên cuồng như vậy, hơn nữa lúc nãy còn chiến đấu trong thời gian dài nên sắc mặt của Cơ Thừa Phong cũng hơi tái nhợt, thần hồn đã thoáng trong suốt. Nhưng ông ta không có thời gian bận tâm đến chúng nữa, trong mắt ông ta tràn ngập sự điên cuồng và dữ tợn. Cơ Minh Vũ, ngươi là cái thá gì? Chỉ là một vật chứa do tự tay ta tạo ra mà thôi. Một vật chứa mà dám vọng tưởng tranh đoạt với ta, ngươi xứng sao? Trường kiếm của Cơ Thừa Phong đâm mạnh về phía trái tim của Cơ Minh Vũ. Cơ Minh Vũ nhìn trường kiếm gần trong gang tấc, trong mắt lóe lên màu đỏ đậm và sự kiên quyết. Ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể kéo ngươi cùng tiến vào địa ngục. Mạc Hạ Vân đột nhiên đứng dậy, phát ra tiếng thốt tan nát cõi lòng. Cơ Minh Vũ. Giữa lúc đó, mộc chi bản nguyên còn sót lại trong cơ thể cô cũng điên cuồng vận chuyển. Thời cơ đúng là vào lúc này, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Cơ Minh Vũ không lùi mà tiến tới, mặc cho trường kiếm của Cơ Thừa Phong đâm thủng trái tim của mình. Nhưng vào lúc đó, hắn cũng phóng thích hết thảy linh lực, trói buộc Cơ Thừa Phong lại. Kiếm Cừu U Phong Long trong tay hắn đâm mạnh về phía đan điền của Cơ Thừa Phong. À! Cơ Thừa Phong phát ra tiếng gào đau đớn đầy phẫn nộ, đánh một chưởng vào thiên linh của Cơ Minh Vũ. Nhưng một chưởng kia còn chưa tới, một đạo linh lực màu xanh lá đã từ trên trời giáng vào người Cơ Minh Vũ. Linh lực màu xanh lá và linh lực màu đen trên người Cơ Minh Vũ tiếp xúc với nhau, nhanh chóng trộn lẫn rồi biến thành thánh quang màu trắng bóng. Không sai, chính là thánh quang. Vết thương vốn chí mạng lập tức khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trường kiếm do linh lực màu đen biến ảo chậm rãi tan rã dưới sự tinh lọc của thánh quang. Không, chuyện này không thể xảy ra. Cơ Thừa Phong phát ra tiếng kêu thê thảm,
nhìn Mạc Hạ Vân rồi lại nhìn sang Cơ Minh Vũ bằng ánh mắt không dám tin tưởng. Cả không gian thí luyện kịch liệt lay động, bắt đầu sụp đổ. Mà Cơ Thừa Phong còn đang điên cuồng la lên không thể, hai tay biến ảo thành lợi chảo khủng bố, liều lĩnh tấn công về phía Cơ Minh Vũ. Mạc Hạ Vân khiếp sợ phát hiện trên người Cơ Thừa Phong không chỉ tỏa ra linh lực hệ hắc ám, còn có cả ma khí dày đặc khủng khiếp. Mà ma khí này trộn với sức mạnh nuốt chửng, ngay cả mộc chi bản nguyên của Mạc Hạ Vân cũng phải tránh lui. Thấy Cơ Thừa Phong muốn xé rách Cơ Minh Vũ đang trọng thương, thần thức của Mạc Hạ Vân hành động. Dây leo màu tím hóa thành ngàn vạn tơ nhện bay về phía Cơ Thừa Phong. Tử Minh U La, con đường tiến hóa của nó khá đặc biệt, bây giờ đã trở thành sinh vật nằm ngoài tam giới lục đạo. Hơn nữa nó là sinh vật duy nhất trong thiên địa có thể nuốt chửng bất kỳ một loại ma khí nào. Quả nhiên Tử Minh U La vừa xuất hiện thì lập tức nuốt chửng hết thảy ma khí mà Cơ Thừa Phong phóng ra. Dưới sự tẩm bổ trị liệu của Thánh Quang, cuối cùng Cơ Minh Vũ cũng khôi phục lại bình thường, mở mắt ra. Kiếm Cừu U Phong Long tỏa ra ánh sáng màu tím óng ánh, rồng ngâm chấn trời. Không gian thí luyện liên tục đổ nát, lung lay sắp đổ. Vẻ mặt của Cơ Minh Vũ cực kỳ bình tĩnh, kiếm Cừu U Phong Long bay lên trời, mạnh mẽ chém về phía Cơ Thừa Phong tạm thời đang bị Tử Minh U La trói buộc. Không thể nào, sao ta lại thua ở trong tay ngươi, sao ta có thể? Giọng nói phẫn nộ, thê thảm và không cam lòng của Cơ Thừa Phong vang vọng trong không gian thí luyện đổ nát, sau đó biến mất không còn tăm tích. Cơ Minh Vũ ôm chặt lấy Mạc Hạ Vân, sau đó thần thức lui ra khỏi không gian thí luyện. Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng nỉ non một câu, vĩnh biệt, sư phụ. Bên trong bí cảnh âm dương, Tiểu Bạch liều mạng chạy về phía điện thần hoàng, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn. Tuy rằng nó đã nắm giữ quy tắc của cổ cảnh nguyên không nhưng vẫn chưa quen thuộc. Nếu cho nó chút thời gian, nó có thể lập tức đánh cho Cơ Thừa Phong thành đầu heo. Nhưng bây giờ nó còn chưa hoàn toàn nắm giữ rất nhiều cách vận dụng quy tắc, mà Cơ Thừa Phong lại quá mạnh, khiến nó chỉ có thể chật vật chạy trốn. Quả nhiên vết nứt thời không kia rất lớn, nhưng đối với Cơ Thừa Phong mà nói thì chỉ là một vật cản bé nhỏ. Chỉ qua thời gian mấy hơi thở, ông ta cũng đã vượt qua vết nứt, trường kiếm quấn đầy sức mạnh nuốt chửng lại chém về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch luống cuống tay chân, liều mạng thay đổi quy tắc vận chuyển của cổ cảnh nguyên không. Lúc nãy nó đã thử rút ra linh lực, nhưng không thể trói buộc được Cơ Thừa Phong đang liều lĩnh bộc phát. Những thứ trở ngại và đòn tấn công nho nhỏ hoàn toàn không thể ngăn cản bước tiến của Cơ Thừa Phong. Quái thú do cát vàng ngưng tụ thành bị Cơ Thừa Phong chém nát bằng một chiêu kiếm, linh lực màu đen biến ảo thành ngàn vạn tia quấn lấy Tiểu Bạch. Cơ Thừa Phong cười âm u, nói, xúc sinh vong ân phụ nghĩa, lúc trước ta đã nuôi nấng, cho ngươi thăng cấp thế nào? Đây chính là cách mà ngươi đền đáp ta, giống y như con sói mắt trắng kia vậy, không bao giờ biết đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi còn có thủ đoạn gì để phản kháng ta nữa. Tiểu Bạch bị sức mạnh nuốt chửng trói buộc, hoàn toàn không thể động đậy. Một khi nó vận chuyển thần thức hoặc linh lực hệ hắc ám sẽ cắn nuốt hết thảy những thứ này. Thân thể tròn vo của Tiểu Bạch đã thu nhỏ lại một vòng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt. Nó khóc lóc kêu gọi, cha, mẹ, mau tới cứu Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sắp bị tên xấu xa hôi thối nướng ăn rồi. Hu hu hu. Nụ cười trên mặt Cơ Thừa Phong càng nham hiểm, mang theo sự hưng phấn đầy điên cuồng. Phụ thân ngươi, cái tên rác rưởi Cơ Minh Vũ kia bây giờ còn khó bảo vệ bản thân, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chất dinh dưỡng để tẩm bổ thần hồn của ta. Ngươi cho rằng họ có thể tới cứu ngươi sao? Ngoan ngoãn đi chết cho ta. Thấy trường kiếm màu đen bay từ trên trời xuống, Tiểu Bạch sợ hãi mà tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, bên tai nó lại nghe thấy tiếng rít gào phẫn nộ và thê thảm của Cơ Thừa Phong. Không thể nào, sao ta có thể thua ngươi? À à à. Tiểu Bạch đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy Cơ Thừa Phong lúc nãy còn đang hung hăng càn quấy ôm lấy đầu mình, khuôn mặt vặn vẹo lại vì đau đớn, cả người lăn lộn dưới đất, liều mạng vùng vẫy. Mà sức mạnh nuốt chửng vốn đang trói buộc Tiểu Bạch cũng biến mất. Tiểu Bạch bò dậy khỏi mặt đất, hết sức cẩn thận quan sát dáng vẻ của Cơ Thừa Phong. Sau khi xác định ông ta không giả vờ, nó mới cầm một tảng đá lớn lên, đập xuống đầu Cơ Thừa Phong. Đồ xấu xa, dám bắt nạt ta, đánh chết ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Nhưng mà đá còn chưa đập xuống đầu Cơ Thừa Phong, người đàn ông vốn đang đau đớn nhắm hai mắt lại bỗng nhiên mở mắt ra. Trong mắt ông ta là sự bình tĩnh, trong tay lại biến ảo ra một thanh trường kiếm màu xanh lá, chém đá thành bụi phấn. Tiểu Bạch sợ đến mức rùng mình, xoay người muốn bỏ chạy ngay, nhưng vừa chạy được hai bước đã rơi vào lồng ngực mềm mại thơm tho. Tiểu Bạch ngẩng đầu lên, thấy được khuôn mặt xinh đẹp nhất thiên hạ của mẹ mình, lập tức nức nở nói, mẹ. Sắc mặt của thiếu nữ trước mắt hơi tái nhợt, thân thể lảo đảo, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã xuống.
Vốn dĩ cô muốn ôm Tiểu Bạch lên, nhưng thực sự không có sức lực nên chỉ có thể từ bỏ, dùng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nó, sau đó nói bằng giọng dịu dàng, là mẹ, mẹ đã trở về. Tiểu Bạch, con làm rất tốt, mẹ kiêu ngạo vì con. Tiểu Bạch khóc òa, lại nhào vào trong lòng Mạc Hạ Vân, khóc thút thít rồi nghẹn ngào nói, mẹ, Tiểu Bạch rất sợ. Tiểu Bạch cho rằng mẹ và cha không về được nữa, hu hu hu. Tiểu Bạch dùng cả tay cả chân, muốn nhào vào trong ngực Mạc Hạ Vân, muốn xác định mẹ mình đã thật sự tỉnh lại. Chỉ là nó còn chưa hành động đã bị người ta nắm gáy nhấc lên. Bên tai nó truyền đến giọng nói nghiêm nghị trầm thấp của người đàn ông, không được càn quấy, không thấy mẹ con đang bị thương sao. Tiểu Bạch ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông lúc nãy vừa tàn nhẫn ức hiếp nó. Nhưng lúc này trên khuôn mặt tuấn tú đó đã không còn vẻ độc ác, dữ tợn và vặn vẹo kia, trên người cũng không có mùi hôi thối. Tuy rằng mặt lạnh nhìn nó với vẻ không vui, trong mắt lại có sự lo lắng nhàn nhạt, Tiểu Bạch cẩn thận mà hô lên, cha. Cơ Minh Vũ không trả lời mà đặt nó lên vai mình, sau đó đưa tay ôm chầm Mạc Hạ Vân, để cô dựa người vào mình. Tiểu Bạch cảm nhận được hơi thở mát lạnh từ người đàn ông, cuối cùng cũng xác định được linh hồn trong thân thể này đã không còn là tên xấu xa hôi thối kia nữa, mà là cha của nó. Hu hu hu, cha, cuối cùng cha cũng trở về. Tiểu Bạch lập tức ôm lấy cổ Cơ Minh Vũ, khóc thật to, nước mắt nước mũi đều chùi vào cổ hắn. Con còn tưởng rằng sau này thân thể của cha vẫn luôn là tên xấu xa đó, còn cha thì không bao giờ trở về nữa. Cha, Tiểu Bạch rất nhớ cha. Trên trán Cơ Minh Vũ nổi gân xanh, hắn cố nén cơn xúc động muốn ném thằng nhóc đáng ghét này ra ngoài. Lạnh lùng nói, không được khóc, rốt cuộc con có phải đàn ông không? Từ sáng đến tối khóc cái gì mà khóc, còn khóc nữa thì ném con ra ngoài đấy. Tiểu Bạch thút thít, cố gắng kìm cơn khóc xuống, ngưỡng mộ nhìn Cơ Minh Vũ, cha đã đánh chạy tên xấu kia rồi sao? Cơ Minh Vũ không trả lời mà cẩn thận đút viên đan dược cho Mạc Hạ Vân. Thấy cô vẫn mang dáng vẻ suy yếu, hắn bèn ôm cô lên. Tiểu Bạch không nhận được câu trả lời thì cũng chẳng ủ rũ, lại vô cùng phấn khởi nói, ha ha, cha là người lợi hại nhất. Tiểu Bạch lớn lên cũng phải giống như cha. Tiểu Bạch còn chưa nói hết lời, cả người đột nhiên bay lên trời. A, à, cha mẹ, cứu mạng, Tiểu Bạch. Mạc Hạ Vân kêu to, không bận tâm đến lực lượng bản nguyên của mình đã khô cạn mà dùng Tử Minh U La biến ảo thành vô số dây leo bay về phía Tiểu Bạch. Trong lúc đó, kiếm phong long của Cơ Minh Vũ cũng ra khỏi vỏ, phát ra một tiếng rồng gầm. Tất cả đều không được nhúc nhích, nếu không ta sẽ giết nó ngay tức khắc. Tiếng gầm giận dữ vang tận mây xanh, khiến động tác của Mạc Hạ Vân và Cơ Minh Vũ đều dừng lại đột ngột. Tiểu Bạch bị một cái tay khô gầy như que củi bóp chặt lấy cổ, một cái tay khác thì đâm thủng bụng của nó, máu chảy tí tách khiến nó lộ ra thần sắc đau đớn. Mà chủ nhân của đôi tay này chính là con rối lão già râu bạc trắng, Tiểu Bạch. Mạc Hạ Vân tràn ngập sự lo lắng trong lòng, giọng nói cũng thay đổi, ngươi đừng làm hại Tiểu Bạch. Lúc này giọng nói của lão già râu bạc trắng đã không còn là giọng nói khô khan máy móc kia nữa, mà là giọng rít gào khàn khàn đầy điên cuồng của Cơ Thừa Phong. Tại sao các ngươi đều muốn ngăn cản ta? Ta chỉ muốn ở bên cạnh Tuyết Tịch, ta chỉ muốn bù đắp cho Tuyết Tịch, cho nàng tương lai tốt nhất. Tại sao lại khó như vậy? Ta chờ đợi hơn vạn năm, bỏ qua hết thảy quyền thế địa vị, khổ sở dày vò dưới nền đất tối tăm chỉ vì gặp lại Tuyết Tịch. Tại sao hết thảy mọi thứ trong trời đất đều muốn ngăn trở ta? Giọng nói của Cơ Thừa Phong khàn khàn và bi thương, mang theo sự điên cuồng mất hết lý trí. Bàn tay đặt tại bụng của Tiểu Bạch đột nhiên siết chặt, khiến Tiểu Bạch phát ra tiếng rên đầy đau đớn. Các ngươi khiến ta khó chịu, vậy ta sẽ kéo các ngươi cùng chết với ta. Ha ha ha, các ngươi khiến ta đau lòng khổ sở, vậy ta cũng để cho các ngươi nếm thử mùi vị thống khổ tuyệt vọng. Đừng mà, Mạc Hạ Vân khàn giọng la lên, Cơ Thừa Phong, ta xin ngươi đừng thương tổn Tiểu Bạch. Không phải ngươi muốn ở bên cạnh Tuyết Tịch sao? Ta đi với ngươi, ngươi thả Tiểu Bạch ra được không? Nước mắt của Tiểu Bạch rơi như mưa, nó há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được một tiếng nào. Hiển nhiên tâm trí của Cơ Thừa Phong đã hỗn loạn. Ông ta nhìn khuôn mặt của Mạc Hạ Vân, lẩm bẩm, Tuyết Tịch, nàng thật lòng muốn đi theo ta, thật lòng muốn ở bên cạnh ta. Mạc Hạ Vân lảo đảo bước từng bước về phía Cơ Thừa Phong, khàn giọng nói, đúng, chỉ cần ngươi thả Nguyên Linh ra, ta sẽ đi theo ngươi. Tay Cơ Thừa Phong buông lỏng, phảng phất sắp thả Tiểu Bạch. Nhưng đột nhiên khuôn mặt của ông ta lại trở nên cực kỳ dữ tợn, không, nàng đang gạt ta. Nàng gạt ta thả Nguyên Linh ra, vậy thì nàng có thể vui vẻ ở bên cạnh Cơ Minh Vũ, nàng cho rằng ta sẽ tin lời nàng sao? Tuyết Tịch, nếu nàng ruồng bỏ ta thì ta cũng phải khiến nàng đau khổ tột cùng, vĩnh viễn hối hận.
Cơ Thừa Phong vừa dứt lời liền đưa tay đâm mạnh vào bụng của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Mạc Hạ Vân kêu lên đầy thê thảm, nhào về phía hai người họ. Trong lúc đó, Cơ Minh Vũ vẫn luôn thủ thế chờ đợi cũng hành động. Chẳng biết từ lúc nào kiếm Cửu U Phong Long đã lơ lửng ở giữa không trung, trên thân kiếm lấp lóe ánh sáng, tỏa ra tia sáng sắc bén khiến người ta sợ hãi. Rồng ngâm gào thét, từ tận cùng mây xanh rơi thẳng, chém mạnh về phía con rối lão già kia. Tiếng vang ầm ầm phát ra, con rối thần cấp vỡ vụn, tan ra trong không khí, không để lại chút mảnh vụn nào. Kiếm Cửu U Phong Long vẫn không dừng lại, hóa thành dáng vẻ của rồng rồi cuốn đi một con rối vượn trắng khác, cũng chém con rối đó thành cho bụi trong nháy mắt. Trên mặt cát trước điện thần hoàng loáng thoáng xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông, một nửa tuấn tú hoàn hảo, một nửa mục nát dậy mùi. Đó chính là Cơ Thừa Phong, tàn hồn của Cơ Thừa Phong. Tuy chỉ là tàn hồn nhưng ông ta lại cầm lấy trường kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào Mạc Hạ Vân đang ôm lấy Tiểu Bạch, liều mạng truyền mộc chi bản nguyên vào người nó. Trong mắt Cơ Thừa Phong lúc này đã không có thiên địa, không có Cơ Minh Vũ, chỉ có khuôn mặt quen thuộc của Mạc Hạ Vân. Tuyết Tịch, Tuyết Tịch, nếu chúng ta không thể cùng sinh vậy thì cùng chết đi. Cho dù phải hủy diệt, ta cũng tuyệt đối không buông nàng ra. Vẻ mặt Cơ Minh Vũ hoàn toàn thay đổi, tim gan run rẩy. Lúc phóng người lên, cả người hắn còn đang run rẩy vì bị sự hoảng sợ xâm nhập. Cơ Thừa Phong, ngươi không nên đụng tới Mạc Hạ Vân. Tiếng nói của hắn khàn khàn the thé, mang theo sự khẩn cầu đầy tuyệt vọng. Ngươi muốn thân thể của ta có thể cho ngươi. Ngươi muốn cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Xin ngươi đừng thương tổn Mạc Hạ Vân, ta van xin ngươi, nhưng đã quá trễ. Kiếm của Cơ Minh Vũ nhanh, nhưng Cơ Thừa Phong quá gần Mạc Hạ Vân. Hơn nữa lúc này hồn phách của Cơ Thừa Phong đã không còn trọn vẹn, không có được tâm trí hoàn chỉnh. Trong ký ức của ông ta chỉ để lại một ý nghĩ rằng Tuyết Tịch là của ông ta, cho dù hồn phi phách tán thì ông ta cũng tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai cướp đi Tuyết Tịch của mình. Vì cứu Tiểu Bạch, Mạc Hạ Vân đã tiêu hao hết toàn bộ linh lực và mộc chi bản nguyên từ lâu, thậm chí còn thông qua cách thiêu đốt tuổi thọ để bảo vệ mạng sống của Tiểu Bạch trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Thời khắc này, nhìn kiếm chém xuống từ đỉnh đầu, cô đã không còn chút sức lực nào để phản kháng. Mũi kiếm càng lúc càng gần, càng ngày càng gần Mạc Hạ Vân. Hai mắt Cơ Minh Vũ đỏ đậm, trên khuôn mặt toàn là vẻ tuyệt vọng điên cuồng và thù hận hủy thiên diệt địa. Ngay vào lúc trường kiếm sắp đâm thủng trái tim của Mạc Hạ Vân, tiếng sấm ầm ầm đột nhiên truyền đến từ không trung. Một tia chớp màu tím vàng rơi xuống thần hồn của Cơ Thừa Phong. Thần hồn vốn không nên e sợ sấm sét lại phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn khi bị tia chớp màu tím vàng chém vào. Từng tia sét hạ xuống, tiếng kêu thảm thiết của Cơ Thừa Phong càng ngày càng lớn, bóng dáng thần hồn của ông ta cũng càng ngày càng nhạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể tan mất. Cũng trong lúc đó, toàn bộ bí cảnh âm dương bắt đầu sụp đổ. Không, không chỉ là bí cảnh âm dương, toàn bộ cổ cảnh nguyên không cũng bắt đầu sụp đổ. Tiểu Bạch vốn đang mê man trong lòng Mạc Hạ Vân mở mắt ra, trong con ngươi lấp lóe ánh sáng màu tím, đôi cánh trắng thuần mọc ra từ sau lưng nó. Tiểu Bạch, nhìn Tiểu Bạch biến lại thành tiểu tinh linh Oli xinh đẹp, Mạc Hạ Vân phát ra một tiếng thét kinh hãi. Sau đó trong thần thức truyền đến âm thanh khàn khàn phẫn nộ, kiên định nhưng non nớt của Tiểu Bạch, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai thương tổn mẹ của ta. Đồ xấu xa, ngươi đi chết đi cho ta. Sấm sét màu tím vàng bổ vào thần hồn của Cơ Thừa Phong càng ngày càng nhiều, mà sự sụp đổ của cổ cảnh nguyên không cũng càng lúc càng nhanh. Cơ Minh Vũ nhào tới ôm chặt lấy Mạc Hạ Vân và Tiểu Bạch vào lòng mình, lại không ức chế được sự run rẩy của cơ thể. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, giọng nói khàn khàn của người đàn ông liên tục hô tên của thiếu nữ, phảng phất muốn xác nhận cô vẫn còn sống. Cơ Minh Vũ, đừng lo lắng, ta còn sống, Tiểu Bạch cũng còn sống. Cha, cha đừng khóc, con và mẹ đều ở bên cạnh cha. Khi bàn tay nhỏ nửa trong suốt của Nguyên Linh lau đi nước mắt trên mặt Cơ Minh Vũ, hắn mới phát hiện bản thân lại khóc. Cơ Minh Vũ hít sâu một hơi, lại khôi phục khuôn mặt lạnh, nhìn thân hồn đã từ từ tán loạn của Cơ Thừa Phong, Tiểu Bạch, con biến toàn bộ linh lực bên trong cổ cảnh nguyên không thành cửu thiên thần phạt. Oli mang khuôn mặt nhỏ lạnh lùng xinh đẹp gật đầu, giọng nói của Tiểu Bạch vang lên trong thức hải của hai người, chỉ như vậy mới giết chết được tên xấu xa này. Vậy là cổ cảnh nguyên không bị hủy. Mạc Hạ Vân hơi tiếc, đây chính là bảo bối thuộc về Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lại dửng dưng như không, chỉ cần có thể làm cho cha và mẹ sống sót, Tiểu Bạch bằng lòng trả giá mọi thứ. Huống chi tinh hạch và phù văn cấu tạo cổ cảnh nguyên không nằm trong tay Tiểu Bạch. Nếu mẹ muốn thì Tiểu Bạch vẫn có thể xây dựng lại nó. Cùng với tiếng kêu rên tuyệt vọng và thống khổ không cam lòng cuối cùng mà Cơ Thừa Phong phát ra, toàn bộ cổ cảnh nguyên không hoàn toàn sụp đổ. Cơ Minh Vũ ôm lấy Mạc Hạ Vân và Tiểu Bạch,
thân hình nhoáng lên rồi rời khỏi cổ Cảnh Nguyên Không. Trình Phi Dực, Đoan Mộc Quận và Tư Không Diệp vốn đang hôn mê bên ngoài điện thần hoàng cũng bị cổ Cảnh Nguyên Không đang sụp đổ tự động trục xuất ra ngoài. Không ai phát hiện trên người Trình Phi Dực vốn đã không còn hơi thở lóe lên một tia sáng u tối. Hai mắt của y đột nhiên mở, trong đó là một màu đỏ đậm. Có điều y nhanh chóng nhắm mắt lại, lại rơi vào hôn mê. Tân thánh nữ, tiểu thư Quân Mộ Lan đến. Tiếng hô vang lên, cửa trong viện trưởng lão mở ra, nghênh đón một cô gái mặc hoa phục, dung mạo thanh thoát xinh đẹp tiến vào đại điện. Tất cả mọi người trong viện trưởng lão, bao gồm đại trưởng lão thuộc thượng thần cảnh cũng ra nghênh đón. Tử Hân và Tử Nhân đi theo sau Quân Mộ Lan, tiếp nhận tầm mắt hâm mộ kính nể của người bên ngoài, cằm hết cao, vẻ kiêu ngạo trên mặt gần như muốn tràn hết ra ngoài. Trái lại tuy rằng trên mặt Quân Mộ Lan cũng có một chút kiêu ngạo hư vinh, nhưng nhiều hơn là sự lo lắng. Mấy người họ mới vừa ngồi xuống, Quân Mộ Lan đã gấp rút hỏi, đại trưởng lão, bên phía cổ Cảnh Nguyên Không có tin tức gì không? Chừng nào sư huynh mới có thể đi ra ngoài? Đại trưởng lão nhíu chặt mày, tiêu tụy lo lắng nói, trong thiên địa không có gì khác thường, thiên đạo cũng không hạ chỉ thị, e rằng tầng thí luyện thần hoàng thứ hai còn chưa kết thúc. Nhưng đã qua hơn 3 tháng, lẽ ra nên có kết quả rồi. Sao lại không có chút tin tức gì cả? Quân Mộ Lan kích động nói, đại trưởng lão, ông có thể đưa ta vào cổ Cảnh Nguyên Không không? Ta thật sự rất lo cho sư huynh. Đại trưởng lão lắc đầu nói, một khi đã đóng kín, không ai có thể mở cổ Cảnh Nguyên Không ra được. Trừ phi thí luyện thần hoàng kết thúc, nhưng tiểu thư của chúng ta là thánh nữ mà. Tử Hân không vui nói, mỗi một tấc trong thần vực này đều thuộc về thánh nữ và thần hoàng mà. Bây giờ tiểu thư của chúng ta đã quy vị, trên 81 đảo mây này có chỗ nào mà chúng ta không đi được? Đúng vậy, chỉ là cổ Cảnh Nguyên Không thôi, có gì đặc biệt chứ? Cho dù thật sự xuất hiện thần hoàng, nhiều lắm cũng chỉ ngang vai ngang vế với tiểu thư của chúng ta thôi. Đại trưởng lão thở dài, lại lắc đầu lần nữa, xin thứ cho lão phu không thể ra sức. Cổ Cảnh Nguyên Không không phải là nơi mà thực lực của ta có thể mở ra. Ngay cả yêu cầu của thánh nữ chúng ta mà cũng không thể thỏa mãn. Ngươi làm đại trưởng lão như thế nào vậy? Đúng vậy. Bên trong cổ Cảnh Nguyên Không là thần hoàng tương lai, còn là vị hôn phu của thánh nữ. Nếu ngài ấy có chuyện gì thì ngươi có chịu trách nhiệm nổi không? Đại trưởng lão không vui nhíu mày, muốn nói điều gì đó, nhưng ngại thân phận thánh nữ của Quân Mộ Lan nên cuối cùng vẫn nhịn xuống. Quân Mộ Lan quát mắng Tử Hân và Tử Nhân mấy câu, bảo hai người họ không được vô lễ với đại trưởng lão. Cô ta đang định nói gì đó, đột nhiên từng tiếng nổ vang rền truyền đến. Ngay sau đó, đất trời rung chuyển, cho bụi từ đỉnh đại điện rơi xuống tới tấp, mà từ rất xa bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, kêu gọi của các tu sĩ. Xảy ra chuyện gì? Mau xem đi, cái kia, đó là cái gì? Nhiều cửu thiên thần lôi như vậy, xảy ra chuyện gì? À, đó là hướng của cổ Cảnh Nguyên Không, vì sao bên trong cổ Cảnh Nguyên Không lại có động tĩnh lớn như vậy? Lẽ nào là thí luyện thần hoàng đã kết thúc? Đã chọn ra được thần hoàng chân chính chưa? Mau, mau, chúng ta mau đi xem thử. Những âm thanh hỗn loạn này cách viện trưởng lão rất xa, nhưng đại trưởng lão và Quân Mộ Lan vẫn nghe thấy rõ. Họ đột nhiên đứng dậy, trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động và khiếp sợ. Quân Mộ Lan lập tức siết chặt làn váy. Thí luyện thần hoàng kết thúc, người chiến thắng sẽ là sư huynh sao? Tử Hân khẽ hừ một tiếng, nói, cho dù ai thông qua thí luyện tầng thứ hai cũng chỉ là thần hoàng dự bị mà thôi, không thể đánh đồng với thánh nữ chân chính như tiểu thư. Có điều nếu có thể thông qua tầng thí luyện thứ hai, Minh Ngục Thần Tôn cũng tính là xứng với thân phận của tiểu thư. Tử Nhân cau mày nói, nếu Minh Ngục Thần Tôn không thông qua tầng thí luyện thứ hai thì sao? Vậy thì hắn không xứng với tiểu thư đâu, không được nói lung tung. Quân Mộ Lan đỏ mặt gắt giọng, sao sư huynh không thông qua tầng thí luyện thứ hai được? Huống chi cho dù sư huynh có phải là thần hoàng hay không thì trái tim ta dành cho hắn. Giọng nói của Quân Mộ Lan càng ngày càng nhỏ, Tử Hân và Tử Nhân lại lộ ra nụ cười hiểu rõ, cười hì hì nói, chúng ta đều biết trái tim của tiểu thư dành cho Minh Ngục Thần Tôn. Không biết Minh Ngục Thần Tôn đã tu luyện phúc khí mấy đời mới may mắn được sự ưu ái của tiểu thư. Hì hì, tiểu thư không cần lo lắng đâu. Trong bốn thần tôn của thần vực thì Minh Ngục Thần Tôn vốn là người lợi hại nhất mà. Tin chắc rằng người cuối cùng có thể trở thành thần hoàng nhất định là hắn. Tương lai tiểu thư chính là thánh hậu mẫu nghi thiên hạ. Các ngươi lắm miệng thật, còn không mau theo ta đi xem tình hình. Ba người lấy pháp bảo ra rồi bay lên trời, nhanh chóng bay về phía cổ Cảnh Nguyên Không. Mà đại trưởng lão lòng như lửa đốt, muốn biết kết quả thí luyện đã sớm chạy đến lối vào cổ Cảnh Nguyên Không. Từ khi quy tắc của thiên đạo thay đổi, cưỡng chế triệu hồi hết thảy tu sĩ thần cấp thì cổ Cảnh Nguyên Không cũng trở về thần vực, rơi xuống chủ đảo Càn Khôn. Chỉ là vào mấy tháng trước,
Cổ Cảnh Nguyên Không vẫn nằm trong trạng thái phong ấn, bất kỳ ai cũng không thể mở ra. Chỉ mỗi 10 năm một lần, kết giới của Cổ Cảnh Nguyên Không mới mở ra một khe hở, mà giữa mỗi cuộc thí luyện thần hoàng thường sẽ cách nhau trăm năm. Lần này không biết là vì nguyên nhân gì, Cổ Cảnh Nguyên Không lại sớm giải trừ phong ấn, còn cưỡng chế triệu hoán 4 vị thần tôn vào đó. Không cần đoán thì mọi người cũng có thể nghĩ ra được, nhất định là vì tầng thí luyện thần hoàng thứ hai đã bắt đầu. Có lẽ là vì thần vực đã quá lâu không có chúa tể, thiên đạo không chờ đợi nổi nên mới sớm gỡ bỏ kết giới của Cổ Cảnh Nguyên Không. Ở lối vào của Cổ Cảnh Nguyên Không càng lúc càng có nhiều tu sĩ tụ tập. Ai nấy đều duỗi cổ, quan sát mỗi một chút thay đổi trong truyền tống trận. Sự xuất hiện của đại trưởng lão và Quân Mộ Lan khiến mọi người ào ào tránh ra một con đường. Còn có người cung kính cúi chào Quân Mộ Lan, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, khiến Tử Hân và Tử Nhân đi theo bên cạnh Quân Mộ Lan cảm nhận được niềm vui khó tả. Trước kia tuy rằng tiểu thư cũng được tôn kính và hoan nghênh, nhưng còn chưa từng được vạn người sùng bái như bây giờ. Cả hai người họ cũng như nước lên thì thuyền lên, tu sĩ cấp cao đến cầu hôn sắp đạp nát ngưỡng cửa nhà họ luôn rồi. Càng khỏi nói đến những bảo bối được đưa tặng cho nhà họ, Tử Hân và Tử Nhân đều chưa từng được thấy mấy thứ này trong suốt mấy trăm năm qua. Trước đây còn có người cười nhạo họ là do Tinh Lưu Nô sinh ra, bây giờ họ lại được người người nịnh bợ, được người người lấy lòng. Thần thức của đại trưởng lão thăm dò vào cửa của Cổ Cảnh Nguyên Không, nhưng chỉ mới đụng nhẹ một chút đã bị bắn ra ngoài. Nhưng ông ấy vẫn đại khái xác nhận được tình hình bên trong, bởi vậy không khỏi biến sắc, tại sao lại như vậy? Tại sao Cổ Cảnh Nguyên Không lại đang sụp đổ? Lời này vừa thốt ra, rất nhiều người đều hoảng sợ. Đặc biệt là người của nhà họ Trình, Đoan Mộc và Tư Không càng lo lắng đến mức ước gì có thể lao vào trong ngay. Nếu Cổ Cảnh Nguyên Không thật sự sụp đổ, mà đám Trình Phi Dực còn bị nhốt ở bên trong thì hậu quả đó khó mà tưởng tượng nổi. Mặt mày Quân Mộ Lan cũng đầy ưu sầu, cô ta lo lắng nói, sao Cổ Cảnh Nguyên Không lại sụp đổ? Sư huynh còn ở bên trong không? Hắn không sao chứ? Nếu cả 4 thần tôn được đề cử đều chết thì tương lai của thần vực chúng ta sẽ ra sao? Không, không thể nào. Thiên đạo không thể tàn nhẫn như vậy được. Nhất định sẽ có thần hoàng chân chính ra đời. Không có thần hoàng và thánh nữ, thần vực tất nhiên sẽ dần tan vỡ. Tuy rằng bây giờ thánh nữ đã quy vị, nhưng tu vi của thánh nữ quá thấp, không có thần hoàng chống đỡ đại cục thì tương lai của thần vực thật sự quá bấp bênh. Vào lúc mọi người ở đây bàn luận sôi nổi, sợ đến xanh mặt thì đột nhiên ở lối vào của Cổ Cảnh Nguyên Không phát ra tiếng nổ mạnh kịch liệt, luồng khí khổng lồ phủ đến, cát bụi đất đá bay lả tả. Mọi người bị dọa vì biến cố bất thình lình này, dồn dập lùi về sau. Đợi cát đá rơi xuống hết, mọi người mới dần thấy được cảnh tượng phía trước ở cách đó không xa. Cổ Cảnh Nguyên Không đã hoàn toàn sụp đổ, mà truyền tống trận phía trước lối vào bí cảnh đã nứt ra mấy chục đường như mạng nhện, đã hỏng hoàn toàn, không thể sử dụng được nữa. Nhưng lúc này ở chính giữa truyền tống trận lại có 3 người đang nằm. Là Trình Phi Dực, Đoan Mộc Quận và Tư Không Diệp đã hôn mê bất tỉnh. Vừa nhìn thấy 3 người họ, người của 3 nhà này lập tức kích động xông tới, lần lượt nâng người của mình dậy, lại kêu to thầy thuốc mau đến chữa trị kiểm tra. Sau khi kiểm tra, sắc mặt của người thuộc 3 nhà đều trở nên cực kỳ khó coi. Thần hồn của 3 người đều bị tổn thương với mức độ khác nhau, kinh mạch và thân thể thì thủng trăm ngàn lỗ, linh lực trong cơ thể khô cạn, ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Cũng may thực lực của thầy thuốc ở thần vực đều rất mạnh, linh lực hệ mộc cũng cực kỳ tinh khiết. Dưới sự cứu chữa hết sức của họ, 3 người mới bảo vệ được tính mạng. Nhưng tu vi của 3 người đều bị thụt lùi theo mức độ khác nhau, Đoan Mộc Quận và Tư Không Diệp còn có thể duy trì ở cảnh giới thượng thần cảnh sơ giai. Bởi vì bị thương nhiều lần nên Trình Phi Dực đã rơi xuống mép thượng thần cảnh, nếu không dùng linh đan diệu dược củng cố lại, e rằng sẽ lập tức rơi xuống thần chủ cảnh, vĩnh viễn không thể lên cấp được nữa. Trình trưởng lão đỏ mắt, giống to, tại sao lại như vậy? Là ai? Rốt cuộc là ai làm tổn thương Trình Phi Dực nhà ta? Là ai có thủ đoạn độc ác như vậy? Người nhà của Đoan Mộc Quận và Tư Không Diệp cũng lộ ra thần sắc căm phẫn, không ngừng hô quát. Nhưng tu sĩ xung quanh bao gồm đại trưởng lão đều không quan tâm đến những điều này. Cái mà họ quan tâm là kết quả của tầng thí luyện thần hoàng thứ hai. Rốt cuộc chủ nhân tiếp theo của thần vực là ai? 3 người họ đều bị trọng thương, thiên đạo cũng không hạ chỉ thị, vậy rốt cuộc thần hoàng chân chính là ai? Đúng rồi, Minh Ngục Thần Tôn đâu? Tại sao không thấy Minh Ngục Thần Tôn? Lẽ nào hắn đã chết ở bên trong? Suy đoán của người này còn chưa nói hết, đột nhiên có một hào quang màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong truyền tống trận rách nát kia. Ngay sau đó, từ trong hào quang dần hiện ra bóng dáng cao to tuấn tú của một người đàn ông. Người đàn ông có một khuôn mặt góc cạnh, đường nét hoàn mỹ.
Dù lúc này sắc mặt tái nhợt, trên người đầy rẫy vết thương, dù ánh mắt của hắn lạnh nhạt mà xa cách, phảng phất hoàn toàn không hợp với thế gian này. Nhưng giờ khắc này, mọi người đều cảm phục vì khí thế ngạo nghễ toát ra từ trên người hắn. Không trung vốn đang âm u thì áng mây đen kịt chậm rãi tan đi, để lộ bầu trời xanh biếc và mặt trời sáng rực. Hào quang màu tím chậm rãi phân tán từ người hắn, hóa thành ánh sáng bảy màu rồi từ từ tan mất. Phảng phất tất cả những thứ này đều ủng hộ chúc mừng vì sự xuất hiện của người đàn ông này. Vị vua trở về, chúng sinh thần phục. Không biết ai là người đầu tiên quỳ xuống, run giọng hô lên câu này, tham kiến thần hoàng. Ngay sau đó là người thứ hai, người thứ ba. Tham kiến thần hoàng bệ hạ, tham kiến thần hoàng. Cung nghênh thần hoàng bệ hạ trở về thần vực. Phần lớn tu sĩ ở đây đều quỳ xuống, đương nhiên cũng có một số người không quỳ. Ví dụ như trưởng lão của ba nhà họ Trình, Đoan Mộc và Tư Không. Ví dụ như đại trưởng lão và quân Mộ Lan. Ba vị trưởng lão của ba nhà kia đều căm tức Cơ Minh Vũ, cho rằng vết thương của ba người kia đều là do Cơ Minh Vũ gây ra, nhất là Trình trưởng lão. Vừa nghĩ tới Trình Phi Dực được bản thân chút hết lực lượng của cả tộc để bồi dưỡng lại bị Cơ Minh Vũ phế bỏ, không còn tranh đoạt được cơ hội trở thành thần hoàng thì sao ông ta không hận cho được. Nhưng ngại sự sùng bái của mọi người dành cho Cơ Minh Vũ và sự mừng rỡ khi có tân thần hoàng sinh ra, cho dù có oán hận nhiều đến mấy thì họ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Đại trưởng lão lại nhìn Cơ Minh Vũ với vẻ mặt đầy kích động. Hai mắt ông ấy rưng rưng, liên tục nỉ non, tốt, tốt, quá tốt rồi, lần này thần hoàng thánh nữ tề tựu, thần vực thật sự được cứu rồi. Quân Mộ Lan ngây ngốc nhìn Cơ Minh Vũ xuất hiện trước mặt mọi người như thiên thần giáng thế, trong mắt tràn ngập sự si mê. Cơ Minh Vũ lạnh lùng nhìn đám tu sĩ đang quỳ, thân hình hóa thành tia sáng rồi biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại mọi người đều ngẩn ngơ, hồi lâu vẫn chưa phản ứng kịp. Cũng trong lúc đó, bên trong thần điện Minh Ngục, đám người Thanh Long phát hiện sự trở về và thực lực tăng lên của Cơ Minh Vũ thì vừa mừng vừa sợ, dồn dập tiến lên nghênh đón. Cơ Minh Vũ lại vung tay áo, đóng sầm cửa điện rồi lạnh lùng nói, trong vòng một tháng kể từ hôm nay, thần điện Minh Ngục đóng cửa không tiếp khách, cho dù là ai cũng không được đến quấy rầy ta. Đám Thanh Long vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức khom người, vâng, chủ nhân. Tân thần hoàng của thần vực đã ra đời, tin tức này như mọc cánh mà cấp tốc truyền khắp 81 đảo mây. Ngay cả những đảo mây xa xôi đã dần đối diện với sự tàn lụi và tử vong cũng nhận được tin tức. Các tu sĩ bên trong thần vực mừng đến phát khóc, dồn dập quỳ xuống đất, tạ ơn ông trời khoan dung và ban ơn. Thánh nữ quý vị, thần hoàng hiện thế, rốt cuộc thần vực vốn sắp sụp đổ cũng nghênh đón bước ngoặt và cuộc sống mới. Rất nhiều tu sĩ từ ngàn dặm xa xôi đi đến đảo Càn Khôn, muốn chứng kiến phong thái của tân thần hoàng. Thậm chí khi biết được tin tức thần hoàng kế vị, có một số lão tổ trong gia tộc đã bế quan ẩn cư nhiều năm từ lâu cũng làm lễ. Nhưng điều khiến mọi người mở rộng tầm mắt là thần điện Minh Ngục đóng. Không sai, hoàn toàn đóng kín, cho dù là ai cũng không gặp, bất luận là người nào cũng không được vào trong. Ngay cả đại trưởng lão và tân thánh nữ quân Mộ Lan muốn hỏi thăm tình hình thí luyện cũng bị chặn lại ngoài cửa. Thái độ của người trong thần điện Minh Ngục vô cùng cương quyết, cho dù là ai cũng không được vào. Mọi người dò hỏi tình huống bây giờ của Minh Ngục thần tôn, họ cũng chỉ trả lời không biết, ngay cả vẻ mặt cũng chẳng hề thay đổi. Hoàn toàn khác xa những thuộc hạ khôn khéo, có thể hối lộ và lấy lòng trong gia tộc của các thần tôn khác. Đang lúc lòng người bàng hoàng, lo lắng không biết có phải tân thần hoàng đã có chuyện thì từ viện trưởng lão truyền ra một tin tức. Lúc ở trong không gian thí luyện, Minh Ngục thần tôn đã có thu hoạch nên tu vi tiến nhanh, bây giờ đang thử đột phá thượng thần cảnh đỉnh phong nên mới bế quan không ra. Nghe được tin tức này, mọi người khiếp sợ vô cùng. Thượng thần cảnh đỉnh phong, vậy chẳng phải là chỉ còn cách thiên thần cảnh một bước thôi? Nhưng mà Minh Ngục thần tôn chỉ mới sống vạn năm, bên trong thần vực có rất nhiều tu sĩ đã sống vạn năm nhưng bây giờ còn chưa đột phá được cấp bậc thần quân, mà hắn lại sắp bước vào cảnh giới chí cao vô thượng kia, thiên thần cảnh. Tuy rằng sớm biết Cơ Minh Vũ sẽ là thần hoàng đời tiếp theo, nhưng mọi người cho rằng ít nhất còn phải thêm ngàn năm nữa thì thần hoàng mới chân chính ra đời. Tương tự như thế, thánh nữ muốn nắm giữ được lực lượng bản nguyên, làm được cầu phúc linh ban ơn cho 3.000 vị diện thế giới thì ít nhất cũng cần ngàn năm, mà thần vực vẫn có thể chờ nổi ngàn năm. Nhưng nếu bây giờ Cơ Minh Vũ sắp đột phá thượng thần cảnh đỉnh phong, vậy chẳng phải là hắn sẽ có thể trở thành thần hoàng chân chính ngay hay sao? Sau sự kiện cổ cảnh nguyên không đột biến lần trước, toàn bộ thần vực lại sôi trào lần nữa. Nhất là khi hỏi người của thần điện Minh Ngục về tin tức này, lại không nhận được câu phủ định chắc chắn thì họ càng sinh lòng sùng kính cực lớn với tân thần hoàng. Mà trên thực tế,
người của thần điện Minh Ngục không phủ nhận sự thực này là vì quả thật Cơ Minh Vũ đã đạt cảnh giới thượng thần cảnh đỉnh phong. Nhưng bây giờ không phải là hắn đang bế quan, mà là đang chăm sóc Mạc Hạ Vân bị thương. Lúc cổ cảnh nguyên không sụp đổ, cuối cùng Mạc Hạ Vân cũng không chịu đựng nổi nữa mà ngất đi, cô đã bị thương quá nặng. Không chỉ là vì lúc cuối cùng đã tiêu hao sinh mệnh để cứu Tiểu Bạch, còn là vì cô phải kéo Cơ Minh Vũ ra khỏi không gian thí luyện. Điều này khiến nguyên thần của cô bị hao tổn cực lớn. Vì không muốn khiến Cơ Minh Vũ và Tiểu Bạch lo lắng, cô vẫn gắng gượng mà không thể hiện ra ngoài. Nhưng khi Tiểu Bạch được cứu, Cơ Thừa Phong lại hồn phi phách tán thì cuối cùng cô cũng không chịu đựng được nữa. Nhẫn không gian minh quang cảm ứng được Mạc Hạ Vân đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Bởi vậy lập tức cho cô và Tiểu Bạch đã hôn mê bất tỉnh vào trong không gian minh quang, đưa cả hai vào suối thần cửu U để tĩnh dưỡng. Cũng trong lúc đó, trên hết thảy cây cỏ trong không gian minh quang bắt đầu xuất hiện tinh huy màu xanh lá. Nó chậm rãi hội tụ vào trong suối thần cửu U, hòa vào thân thể Mạc Hạ Vân để tẩm bổ mộc chi bản nguyên của cô. Lúc biết được tình hình cơ thể của Mạc Hạ Vân, Cơ Minh Vũ đau khổ đến mức muốn phát điên. Nếu không phải Tiểu Hồng Điều nói cho hắn biết Mạc Hạ Vân không sao, chỉ cần mộc chi bản nguyên chữa trị xong là có thể thức tỉnh bình phục, suýt thì hắn đã rơi vào tâm ma, vạn kiếp bất phục lần nữa. Nửa tháng đằng đẵng trôi qua, tình hình của Mạc Hạ Vân cũng đã chuyển biến tốt, được không gian minh quang đưa ra ngoài. Còn có mấy nhóc con và Tiểu Chiến đang bế quan cũng đồng thời được đưa ra ngoài. Tiểu Hồng Điều cọ nhẹ vào người Tiểu Bạch đang hôn mê, sau đó mới nói với Cơ Minh Vũ, lúc quyết đấu với Thiên Đạo và Cơ Thừa Phong, nhẫn không gian minh quang cũng bị tổn thương khá nặng. Hiện giờ nó cần đóng kín không gian để tự chữa trị. Vì vậy việc chữa trị còn lại cho Mạc Hạ Vân chỉ có thể dựa vào thầy thuốc ở thần vực và bản thân Mạc Hạ Vân thôi. Cơ Minh Vũ ôm chặt thiếu nữ nhắm chặt hai mắt, không nỡ buông ra một giây phút nào. Tiểu Hồng Điều nhảy lên nói, ngươi đừng lo lắng, Minh Quang nói Mạc Hạ Vân đã không sao. Trên người nàng ấy có một luồng sức mạnh thần bí đã bảo vệ nàng ấy vào thời khắc nguy cấp, nhất là lúc Cơ Thừa Phong công kích, khiến nàng ấy không phải chịu quá nhiều thương tổn. Hiện giờ nàng ấy hôn mê bất tỉnh chỉ là vì đã tiêu hao quá nhiều lực lượng bản nguyên. Có điều Minh Quang đã tinh chế thảo mộc linh thực trong không gian để chữa trị cho nàng ấy rồi. Bởi vậy chẳng mấy chốc nữa nàng ấy sẽ tỉnh lại thôi, hơn nữa thân thể sẽ không mắc phải bất kỳ di chứng gì, trái lại tu vi còn tiến một bước dài giống như ngươi. Ảo cảnh luân hồi trong không gian thí luyện rất nguy hiểm, nhưng nếu sống qua được ảo cảnh, giải trừ tâm ma thì lợi ích cũng rất lớn. Nhất là lúc một nửa thần hồn của Cơ Thừa Phong tan ra trong không gian thí luyện, một số ít trong đó đã được Cơ Minh Vũ và Mạc Hạ Vân hấp thu. Đây cũng giống như tu vi quán đỉnh vậy, khiến thực lực của họ tăng nhanh trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn không có di chứng sau này. Bây giờ tu vi của Cơ Minh Vũ đã là thượng thần cảnh đỉnh phong, mà Mạc Hạ Vân đã tiến vào cảnh giới thần quân được một nửa, chỉ cần tỉnh lại là có thể đột phá thành thần quân. Nghe lời của Tiểu Hồng Điểu, cảm nhận hô hấp vững vàng, làn da ấm áp của Mạc Hạ Vân, trái tim đang khủng hoảng của Cơ Minh Vũ mới chậm rãi bình tĩnh lại. Mạc Hạ Vân còn sống sờ sờ bên cạnh hắn. Đúng là, quá tốt rồi. Thời gian sau đó, tất cả mọi chuyện liên quan đến việc chăm sóc Mạc Hạ Vân đều do đích thân Cơ Minh Vũ làm. Thậm chí ngay cả đan dược luyện chế cho Mạc Hạ Vân, hắn cũng bắt đầu tự học, tự luyện chế cho cô. Tuy rằng đã sớm biết chủ nhân của mình sủng ái tiểu thư Mạc Hạ Vân đến thế nào, nhưng bây giờ nhìn mỗi cử chỉ hành động của hắn khi chăm sóc Mạc Hạ Vân, đám Thanh Long vẫn cảm thấy khó có thể tin. Người mặc kệ toàn bộ thần vực và quyền thế chí cao vô thượng, người sủng thê vô độ, trong mắt chỉ có một thiếu nữ này quả thật là chủ nhân từng lạnh lùng vô tình, lạnh nhạt với hết thảy mọi người của họ sao? Sáng sớm một ngày nào đó, cuối cùng Mạc Hạ Vân hôn mê hơn một tháng cũng mở mắt ra. Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là cặp mắt thâm tình ngóng trông của người đàn ông. Mạc Hạ Vân cong môi, lộ ra nụ cười sáng rực, chào buổi sáng, Cơ Minh Vũ. Giống như mỗi một buổi sáng bình thường, cô mở mắt ra là thấy được người mình yêu, nói tiếng chào buổi sáng với hắn. Hai mắt của Cơ Minh Vũ hơi đỏ lên, thân thể hắn khẽ run. Hắn đưa tay ra ôm lấy thân thể yếu đuối mềm mại của thiếu nữ vào ngực, sau đó hôn lên mi tâm của cô. Chào buổi sáng, Tuyết Nhi của ta. Các ngươi nghe nói chưa? Cuối cùng cửa lớn của thần điện Minh Ngục cũng mở ra. Cái gì? Lẽ nào Minh Ngục thần tôn đã đột phá thượng thần cảnh đỉnh phong? Chắc chắn là vậy. Nghe nói có người từ xa xa nhìn thấy Minh Ngục thần tôn bên trong thần điện, khí thế trên người hắn đã như núi trước vực sâu, cao không thể với tới. Không phải thượng thần cảnh đỉnh phong thì sao có được khí thế đáng sợ như vậy? Bên trong viện trưởng lão, đại trưởng lão Dưng Dưng dập đầu bái lạy về hướng của điện thần hoàng, trời phù hộ thần vực của ta, trời phù hộ thần vực của ta. Thấy đại trưởng lão dập đầu bái lạy,
các trưởng lão khác lập tức cũng quỳ bái theo. Có người vẫn là không nhịn được hỏi, đại trưởng lão, Minh Ngục Thần Tôn thật sự đột phá cảnh giới thượng thần cảnh đỉnh phong sao? Đại trưởng lão thở ra một hơi dài, nói, thật ra từ hôm thí luyện thần hoàng kết thúc, gặp được Cơ Minh Vũ thì ta đã thấy hơi thở của hắn thay đổi, trở nên mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Có lẽ vào lúc đó hắn cũng đã đột phá cảnh giới thượng thần cảnh đỉnh phong, chỉ vì cảnh giới còn chưa ổn định nên mới bế quan tu luyện. Nghe vậy, mọi người nhao nhao vui mừng, vừa hâm mộ lại sùng bái. Vừa hơn vạn tuổi đã đạt cảnh giới thượng thần cảnh đỉnh phong, thiên phú như vậy khiến những người như họ chẳng dám nghĩ tới, ngay cả đố kỵ cũng không đố kỵ nổi. Nói mới nhớ, Đoan Mộc trưởng lão và Tư Không trưởng lão đã rất lâu không xuất hiện rồi. Ha ha, ba người Vu Linh thần tôn, Thanh Ly thần tôn và Xích Diệp thần tôn thất bại trong lần thí luyện thứ hai, gần như đã không còn tư cách cạnh tranh vị trí thần hoàng. Tuy rằng tu vi của họ còn dừng lại ở thượng thần cảnh, nhưng cũng chỉ là thượng thần cảnh sơ giai. Hơn nữa một khi quyết định được thần hoàng chân chính thì họ sẽ bị lưu đày. Kể từ đó ba gia tộc này cũng tan đàn xẻ nghé. Ngươi nói xem họ còn tâm trạng đến viện trưởng lão làm việc không? Nói tới ba nhà này, mọi người ở viện trưởng lão cũng không nhịn được cười trên sự đau khổ của người khác. Từ trước lão già Trình Uyên kia ỷ vào bản thân là người được đề cử cho vị trí thần hoàng nên vinh váo tự đắc, khinh thường chúng ta. Bây giờ coi như là tự nhận lấy kết cục thảm hại rồi nhỉ. Để ta xem ông ta còn mặt mũi nào đắc ý ở trước mặt chúng ta. Đoan Mộc gia và nhà Tư Không gia cũng thế thôi. Có ai trong thần vực không biết ba nhà họ đã dốc hết lực lượng của cả tộc mới bồi dưỡng ra được thần tôn. Có điều mặc dù đều là thượng thần cảnh, nhưng sao có thể so sánh với người dựa vào thực lực của mình để tiến lên như Minh Ngục thần tôn. Bây giờ sắp thành lại bại, thần tôn không thể trở thành thần hoàng cũng bị lưu đày, có thể nói là họ trộm gà không được còn mất nắm gạo. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng, ngăn cản việc bàn luận của họ. Được rồi, đừng nói thêm gì nữa. Cho dù thế nào thì Trình, Đoan Mộc và Tư Không đều là thế gia lâu đời của thần vực chúng ta, mạng lưới quan hệ trong 81 đảo mây vô cùng rắc rối phức tạp, coi chừng rút dây động rừng. Trước kia thần hoàng thật sự kế vị, thần vực ổn định lại thì tuyệt đối không thể để bất kỳ gia tộc nào sinh lòng riêng dẫn đến thần vực rung chuyển. Nếu không thì không phải ai cũng có thể chịu đựng được hậu quả tạo thành. Nghe vậy, các vị trưởng lão đều nghiêm mặt lại, không dám nhiều lời nữa mà dồn dập khom người ý bảo đã rõ. Chức trách của viện trưởng lão là duy trì sự cân bằng của các thế lực khắp thần vực. Mà đại trưởng lão Yến Thanh Vân là người không hề tư lợi, chỉ vì đại cục và muôn dân thiên hạ nhất. Phàm là người hoặc việc tốt cho thần vực thì ông ấy luôn ủng hộ hết mình. Hơn một tháng sau, cuối cùng cửa lớn của thần điện Minh Ngục cũng mở ra, kết giới niêm phong cũng biến mất. Người hầu kẻ hạ trong thần điện bắt đầu ra ra vào vào, đi mua một số vật dụng cần thiết. Thấy thần điện Minh Ngục không đóng chặt cửa lớn nữa, các thế gia tông chủ trưởng lão dồn dập xông tới, muốn cầu kiến Cơ Minh Vũ. Nhưng đều bị chặn ngoài cửa, thị vệ gác cổng của thần điện Minh Ngục vẫn nói câu cũ, thần tôn tạm thời không tiếp khách. Dù là vậy, những người này cũng không chịu rời đi. Người nào người nấy tụ tập bên ngoài thần điện Minh Ngục giáo giác quan sát, hy vọng có thể may mắn liếc mắt nhìn thấy bóng dáng của thần hoàng sắp kế vị. Tình hình cứ kéo dài như vậy, mãi cho đến khi Vân Thần Dương đến thì mới xuất hiện thay đổi. Sau khi biết được thân phận của Vân Thần Dương, thị vệ gác cổng lập tức lộ ra thần sắc nghiêm túc như gặp đại địch, cung kính nói, Thánh Tôn xin chờ, thuộc hạ sẽ vào trong bẩm báo. Thấy cảnh này, mọi người xung quanh đều khá kinh ngạc, ai nấy đều thấp giọng bàn luận. Không ngờ người của thần điện Minh Ngục lại có thái độ cung kính như thế với Vân Thần Dương, còn cung kính hơn cả khi đối diện với đại trưởng lão nữa. Mặc dù Vân Thần Dương là hộ pháp thứ nhất, nhưng bây giờ Cơ Minh Vũ lại là thần hoàng sắp kế vị, hộ pháp cũng chỉ là thuộc hạ của thần hoàng. Lẽ ra phải là Vân Thần Dương vô cùng cung kính với Minh Ngục thần tôn mới đúng chứ. Nhưng xem thái độ của Vân Thần Dương thì hoàn toàn không có vẻ gì là cung kính, trái lại còn có chút giận dữ. Họ đang nói liền thấy bên trong thần điện có mấy người vội vã ra đón. Vừa đến trước mặt Vân Thần Dương, mấy người đó lập tức cung kính hành lễ, Thánh Tôn đại nhân, xin mời vào. Mà khi phát hiện thân phận của mấy người này, mỗi một người ở đây đều khiếp sợ đến mức trợn to hai mắt. Đó là Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thao Thiết và Hỗn Độn, ai ai không phải là thuộc hạ tâm phúc tiếng tăm lừng lẫy dưới tay Cơ Minh Vũ chứ. Lúc đại trưởng lão và trưởng môn thế gia đến thăm, mấy người này cũng từng bước ra tiếp đón. Nhưng thái độ lúc đó rất đúng mực, không hề thận trọng dè dặt. Thật ra từ lâu người của thần vực đã ngầm thừa nhận rằng Cơ Minh Vũ và thuộc hạ của hắn luôn luôn làm theo ý mình, không cho ai chút thể diện nào. Nhưng hôm nay khi đối diện với Vân Thần Dương, bốn người này lại mang thái độ cực kỳ cung kính, thậm chí có thể nói là cẩn thận từng chút một. Thao Thiết còn cười nịnh nọt, liên tục nói ra mấy lời lấy lòng,
giống như ước gì có thể nâng Vân Thần Dương lên đến tận trời. Trái lại Vân Thần Dương vẫn lạnh mặt, không để ý đến bốn người mà đi thẳng vào trong. Mãi đến khi bóng dáng của Vân Thần Dương và bốn người thao thiết biến mất, mọi người mới đột nhiên bàn luận sôi nổi. Xảy ra chuyện gì? Tại sao người của thần điện Minh Ngục lại có thái độ quái lạ như vậy với Thần Dương Thánh Tôn? Giống như là họ đang sợ Thần Dương Thánh Tôn. Nói đến đây thì các ngươi không nghe được lời đồn kia sao? Hình như được truyền ra vào lúc tuyển chọn thánh nữ. Lời đồn gì? Nghe nói Thần Dương Thánh Tôn có một đứa con gái, tên là Vân Mạc Hạ Vân. Lúc tuyển chọn thánh nữ, Minh Ngục Thần Tôn cũng xuất hiện, còn tuyên bố trước mặt mọi người rằng Vân Mạc Hạ Vân đó là vị hôn thê của hắn. À, là thật hay giả vậy? Vậy chẳng phải Thần Dương Thánh Tôn là nhạc phụ của Tân Thần Hoàng? Chẳng trách người của Thần Điện Minh Ngục lại cung kính như thế với Thần Dương Thánh Tôn. Thần Dương Thánh Tôn và con gái của ông ta quá may mắn rồi. Đó là vị hôn thê của Thần Hoàng, Thánh Hậu tương lai đó. Người đầu tiên nói ra tin tức lại lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tiếc hận. Các ngươi đã nói sai rồi. Tiểu thư Vân Mạc Hạ Vân này quá xui xẻo. Ngươi nói lời này có ý gì? Ta nghe nói Vân Mạc Hạ Vân đã thất bại trong đại hội tuyển chọn thánh nữ. Bây giờ sống không thấy người chết không thấy xác, chỉ sợ đã gặp bất trắc như cô gái tên Trương Mỹ Giai. À, vậy thì đáng tiếc quá, rõ ràng là sắp trở thành thánh hậu rồi. Ha ha, đáng tiếc cái gì chứ? Theo ta thì nàng ta không biết tự lượng sức mình, lại vọng tưởng tranh đoạt vị trí thánh nữ với Quân tiểu thư. Quân tiểu thư vừa nhìn đã biết là thánh nữ chân chính, nàng ta gắng gượng tham gia, chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Không sai. Theo ta thì Quân tiểu thư và Minh Ngục Thần Tôn mới xứng đôi nhất. Nếu Thần Hoàng tương lai và Thánh nữ có thể nên duyên, tất nhiên là do trời bảo hộ, thần vực tương lai sẽ càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Đúng lúc này, đoàn người ở phía ngoài đột nhiên truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô. Là Thánh nữ Quân tiểu thư, tham kiến Thánh nữ, Thánh nữ đến rồi, mau, mau tránh ra. Đoàn người nhanh chóng tránh ra một con đường, cô gái xinh đẹp mặc váy tím, trang phục hoa lệ lộng lẫy nhẹ nhàng đi về phía thần điện Minh Ngục. Mọi người nhìn Quân Mộ Lan bằng ánh mắt tràn ngập sự sùng kính, có một số người địa vị thấp còn kích động đến mức quỳ xuống bái lại. Quân Mộ Lan mỉm cười gật đầu với mọi người, thần sắc trên mặt vừa thân thiết lại kiêu ngạo, khiến người ta cảm nhận được vẻ đẹp, sự lương thiện nhưng lại cao quý khó với của cô ta. Tử Hân và Tử Nhân đi theo sau Quân Mộ Lan cũng mang vẻ mặt tự hào, còn lộ ra thần sắc khinh thường với những người quỳ lại Quân Mộ Lan. Ba người họ đi đến trước cửa thần điện Minh Ngục, định tiến thẳng vào trong. Thị vệ gác cổng lại bước ra chặn đường. Xin thánh nữ dừng bước, thần tôn nói ngài ấy không tiếp khách vào những ngày này. Làm càn! Tử Hân quát to, căm tức nhìn thị vệ gác cổng. Nô tài mắt mù, ngươi không biết tiểu thư của chúng ta là ai sao? Trước đó Minh Ngục Thần Tôn đang bế quan thì thôi đi, bây giờ thần tôn đã xuất quan, sao có thể không gặp tiểu thư của chúng ta được? Đúng thế, ngươi xem cho kỹ đi, tiểu thư của chúng ta là thánh nữ, còn là tiểu sư muội của Minh Ngục Thần Tôn. Từ nhỏ đã ra vào trong thần điện Minh Ngục, ai dám ngăn cản? Ta thấy ngươi đã mù rồi đấy. Thị vệ gác cổng biểu lộ thần sắc khó xử. Quả thật trước đây Quân Mộ Lan thường xuyên ra vào thần điện Minh Ngục, chưa từng có ai dám ngăn cản cô ta. Nhưng mà mệnh lệnh của thần tôn là không gặp bất kỳ vị khách nào. Chuyện này, rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Quân Mộ Lan ôn hòa cười nói, ta nghĩ trong mệnh lệnh của sư huynh chắc chắn không bao gồm ta, chỉ là hắn không nói rõ cho ngươi biết thôi. Ngươi cản đường của ta, ta không tính toán với ngươi, ngươi vẫn nên tránh đường nhanh đi. Thị vệ gác cổng do dự một lát, cuối cùng vẫn lui ra. Quân Mộ Lan lộ ra vẻ mặt hài lòng. Nhất là khi cô ta nghe được mọi người bàn luận rằng quả nhiên Cơ Minh Vũ đối xử khác biệt với cô ta, bởi thế trên mặt Quân Mộ Lan càng lộ ra nụ cười vui vẻ. Bây giờ sư huynh đã sắp trở thành thần hoàng, mà cô ta là thánh nữ, Mạc Hạ Vân đáng ghét kia cũng đã chết. Người có tư cách đứng bên cạnh sư huynh chỉ có một mình cô ta mà thôi. Quân Mộ Lan dẫn Tử Nhân và Tử Hân chậm chậm bước vào thần điện Minh Ngục, muốn đi về phía tẩm điện của Cơ Minh Vũ. Có điều còn chưa tiến vào phạm vi kết giới của tẩm điện thì họ đã bị người ta ngăn cản. Xin Quân tiểu thư dừng bước, chủ nhân đã nói không gặp bất kỳ ai. Vân Thần Dương tiến vào tẩm điện của Cơ Minh Vũ với thần sắc u ám. Mùi thuốc nồng nặc phả vào mặt ông, càng khiến cho sắc mặt của ông lạnh đến mức như sắp kết băng. Nhìn thấy người đàn ông bước ra khỏi phòng, Vân Thần Dương nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt như muốn giết người, sau đó lạnh lùng nói, Vân Nhi đâu? Cơ Minh Vũ liếc mắt nhìn vào bên trong, lúc này mới nhẹ giọng nói, vừa mới ngủ. Vân Thần Dương kìm nén cơn giận, hỏi tiếp, ngươi truyền tin cho ta bảo Vân Nhi đã bị thương. Hơn nữa còn bị thương vì ngươi, thậm chí đã rơi vào tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Điều này là thật sao? Trong mắt Cơ Minh Vũ hiện lên vẻ đau xót, hắn khẽ gật đầu.
Sự tàn khốc lóe lên trong con ngươi của Vân Thần Dương. Ông ngưng tụ một chùm lôi hỏa trong tay, sau đó đập mạnh về phía Cơ Minh Vũ. Cơ Minh Vũ không tránh không né, mặc cho lôi hỏa rơi vào người mình. Thậm chí hắn còn không dùng linh lực để chống cự, khiến bản thân bị bỏng một mảng lớn. Chủ nhân, Thanh Long phát ra một tiếng thét kinh hãi, muốn xông tới nhưng lại bị Cơ Minh Vũ xua tay ngăn cản. Vết bỏng như vậy khiến người ta vô cùng đau đớn, nhưng Cơ Minh Vũ còn chẳng nhíu mày, chỉ khàn giọng nói, xin lỗi, là do ta không làm được chuyện mà mình đã hứa. Vân Thần Dương nhìn vết thương lộ cả máu thịt của hắn, cơn giận tích tụ trong lồng ngực mới tan được một nửa. Chỉ là giọng điệu của ông vẫn cực kỳ hung dữ, ngươi cho rằng nói một câu xin lỗi là xong. Lúc trước ngươi hứa với ta thế nào, ngươi nói sẽ không để Vân Nhi của ta chịu một chút tổn thương nào. Nhưng bây giờ ngươi lại khiến nó suýt chết vì ngươi. Cơ Minh Vũ, nếu ngay cả năng lực bảo vệ Vân Nhi mà ngươi cũng không có, vậy thì ngươi nên sớm buông tay, trả nó lại cho ta đi. Sau này con gái của ta thì tự ta sẽ bảo vệ. Hai tay Cơ Minh Vũ siết chặt thành nắm đấm, cơ thể hơi run rẩy nhưng lại chẳng nói được lời nào. Trước kia khi Vân Thần Dương nói muốn dẫn Mạc Hạ Vân đi, hắn luôn nổi giận trở mặt, nhưng lần này ngay cả tư cách để phản bác mà hắn cũng chẳng có. Bởi vì Mạc Hạ Vân bị thương là vì hắn, vì muốn cứu người bị tâm ma quấn quanh là hắn ra khỏi ảo cảnh. Nếu không phải vì hắn quá yếu, bị Cơ Thừa Phong nhốt lại, nếu không phải vì tâm trí hắn quá nhu nhược, bị Cơ Thừa Phong tính toán thì Mạc Hạ Vân chẳng cần mạo hiểm tiến vào không gian thí luyện, cũng không hao hết mộc chi bản nguyên. Là do sự mềm yếu và vô năng của hắn mới khiến Mạc Hạ Vân rơi vào cạm bẫy, suýt thì vạn kiếp bất phục. Cơ Minh Vũ hít sâu một hơi, giọng nói khàn khàn nhưng tràn ngập sự quyết tuyệt như muốn thể sống chết, ta sẽ trở nên mạnh mẽ, sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của 3.000 vị diện, sẽ không khiến bất kỳ ai có thêm cơ hội tổn thương Mạc Hạ Vân. Nhìn cặp mắt đỏ bừng và thân thể run rẩy của người đàn ông, Vân Thần Dương muốn tức giận mắng nhiếc, nhưng nhất thời lại không mở miệng được. Bây giờ Cơ Minh Vũ đã sắp trở thành thần hoàng, ngoài cửa có biết bao nhiêu người chờ được bái lạy hắn, định bợ hắn, làm hắn vui lòng. Nhưng hắn lại không ỷ vào đó mà chặn miệng người khác, cũng không hề có sự kiêu ngạo và hư vinh khi trở thành thần hoàng, chỉ vô cùng đau đớn và tự trách. Người đàn ông này thật sự rất yêu Mạc Hạ Vân. Vân Thần Dương khẽ thở ra một hơi, đang định nói chuyện thì thấy một con chim nhỏ màu đỏ và một con rồng nhỏ màu vàng bay phình phịch ra. Lão đại tỉnh rồi, nàng ấy nói muốn gặp ngươi. Thánh Tôn đại nhân, Mạc Hạ Vân tỉnh rồi, ông mau đi thăm nàng ấy đi. Vừa nghe thấy con gái yêu dấu muốn gặp mình, Vân Thần Dương chẳng bận tâm được gì nữa, đâu còn tâm trạng dạy bảo Cơ Minh Vũ, đi theo Tiểu Hồng Điểu và Tiểu Kim Long vào trong phòng. Linh lực của Cơ Minh Vũ chuyển động, vết bỏng trên mặt lập tức kết vảy rồi chóc ra, khôi phục lại y như lúc ban đầu. Thật ra bây giờ tu vi của Cơ Minh Vũ đã cao hơn Vân Thần Dương quá nhiều. Cho dù hắn không né không tránh thì Vân Thần Dương cũng không thể làm tổn thương hắn mảy may. Thanh Long ở bên cạnh lo lắng nhìn hắn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Xem như chủ nhân nhà hắn đã qua được cửa ải này rồi. Nhạc phụ đại nhân gì đó, một khi giận dữ đúng là quá đáng sợ. Cơ Minh Vũ chậm rãi đi vào trong phòng. Thấy Mạc Hạ Vân muốn dậy nói chuyện với Vân Thần Dương, hắn lập tức căng thẳng xông đến mà đè cô xuống giường, hung dữ nói, không được xuống giường. Cơ Minh Vũ, huynh đừng có khoa trương như vậy được không? Chẳng phải ta đã nói không sao rồi à? Bây giờ mộc chi bản nguyên đã có thể vận chuyển trơn tru, huynh cảm thấy trên người ta còn có thể giữ lại vết thương gì? Ngày ngày chăm sóc không cho cô xuống giường thì thôi đi, thỉnh thoảng được ra khỏi phòng còn cho Tiểu Hồng Điểu và Tiểu Kim Long theo dõi cô. Không biết cái tên này dùng biện pháp gì, lại có thể khiến hai nhóc con này vong ân phụ nghĩa, phản bội chủ nhân của chúng là cô, trái lại còn nghe theo lời dặn của Cơ Minh Vũ. Cơ Minh Vũ lại lạnh mặt, vừa cứng rắn lại dịu dàng ôm Mạc Hạ Vân lên giường rồi cho cô nằm xuống. Thầy thuốc đã nói nhất định phải tĩnh dưỡng 60 ngày mới hoàn toàn phục hồi như cũ được. Mạc Hạ Vân trợn trắng mắt, ta đã nói bao nhiêu lần, đó là do y thuật của hắn không tốt, bây giờ ta đã hoàn toàn khỏi hẳn rồi. Nếu không huynh gọi thầy thuốc kia đến đây đối chất với ta. Trong cơ thể cô là mộc chi bản nguyên, biện pháp chữa trị của thầy thuốc bình thường và thầy luyện đan có thể sánh bằng nó sao? Đáng tiếc người đàn ông đã chui vào ngõ cụt nào đó hoàn toàn không nghe bất kỳ lời giải thích và phản bác nào, cứ phải chăm sóc cô như chăm sóc một người lâm trọng bệnh. Vân Thần Dương nhìn người đàn ông cẩn thận đốt tiên chấp ngọc lộ cho con gái mình, động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ đụng mạnh vào sẽ nát thì khe khẽ thở dài. Tuy rằng trên mặt Mạc Hạ Vân có sự ghét bỏ, nhưng chân mày khóe mắt đều lộ ra sự ngọt ngào và tình cảm nồng nàn của cô với Cơ Minh Vũ. Chuyện đã xảy ra bên trong cổ cảnh nguyên không, Cơ Minh Vũ đã nói rõ hết cho ông nghe trong ngọc giản.
Biết được thần hoàng đời trước là Cơ Thừa Phong vẫn còn sống, thậm chí suýt thì chiếm được thân thể của Cơ Minh Vũ, Vân Thần Dương vô cùng kinh hãi. Mặc dù Vân Thần Dương là hộ pháp thứ nhất của thần hoàng, lẽ ra nên là thân vệ của thần hoàng, nhưng ông lên làm thánh hộ pháp vào lúc trước khi thần hoàng ngã xuống không được bao lâu. Ông không có nhiều tình cảm với thần hoàng đời trước là Cơ Thừa Phong, cũng có thể nói là vô cùng xa lạ. Nhưng không ai rõ việc Cơ Thừa Phong mạnh mẽ và đáng sợ thế nào hơn Vân Thần Dương. Bây giờ nhớ tới uy thế mà vạn năm trước cảm nhận được, ông còn cảm thấy sợ hãi. Vừa nghĩ tới chuyện Cơ Minh Vũ và con gái mình lại đối đầu với Cơ Thừa Phong, con gái yêu dấu còn suýt thì chết ở trong cổ cảnh nguyên không, Vân Thần Dương nghĩ lại thôi cũng thấy sợ. Hơn nữa người đàn ông đáng sợ đó là người mạnh nhất trong mấy chục ngàn năm, là người duy nhất đạt đến cảnh giới thiên thần. Ông ta sẽ chết một cách dễ dàng như vậy sao? Nếu ông ta không chết, còn muốn cướp con gái của ông đi thì ông nên làm gì? Vân Thần Dương bỗng nhiên lắc đầu, muốn rũ bỏ ý nghĩ sợ hãi đó. Ông ngồi xuống cạnh giường Mạc Hạ Vân, nhìn con gái yêu dấu của mình rồi trầm giọng nói, nếu con đã khỏe rồi thì hôm nay về nhà với ta. Lời nói của Vân Thần Dương khiến thân thể của Cơ Minh Vũ bỗng nhiên run lên, trong mắt hắn hiện vẻ không cam lòng và hoảng hốt dày đặc. Bởi vì nhìn thấy Mạc Hạ Vân chết trong ảo cảnh, sau đó Mạc Hạ Vân lại suýt chết trong cổ cảnh nguyên không nên bây giờ trong lòng Cơ Minh Vũ rất thiếu cảm giác an toàn. Chỉ cần nửa canh giờ không nhìn thấy cô, hắn đã bồn chồn, lo lắng hoảng loạn. Nếu có thể thì hắn không muốn Mạc Hạ Vân rời khỏi tầm mắt của mình một giây một phút nào. Nhưng mà, hiện giờ hắn đã không còn tư cách phản bác. Mạc Hạ Vân hơi ngước mắt, nhìn thấy hai tay đã siết chặt thành đấm của người đàn ông. Máu tươi từ chảy ra từ giữa ngón tay, chậm chậm nhỏ xuống mặt đất. Nhưng mà người đàn ông lại chẳng hề phát hiện ra, hắn đã dùng lực lớn thế nào chứ? Mạc Hạ Vân nhìn về phía Vân Thần Dương, trên mặt là biểu cảm làm nũng. Cha, dọn tới dọn lui quá phiền, con vẫn ở lại đây. Đợi đến lúc hoàn toàn khôi phục con sẽ về. Vân Thần Dương chừng hai mắt, tức giận nói, lúc nãy là ai nói mình đã khỏi hẳn? Mạc Hạ Vân cười hì hì, cảm thấy hơi xấu hổ. Vân Thần Dương thầm nói con gái lớn không thể giữ trong nhà được nữa, bèn đưa tay chỉ vào trán Mạc Hạ Vân, cuối cùng vẫn không nói thêm gì. Tuy rằng tình cảm mà con gái biểu lộ ra không rõ ràng và sâu đậm như Cơ Minh Vũ, nhưng nghĩ đến chuyện ở trong cổ cảnh nguyên không, Mạc Hạ Vân chẳng quan tâm đến mạng sống của mình mà đi cứu Cơ Minh Vũ thì biết tình cảm của hai người đã sâu đậm đến mức nào. Ôi, tuy rằng ông định giữ con gái bên cạnh mình mấy trăm năm, nhưng Mạc Hạ Vân phải hài lòng với chuyện này mới được. Vân Thần Dương không nhắc lại chuyện dẫn Mạc Hạ Vân về nữa, thần sắc của Cơ Minh Vũ cũng lập tức bình tĩnh lại. Mạc Hạ Vân lén phóng ra chút mộc linh lực để chữa khỏi vết thương trên tay Cơ Minh Vũ, sau đó mới chuẩn bị nói chuyện với Vân Thần Dương. Chỉ là chưa tán gẫu được bao lâu thì Mạc Hạ Vân đã buồn ngủ, cuối cùng còn ngủ thiếp đi. Lần này thần hồn của Tuyết Nhi bị hao tổn nghiêm trọng, phải dùng thuốc ôn dưỡng hồn phách nên sẽ thường xuyên rơi vào giấc ngủ. Cơ Minh Vũ vừa nhẹ giọng giải thích vừa cẩn thận đắp chăn cho Mạc Hạ Vân, lại vuốt mái tóc đã rối bời giúp cô. Vừa nhìn động tác của hắn, Vân Thần Dương biết hắn đã chăm sóc con gái mình đến mức quen tay. Mọi cử động đều thuần thục, tỉ mỉ và cứ như là đương nhiên. Chút lửa giận cuối cùng trong lòng ông cũng tan mất. Vân Thần Dương trầm giọng nói, ngươi kể kỹ càng mọi chuyện xảy ra trong cổ cảnh nguyên không cho ta nghe, cả những chuyện liên quan đến thần. Cơ Thừa Phong, Quân Mộ Lan đang định đi về phía tẩm điện của Cơ Minh Vũ, lại thấy có một người đứng chặn đường trước mặt họ. Xin quân tiểu thư dừng bước, chủ nhân đã nói không gặp bất kỳ ai. Người ngăn cản họ là một thanh niên tuấn tú, cười trông khá vô lại, chính là một trong tứ đại hung thú, thuộc hạ của Cơ Minh Vũ, Thao Thiết. Vừa thấy Thao Thiết, Tử Hân và Tử Nhân chỉ thấy thù mới hận cũ cùng dâng lên. Lần trước tiểu thư họ được Minh Ngục Thần Tôn khen thưởng, muốn lấy Chu Thiên Lăng và vòng hỗn địa, nhưng tên Thao Thiết này nhất quyết ngăn không cho họ lấy. Bây giờ lại muốn ngăn cản tiểu thư họ gặp Minh Ngục Thần Tôn. Thao Thiết, ngươi thật là to gan. Tử Hân gầm lên, đánh đòn phủ đầu, nhìn thấy thánh nữ mà không quỳ, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên đạo trừng phạt? Thao Thiết chỉ thiếu trợn trắng mắt, cười ha ha nói, xin lỗi, từ trước đến giờ ta chỉ quỳ trước chủ nhân và chủ mẫu, chưa từng có ý định quỳ trước người khác. Nếu thật sự mạo phạm thánh nữ, không thì thánh nữ cứ cho thiên đạo buông lôi kiếp, đánh chết ta luôn đi, ngươi. Tử Hân và Tử Nhân tức giận đến run người, ngươi dám bất kính với thánh nữ, ngươi có tin là tiểu thư chúng ta sẽ phạt ngươi lưu đày hay không? Thao Thiết vẫn bình chân như vậy, dáng vẻ hoàn toàn không để ý, tùy ý. Nếu tiểu thư nhà các ngươi có bản lĩnh đó thì cứ việc phạt ta lưu đày là được. Chỉ sợ có người có danh thánh nữ nhưng lại chẳng có năng lực của thánh nữ thôi. Lần này không chỉ Tử Hân và Tử Nhân tức giận đến phát điên,
ngay cả sắc mặt của Quân Mộ Lan cũng trở nên cực kỳ khó coi. Thao Thiết, lời này của ngươi là sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta là thánh nữ giả? Thao Thiết nghe răng nở nụ cười, nói với vẻ không có thành ý, Quân tiểu thư nói đùa, thánh nữ mà cả viện trưởng lão và điện tư tế đều công nhận, ta nói giả hay không thì cũng có ảnh hưởng được gì. Có điều mọi thứ trên thế gian này, thật thì không giả được, mà giả thì không thật được, ngươi nói xem có phải không? Quân Mộ Lan đột nhiên cắn chặt răng, trong lòng nảy lên sự hoảng loạn. Lẽ nào Thao Thiết đã biết điều gì đó? Không, không đúng. Thao Thiết có thể biết cái gì chứ? Cô ta vốn là thánh nữ, có gì phải sợ? Quân Mộ Lan chậm rãi khôi phục lại tâm trạng, lạnh lùng nói, Thao Thiết, vì thể diện của sư huynh nên ta sẽ không tính toán chuyện ngươi vô lễ với ta. Bây giờ ngươi còn không mau tránh ra, ta muốn gặp sư huynh. Thao Thiết bình chân như vậy nói, Quân tiểu thư không nghe rõ lời ta vừa nói sao? Chủ nhân đã nói hiện giờ ngài ấy có việc bận, không gặp ai cả. Ngươi nói hưu nói vượn, sao thần tôn lại không gặp tiểu thư nhà chúng ta được? Ắt hẳn là ngươi đã giả truyền ý chỉ của thần tôn. Thao Thiết nói, các ngươi không tin thì ta cũng hết cách, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân là không gặp người ngoài, thuộc hạ cũng chỉ chấp hành theo thôi. Sắc mặt ba người Quân Mộ Lan đều tái xanh, nhưng lại không có biện pháp gì để đối phó với Thao Thiết. Cho dù là thánh nữ nhưng Quân Mộ Lan không dẫn theo hộ vệ của điện thánh nữ, bởi vậy chẳng phải là đối thủ của Thao Thiết. Hai bên đang định nói tiếp, đã thấy từ tẩm điện của Cơ Minh Vũ có một bóng người cao to sải bước đi ra. Nhìn người xuất hiện, Thao Thiết lập tức lộ ra nụ cười cung kính, thánh tôn, ngài về sao? Vân Thần Dương không trả lời câu hỏi của Thao Thiết, ánh mắt lướt qua người Quân Mộ Lan thì trong mắt lập tức hiện lên sự hờn giận. Ông âm u nói, ngươi về nói cho Cơ Minh Vũ biết, nếu hắn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, phụ lòng Vân Nhi nhà ta thì ta sẽ đánh gãy chân của hắn. Thao Thiết dùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, không, không đâu, chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm vậy. Vân Thần Dương hừ lạnh một tiếng, bỏ đi thẳng một mạch. Nhìn Vân Thần Dương rời đi, Tử Hân lập tức giận dữ, ý của ngươi là sao? Chẳng phải ngươi đã nói Minh Ngục Thần Tôn không gặp bất kỳ người ngoài nào sao? Vậy tại sao Thần Dương Thánh Tôn có thể vào trong? Thao Thiết nói một cách đương nhiên, tất nhiên Thần Dương Thánh Tôn phải khác rồi. Các ngươi có thể so sánh với ngài ấy sao? Đó là nhạc phụ đại nhân của chủ nhân hắn, có thể tính là người ngoài sao? Không gặp ai cũng không thể không gặp vị này. Nhưng lời này lọt vào tai thì ba người Quân Mộ Lan cảm thấy rõ ràng là đang coi thường họ. Tử Hân gần như đã thét to, Thao Thiết, rốt cuộc ý của ngươi là gì? Tiểu thư nhà chúng ta có thân phận gì hả? Tiểu thư là thánh nữ thần vực, sao không thể so sánh với ông ta? Thần Dương Thánh Tôn nhiều nhất cũng chỉ là hộ pháp thứ nhất của thần hoàng, nói trắng ra cũng chỉ là một tên nô tài. Đúng vậy, ta thấy ngươi choáng đầu rồi đấy. Đừng muốn nịnh hót nhưng cuối cùng lại nịnh sai đối tượng, kết quả đem tới tai họa cho Minh Ngục Thần Tôn. Ha ha, nói cho cùng thì Minh Ngục Thần Tôn cũng chỉ là thần hoàng sắp kế vị, tiểu thư của chúng ta đã là thánh nữ chân chính. Nói không chừng thần tôn muốn leo lên vị trí thần hoàng còn phải nhờ tiểu thư của chúng ta giúp đỡ đấy. Ngươi đắc tội với tiểu thư của chúng ta, làm thần tôn các ngươi mất đi sự hỗ trợ, ngày sau bị thần tôn xử phạt cũng đừng trách chúng ta không nhắc nhở ngươi. Thao Thiết khinh thường bĩu môi, chẳng muốn phí lời với họ nữa, nhưng nhất quyết vẫn ngăn cản không cho họ vào trong. Miệng của hắn dùng để ăn cơm, chứ không phải để cãi nhau với bà Tám. Đám người tự cho là đúng này thật sự coi mình là thánh nữ chân chính sao? Lại không biết rằng tâm phúc bên cạnh chủ nhân ai ai cũng biết trên người tiểu thư Mạc Hạ Vân có mộc chi bản nguyên và là thánh nữ chân chính. Chỉ là chủ nhân không muốn cho tiểu thư Mạc Hạ Vân trở thành thánh nữ, mới bảo mọi người phải giấu kín không được nói ra thôi. Quân Mộ Lan hít sâu một hơi, cho dù trong lòng đã tràn ngập lửa giận nhưng vẫn không thất thố. Ta tìm sư huynh có việc, cho dù ngươi không cho ta vào thì ít nhất cũng phải vào trong báo một tiếng giúp ta chứ. Ta tin rằng sư huynh nhất định sẽ gặp ta. Thao Thiết đang định nói lời từ chối, lại thấy Thanh Long với thần sắc trầm tĩnh bước ra khỏi kết giới của tẩm điện. Sau đó hơi khom người trước Quân Mộ Lan rồi nói, Quân tiểu thư, chủ nhân xin mời người vào trong. Trên mặt Quân Mộ Lan lập tức lộ ra nụ cười sán lạn, cô ta khẽ gật đầu, sau đó lập tức cất bước vào trong phòng. Tử Hân và Tử Nhân cũng hết cằm đi theo sau Quân Mộ Lan. Lúc đi ngang qua Thao Thiết, hai người còn cố ý lớn tiếng ồn ào. Ha ha, lúc nãy không biết là ai khẳng định chắc nịch rằng thần tôn sẽ không gặp tiểu thư nhà chúng ta. Ta còn tưởng rằng thần tôn thật sự vô tình như vậy đấy. Hóa ra là do kẻ tiểu nhân nào đó đang khích bác Ly Gián. Đợi vào trong, chúng ta nhất định phải mách với thần tôn, để hắn biết rốt cuộc tiểu thư của chúng ta đã phải chịu uất ức thế nào. Không sai, tin rằng thần tôn nhất định sẽ chống lưng cho tiểu thư của chúng ta.
đến lúc đó kẻ tiểu nhân kia sẽ phải nuốt quả đắng. Mãi đến khi bóng dáng của ba người quân Mộ Lan biến mất, Thao Thiết mới bất mãn nói, sao chủ nhân lại cho nàng ta vào trong? Làm vậy chẳng phải là sẽ khiến tiểu thư Mạc Hạ Vân bị ấm ức sao? Thanh Long liếc hắn, quyết định của chủ nhân còn phải giải thích với ngươi. Thao Thiết lập tức rụt cổ, không dám nhiều lời nữa. Thanh Long lại âm thầm lắc đầu. Chủ nhân đâu có muốn làm tiểu thư Mạc Hạ Vân bị ấm ức, rõ ràng là muốn làm cho quân tiểu thư hoàn toàn hết hy vọng mà. Vừa tiến vào tẩm điện, quân Mộ Lan thấy người đàn ông ngồi bên giường đang nghiêng với cửa. Tuy rằng chỉ là mặt nghiêng nhưng vẫn tuấn tú mạnh mẽ, độc nhất vô nhị. Trái tim của quân Mộ Lan đập thình thịch, hai gò má ửng hồng. Dường như sư huynh còn đẹp trai hơn trước, mà lòng si mê của cô ta dành cho sư huynh cũng càng sâu hơn mấy phần. Sư huynh, huynh có khỏe không? Quân Mộ Lan dè dặt hỏi. Cơ Minh Vũ xoay người lại, nhìn cô ta với vẻ mặt không chút cảm xúc. Ngươi tìm ta có việc sao? Hai gò má của quân Mộ Lan càng ửng đỏ, đôi mắt sáng rỡ như đang bốc cháy. Sư huynh, chúc mừng huynh thuận lợi thông qua thí luyện thần hoàng. Hôm tuyển chọn thánh nữ, huynh đột nhiên biến mất khiến muội hết hồn. Sau đó biết được là do thí luyện thần hoàng mở ra, muội mới thở phào nhẹ nhõm. Quân Mộ Lan hơi dừng lại, bởi vì ngại ngùng nên giọng nói cũng nhẹ lại. Tuy rằng thí luyện thần hoàng rất khó, cũng có người tranh đoạt với sư huynh, nhưng Lan Nhi vẫn luôn tin rằng sư huynh nhất định có thể là người thành công cuối cùng. Bởi vì trong lòng Lan Nhi thì sư huynh là người mạnh nhất. Cơ Minh Vũ vẫn mang khuôn mặt không chút cảm xúc, lạnh nhạt nói, cảm ơn. Nếu hôm nay ngươi đến đây không còn chuyện gì khác, chỉ là chúc mừng thì ngươi có thể đi được rồi. Xin lỗi ta không có thời gian tiếp đón. Sư huynh, quân Mộ Lan phát ra tiếng hô đầy kinh ngạc, răng cắn vào môi đỏ, lát sau mới mở miệng. Sư huynh, huynh, lẽ nào huynh còn không biết? Muội đã trở thành thánh nữ, buộc chặt với tương lai và an nguy của thần vực và 3000 thế giới vị diện giống như huynh. Chúng sinh không phải chịu kiếp nạn vẫn luôn là tâm nguyện của nghĩa phụ. Muội tin rằng nếu nghĩa phụ còn sống, biết huynh và muội có thể hoàn thành nguyện vọng này thì chắc chắn nghĩa phụ sẽ rất vui mừng. Cơ Minh Vũ vẫn lạnh nhạt nói, chúc mừng ngươi trở thành thánh nữ. Chỉ là một câu chúc mừng đơn giản như vậy. Trong lòng quân Mộ Lan ngập tràn cảm xúc không cam tâm, cái cô ta muốn chẳng phải là một lời chúc mừng. Hàm răng của quân Mộ Lan càng cắn chặt môi dưới hơn. Sắc mặt quân Mộ Lan ửng đỏ, cô ta nhẹ giọng nói, sư huynh, huynh còn nhớ lời mà nghĩa phụ để lại trước khi chết không? Cơ Minh Vũ nhíu mày, lạnh lùng hỏi, ngươi muốn nói gì? Quân Mộ Lan nhìn chăm chú vào người đàn ông anh tuấn vô song trước mặt, đôi mắt ngấn nước, trong mắt tràn đầy tình cảm và lưu luyến si mê. Ngay cả thiên đạo mà nghĩa phụ nhận được cũng nói thánh nữ và thần hoàng sẽ có một kiếp yêu nhau. Nay muội đã trở thành thánh nữ, còn huynh sắp ngồi lên ngôi vị thần hoàng. Cả thần vực đều nói muội và huynh là xứng đôi nhất. Quân Mộ Lan đột nhiên bước tới, càng nói càng kích động, cuối cùng thốt ra lời tỏ tình cất giấu trong lòng đã lâu. Sư huynh, muội thích huynh, từ nhỏ đã thích huynh rồi. Muội vẫn luôn cố gắng trở nên xuất sắc hơn để được xứng với huynh. Câm miệng. Cơ Minh Vũ lạnh lùng ngắt lời cô ta, sầm mặt đáp, ta nói rồi, ta đã có vị hôn thê. Nghĩ đến khuôn mặt Mạc Hạ Vân xinh đẹp hơn mình gấp trăm lần, sắc mặt quân Mộ Lan lập tức trắng bệch. Nhưng vẻ mặt cô ta rất nhanh đã trở nên vô cùng kiên quyết, muội không quan tâm. Sư huynh, muội biết huynh ở thiên dực quanh năm, nhất định sẽ gặp rất nhiều cám dỗ. Người có dung mạo nghìn năm mới tìm được một như Mạc Hạ Vân, huynh bị quyến rũ cũng không có gì lạ. Muội không quan tâm huynh đã làm gì trước đây, chỉ cần người huynh quan tâm nhất là muội và luôn ở bên muội là được. Sư huynh, chúng ta lớn lên cùng nhau, muội biết huynh đối xử khác biệt với muội, chẳng qua ngại con đường thần hoàng gian nguy nên mới chọn cách trốn tránh tình cảm của muội. Nhưng nay muội đã trở thành thánh nữ, có thể giúp huynh ngồi lên ngôi vị chí tôn kia. Sư huynh, huynh đừng trốn tránh nữa, được không? Lần này Cơ Minh Vũ không ngắt lời cô ta bằng giọng điệu lạnh lùng nữa mà là mỉa mai nhìn cô ta như đang nhìn một kẻ ngốc. Ngươi nói ta đang trốn tránh tình cảm của ngươi. Quân Mộ Lan gật đầu không chút do dự. Sư huynh, huynh không cần chối bỏ, muội biết mà. Huynh tốt với muội như vậy mà không chịu thừa nhận tình cảm dành cho muội, thật ra là sợ sẽ khiến muội gặp nguy hiểm trong cuộc tranh giành ngôi vị thần hoàng. Những điều này muội đều hiểu, nhưng chỉ cần được ở bên sư huynh, muội không quan tâm. Cơ Minh Vũ chậm rãi nhếch môi nở một nụ cười hiếm thấy, chỉ là nụ cười này tràn đầy vẻ giễu cợt. Sau đó lời hắn nói ra như lưỡi dao sắc lạnh đâm liên hoàn vào người quân Mộ Lan. Sự ảo tưởng của ngươi thật sự khiến người ta ghê tởm. Ta chú ý ngươi hơn chỉ vì đã hứa với quân Âu Lâm, nhưng ngươi chỉ luôn là một người xa lạ và là sự trói buộc đối với ta. Sư muội, ha ha, ta chưa bao giờ thừa nhận. Ngay cả sư muội còn chưa bao giờ thừa nhận, nói gì đến việc trốn tránh tình cảm. Không,
không thể nào như vậy được. Quân Mộ Lan như bị sét đánh, sau đó đột nhiên hét lớn, sư huynh, tại sao huynh lại nói như vậy? Rõ ràng huynh đối xử khác biệt với muội. Huynh không cho phép những người phụ nữ khác đến gần huynh nhưng lại cho phép muội ở trong thần điện minh ngục. Quân Mộ Lan còn chưa dứt lời, Cơ Minh Vũ đã cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên môi cô gái đang ngủ say trên giường. Hắn chạm môi một cách yêu thương và dịu dàng, một lát sau mới ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn Quân Mộ Lan, thấy chưa, đây mới gọi là khác biệt. Người ta yêu luôn chỉ có một người, còn ngươi chẳng là gì với ta cả. Nếu ngươi yên tĩnh một chút, ta sẽ nể mặt quân Âu Lâm cho phép ngươi ra vào thần điện minh ngục. Nhưng nếu ngươi còn đến làm phiền ta và Tuyết Nhi, sau này ta sẽ khiến ngươi biến mất khỏi thần điện minh ngục, không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Mặt mũi Quân Mộ Lan trắng bệch, người run rẩy, ánh mắt cô ta chậm rãi rời về phía cô gái đang ngủ say theo động tác của Cơ Minh Vũ. Sau đó cô ta trợn mắt lên, gần như hét lớn, cô ta, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng phải cô ta đã chết rồi sao? Im miệng. Cơ Minh Vũ giơ tay lên, chỉ nghe thấy một tiếng chát, Quân Mộ Lan bị tát văng ra ngoài, chật vật ngã xuống đất, khóe miệng chảy máu. Vẻ mặt của Cơ Minh Vũ cực kỳ khó coi, toàn thân toát ra hơi thở đáng sợ như tu la. Tử Hân và Tử Nhân vốn định nói gì đó, nhưng trước hơi thở áp chế này, cả hai người đều im như hến, run bần bật không dám phát ra âm thanh gì. Ánh mắt như muốn giết người của Cơ Minh Vũ nhìn vào Quân Mộ Lan, hắn gằn từng chữ một, nếu ngươi còn dám nói lung tung thêm một câu nào nữa, thì đừng trách ta không khách sáo. Quân Mộ Lan ôm một bên mặt sưng vù của mình, nước mắt chảy dài, ánh mắt đầy khó tin. Dù thế nào cô ta cũng không ngờ Mạc Hạ Vân không chết trong lần tuyển chọn đó, ngược lại còn quay trở về bên cạnh Cơ Minh Vũ. Hơn nữa Cơ Minh Vũ, sao? Sao hắn có thể đánh cô ta vì một người phụ nữ thấp hèn? Cô ta là thánh nữ, cô ta là tiểu sư muội được hắn yêu thương nhất cơ mà. Cơ Minh Vũ, cô gái trên giường vươn vai, mở mắt ra. Cơ Minh Vũ không rảnh quan tâm Quân Mộ Lan nữa, tất cả sự chú ý đều đặt vào cô, nàng dậy rồi à? Sao không ngủ thêm một lát nữa? Mạc Hạ Vân híp mắt, để lộ biểu cảm lười biếng như một chú mèo, hai tay vòng qua cổ hắn, ồn ào như thế thì làm sao ngủ được. Cơ Minh Vũ sầm mặt gọi, Thanh Long. Thanh Long lập tức từ ngoài cửa bước vào, cúi xuống đáp, xin hỏi chủ nhân có gì căn dặn? Đưa những người không liên quan ra ngoài, sau này chưa có mệnh lệnh thì không được cho người ngoài vào. Thanh Long bước tới trước mặt ba người Quân Mộ Lan, nói với thái độ kính cẩn nhưng không cho phép chối từ, Quân tiểu thư, xin mời. Quân Mộ Lan ngơ ngác nhìn hai người thân mật với nhau thật lâu, khi Thanh Long định kéo cô ta dậy, cô ta mất kiểm soát hét lớn, Mạc Hạ Vân, tại sao ngươi không chết? Cả điện thánh nữ sụp đổ, sao ngươi có thể sống được? Hơn nữa ngươi có tư cách gì ở bên sư huynh của ta, lẽ nào ngươi không biết bây giờ ta mới là thánh nữ ư? Cơ Minh Vũ sầm mặt lại, định nổi giận nhưng bị Mạc Hạ Vân giữ chặt lại. Cô nhìn về phía Quân Mộ Lan, cười như không cười, ta không chết như Trương Mỹ Giai, ngươi thất vọng lắm à? Nét mặt Quân Mộ Lan cứng đờ, vẻ bối rối chợt thoáng qua trong đáy mắt cô ta. Mạc Hạ Vân vuốt thẳng áo quần bị nhăn do ngủ của mình, tiếp tục chậm rãi nói, nghe nói ngươi đã trở thành thánh nữ, chúc mừng nhé. Nhưng thần vực có quy định thánh nữ được phép làm người thứ ba, cướp vị hôn phu của người khác à? Biết rõ người ta đã có vị hôn thê mà còn bám theo dai dẳng như vậy, ta chưa gặp một người thánh nữ trơ trẽn nào như ngươi cả. Quân Mộ Lan nhăn mặt lại, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, ngươi đừng nói bậy. Ta không quan tâm ngươi là ai, có lai lịch hay thân phận gì. Giọng Mạc Hạ Vân đột nhiên trở nên đanh thép, ngắt lời cô ta, nhưng ta cảnh cáo ngươi, Cơ Minh Vũ là người đàn ông của ta. Ta không muốn nhìn thấy bất kỳ người phụ nữ nào tơ tưởng tới hắn, nếu không ta sẽ không ngại giúp ngươi nhớ lại những gì đã xảy ra trong điện thánh nữ đâu. Quân Mộ Lan loạng choạng, suýt không đứng vững. Cô ta nhìn sang Cơ Minh Vũ bằng đôi mắt đỏ hoe, muốn tìm kiếm sự an ủi và trợ giúp từ hắn. Nhưng Cơ Minh Vũ không thèm nhìn cô ta, trái lại chăm chú ngắm nhìn Mạc Hạ Vân với ánh mắt chan chứa tình cảm. Câu nói tuyên bố chủ quyền vừa rồi của Mạc Hạ Vân khiến Cơ Minh Vũ mừng rỡ, chẳng qua hắn đã quen lạnh lùng nên mới không biểu hiện ra mặt mà thôi. Nhưng Quân Mộ Lan lại cảm thấy như trời long đất lở, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Cơ Minh Vũ, huynh quên huynh đã hứa với nghĩa phụ sẽ chăm sóc muội, bây giờ còn để mặc người khác bắt nạt muội. Huynh không sợ muội đổi ý trợ giúp những thần tôn khác sao? Muội là thánh nữ đấy, nếu muội ủng hộ những thần tôn khác, huynh sẽ khó giữ được ngôi vị thần hoàng này. Huynh định vì người phụ nữ này mà không quan tâm tới việc mình có thể ngồi lên ngôi vị thần hoàng hay không ư? Cơ Minh Vũ mỉa mai nhìn cô ta, cười khẩy, ngươi có thể thử xem. Mạc Hạ Vân cười ha hả, lời uy hiếp từ thánh nữ đại nhân thật đáng sợ.
Nếu ta nhớ không lầm thì sắp đến đại điển cầu linh rồi. Ta nghĩ thánh nữ đại nhân nên thông qua đại điển cầu linh trước rồi hẵng tới đây diễu võ Dương Oai. Quân Mộ Lan thất thần rời đi, lúc đến cô ta hăng hái bao nhiêu thì lúc này cảm thấy căm hận và thống khổ bấy nhiêu. Sau khi quay lại điện thánh nữ, Quân Mộ Lan đập nát tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy trước mặt. Tử Hân và Tử Nhân ở bên cạnh nhìn mà vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào. Minh Ngục Thần Tôn thật quá đáng, có mắt không tròng, không ngờ lại thích một ả hồ ly tinh. Trừ khuôn mặt ra thì ả hồ ly tinh đó có gì có thể so với tiểu thư chúng ta. Chắc chắn là ả hồ ly tinh kia đã dùng tà thuật nào đó nên mới quyến rũ được linh hồn của Minh Ngục Thần Tôn. Đúng thế, trước đây Minh Ngục Thần Tôn tốt với tiểu thư chúng ta nhường nào. Chẳng phải sau khi ả hồ ly tinh này xuất hiện mới thay đổi ư? Loại đê tiện này nên đày vào biển mây để cô ta chịu tra tấn, không bao giờ được đầu thai. Nghe những lời bàn tán của hai thị nữ, biểu cảm đau thương tột cùng của Quân Mộ Lan từ từ biến mất, đổi thành căm hận lạnh lẽo. Vân Mạc Hạ Vân à, Vân Mạc Hạ Vân, nếu ngươi đã muốn cướp người sư huynh ta yêu và chặn đường lui của ta, vậy thì đừng trách ta không khách sáo. Ngươi ôm mục đích xấu ở bên sư huynh chỉ mang lại tai vạ cho hắn mà thôi. Vì sư huynh, cũng vì tương lai của thần vực, Vân Mạc Hạ Vân phải chết. Quân Mộ Lan lau nước mắt trên mặt, trầm giọng bảo, các ngươi giúp ta đưa một miếng ngọc giản cho tộc nhân của Trương Mỹ Giai. Là Trương Mỹ Giai tham gia đại hội tuyển chọn thánh nữ đã chết ạ. Tử Hân khó hiểu, tiểu thư tìm họ để làm gì vậy ạ? Giọng Quân Mộ Lan khàn khàn, gương mặt vô cùng kiên quyết, vốn dĩ ta không định công khai việc ác của Mạc Hạ Vân. Nhưng không ngờ cô ta lại còn sống, hơn nữa còn quyến rũ sư huynh, không biết cô ta sẽ còn làm ra những việc ác nào khác. Do vậy ta không thể để mặc hung thủ là cô ta tiếp tục nhởn nhơ. Tử Hân và Tử Nhân trợn to mắt, sau đó nhìn miếng ngọc giản trong tay với ánh mắt sáng ngời. Tiểu thư, ý người là Trương Mỹ Giai bị con khốn Vân Mạc Hạ Vân kia giết. Chủ nhân, đại trưởng lão Yến Thanh Vân cầu kiến. Cơ Minh Vũ khẽ cau mày, chẳng phải ta đã bảo tạm thời không gặp người khác sao? Thanh Long trả lời, người mà đại trưởng lão muốn gặp là tiểu thư Mạc Hạ Vân. Ông ta muốn gặp Mạc Hạ Vân, Cơ Minh Vũ càng nhíu mày chặt hơn. Thanh Long gật đầu, đại trưởng lão biết chuyện tiểu thư Mạc Hạ Vân không chết thì có vẻ rất kinh ngạc, nói rằng dù thế nào cũng phải gặp tiểu thư Mạc Hạ Vân, nếu không sẽ không chịu đi. Vẻ mặt Cơ Minh Vũ hơi xám xịt, sau một lát do dự, hắn vẫn đi về phía điện chính. Đại trưởng lão nhìn thấy Cơ Minh Vũ thì lập tức đứng dậy, kính cẩn thi lễ. Lúc trước đại trưởng lão và Cơ Minh Vũ đều là thượng thần, có thể nói là địa vị ngang nhau. Nhưng bây giờ Cơ Minh Vũ đã trở thành thần hoàng chân chính, địa vị của hắn cao hơn tất cả mọi người, đương nhiên là ngoại trừ thánh nữ. Cơ Minh Vũ không có kiên nhẫn nhất với những nghi thức xã giao này, bèn nói thẳng vào vấn đề chính, ông muốn gặp Tuyết Nhi. Vâng, đại trưởng lão chần chừ một lúc mới đáp, lúc tuyển chọn thánh nữ, ta cảm thấy biểu hiện của Mạc Hạ Vân giống với thánh nữ chân chính hơn Quân Mộ Lan. Đặc biệt là đảo Thiên Hoang nay đã phục hồi sự sống triệt để kia, không phải thánh nữ thì hoàn toàn không thể làm được. Và tất cả những hiện tượng kỳ lạ ở đảo Thiên Hoang đều xuất hiện sau hành động của Mạc Hạ Vân. Ban đầu ta cứ tưởng Mạc Hạ Vân mất tích trong đại hội tuyển chọn thánh nữ, nhưng hóa ra cô ấy vẫn còn sống, do đó người còn sống trong đại hội tuyển chọn thánh nữ có hai người. Ta cần xem xét thêm một bước nữa mới có thể đánh giá được ai là thánh nữ chân chính. Vẻ mặt Cơ Minh Vũ trở nên u ám, ánh mắt hắn nhìn đại trưởng lão không mấy thân thiện. Tuyết Nhi không phải thánh nữ, nàng ấy có thể ra khỏi điện là vì khi nàng ấy bị thương trong đại hội tuyển chọn thánh nữ, ta đã đưa nàng ấy vào cổ cảnh nguyên không? Không thể nào, đại trưởng lão kinh ngạc thốt lên, cổ cảnh nguyên không đâu phải ai cũng có thể vào được. Thần tôn nói như vậy, ta càng cảm thấy tiểu thư Mạc Hạ Vân có thể là. Ta là thần hoàng chân chính, ta nói có thể là có thể. Cơ Minh Vũ lạnh lùng nói tiếp, hơn nữa Quân Mộ Lan đã thừa nhận cô ta là thánh nữ, đại điển cầu linh cũng sắp diễn ra. Lúc này ông truy cứu chuyện Tuyết Nhi là thánh nữ thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt đại trưởng lão lập tức trở nên ảm đạm. Ông ấy há miệng muốn nói thêm gì đó, cuối cùng vẫn lắc đầu rời đi. Cơ Minh Vũ nhìn bóng lưng đại trưởng lão rời đi với vẻ mặt hơi nặng nề. Cơ Minh Vũ, ngươi cần phải ngồi lên ngôi vị thần hoàng. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp và oai nghiêm của một người đàn ông. Cơ Minh Vũ xoay người lại thì nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của Vân Thần Dương, hắn gật đầu chào hỏi. Vân Thần Dương lặp lại những lời vừa rồi, có lẽ ngươi cũng biết trên người Vân Nhi có rất nhiều bí mật. Nếu mọi bí mật của con bé đều bị công bố ra ngoài, sẽ có không biết bao nhiêu người mơ ước, đố kỵ và hãm hại con bé. Do đó, nếu ngươi muốn cưới Vân Nhi về nhà thì phải đứng ở vị trí cao nhất, khiến bất kỳ kẻ nào cũng không thể tổn thương con bé. Nếu không thì ta thà đưa Vân Nhi đi, bắt con bé che giấu hào quang của bản thân,
tìm một thế giới bình thường để con bé bình yên sống mấy trăm, thậm chí là mấy nghìn năm. Nghe Vân Thần Dương nói muốn đưa Mạc Hạ Vân đi, con ngươi Cơ Minh Vũ đột nhiên co lại. Hắn siết chặt nắm tay, giọng lạnh lùng nhưng lại cố chấp và kiên quyết, ta nhất định sẽ trở thành thần hoàng, trả cho Tuyết Nhi một thời đại hưng thịnh và yên bình. Đại trưởng lão trở về viện trưởng lão với tâm trạng đầy băn khoăn và lo lắng. Ông ấy vừa bước vào viện trưởng lão đã thấy một bóng người chạy tới trước mặt mình, quỳ phịch xuống đất. Đại trưởng lão, ông nhất định phải đòi lại công bằng cho Mỹ Giai nhà chúng ta. Đại trưởng lão kinh ngạc. Người quỳ trước mặt ông ấy là gia chủ nhà họ Trương, dòng tộc lớn đứng đầu đảo Phượng Tường, và cũng là cha của Trương Mỹ Giai, một trong số những người tham gia tuyển chọn thánh nữ. Đại trưởng lão vội vàng đỡ ông ta dậy, hỏi ông ta có chuyện gì xảy ra. Gia chủ nhà họ Trương, Trương Duệ Văn lau nước mắt, ngồi lên ghế, sau đó trả lời với vẻ mặt căm hận và đau khổ. Trước khi Mỹ Giai đến tham gia tuyển chọn thánh nữ, ta đã đưa cho con bé một ngọc giản để bảo đảm sự an toàn của con bé. Dặn con bé khi nào gặp nguy hiểm thì báo tin cho ta sẽ lập tức phái người đến cứu con bé. Vì đảo Phượng Tường và đảo Càn Khôn bị ngăn cách bởi biển mây mênh mông nên rất bất tiện trong việc báo tin. Vậy nên ngọc giản kia vô cùng quý giá và hiếm có. Đại trưởng lão lắp bắp kinh hãi, Trương gia chủ, ý ông là Trương tiểu thư đã báo tin cho ông trước khi chết. Trương Duệ Văn lắc đầu, giọng nghẹn ngào, ta không nhận được tín hiệu cầu cứu từ Mỹ Giai nhưng lại nhận được tin con bé đã chết. Ta cứ tưởng Mỹ Giai chết trong đại hội tuyển chọn thánh nữ, dù rất đau lòng nhưng không oán giận một câu nào. Nhưng mấy ngày trước ta nhận được ngọc giản này, sau đó phát hiện luồng khí thần hồn của Mỹ Giai và dấu ấn để lại trong đó. Nhờ đó ta mới biết hóa ra Mỹ Giai không phải ngã xuống trong khi tham gia đại hội tuyển chọn thánh nữ mà là bị người khác hại chết. Người hại chết con bé chính là Vân Mạc Hạ Vân, vị hôn thê của Cơ Minh Vũ, người sắp trở thành thần hoàng, người đã chết đi sống lại trong đại hội tuyển chọn thánh nữ. Ông nói gì? Đại trưởng lão không thể tin được, chuyện này sao có thể? Ông có nhầm lẫn gì không? Trong mắt Trương Duệ Văn hàm chứa nước mắt và oán hận, ông ta lấy một ngọc giản đỏ sẫm đã có vết dạn đưa tới trước mặt đại trưởng lão. Đại trưởng lão đưa thần thức vào ngọc giản thì nhìn thấy một hàng chữ lộn xộn. Cha ơi, cứu con, mau cứu con với. Tại sao? Tại sao không truyền tin ra ngoài được? Là kết giới của điện thánh nữ. Á, con đau quá, cha ơi mau cứu con với, con khốn kia hại con, cha nhất định phải báo thù cho con. Là Mạc Hạ Vân đã hại con. Đại trưởng lão đột nhiên rút thần thức ra ngoài, trên mặt là vẻ nghi ngờ. Trương Duệ Văn nói với giọng khàn, đôi mắt đỏ hoe, điện thánh nữ có kết giới, bất kỳ tin tức nào cũng không thể truyền ra ngoài. Đại trưởng lão, ông có thể tưởng tượng ra nỗi đau khi Mỹ Giai bị nhốt trong đó kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, bị hại chết không? Nếu con gái ta gặp chuyện trong đại hội tuyển chọn thánh nữ thì cũng thôi, nhưng rõ ràng là con bé bị người khác hại chết, chuyện này bảo ta nhịn bằng cách nào đây? Dù Vân Mạc Hạ Vân là vị hôn thê của thần hoàng, ta cũng phải khiến cô ta nợ máu trả bằng máu, trả giá đắt cho bằng được. Nói xong, Trương Duệ Văn quỳ xuống trước mặt đại trưởng lão, dập đầu thật mạnh. Xin đại trưởng lão hãy đòi lại công bằng cho nhà họ Trương chúng ta. Đại trưởng lão thở dài một hơi, kìm nén cảm xúc cuộn trào trong lòng. Ông cho ta thời gian điều tra chuyện này trước đã. Nếu đó là sự thật, ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ông. Mạc Hạ Vân thức dậy từ giấc ngủ say, cô cảm thấy tinh thần sảng khoái, thoải mái không nói nên lời. Trong khoảng thời gian này lúc nào cô cũng cảm thấy buồn ngủ, cơ thể rất dễ mệt mỏi. Ban đầu Cơ Minh Vũ cứ tưởng là do tác dụng phụ của việc dùng thuốc. Sau này hắn mới phát hiện phản ứng này mãnh liệt một cách quá mức, điều này khiến Cơ Minh Vũ rất lo lắng. Nhưng sau khi tất cả thầy thuốc khám đều nói cơ thể Mạc Hạ Vân không có vấn đề gì. Linh lực trên người Mạc Hạ Vân cũng đang dần tăng lên, cấp bậc thần quân đang ở gần ngay trước mắt. Đến hôm nay, Mạc Hạ Vân đã không xuống giường suốt nửa tháng, trong khoảng thời gian này lúc nào cô cũng cảm thấy buồn ngủ. Đây cũng là lý do tại sao cô luôn làm theo yêu cầu của Cơ Minh Vũ, không phản kháng hay đòi đi ra ngoài. Bởi vì cô cảm thấy người mình rất nặng nề, mệt mỏi. Tình trạng này kéo dài cho đến sáng hôm nay thức dậy. Cảm giác nặng nề kia hoàn toàn biến mất, Mạc Hạ Vân cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Hơn nữa sau khi quan sát bên trong cơ thể, cô kinh ngạc phát hiện mình đã lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, trở thành thần quân. Thần quân Mạc Hạ Vân lại kiểm tra tình hình của Tiểu Bạch và Tiểu Chiến. Hiện giờ linh lực tích lũy trong cơ thể Tiểu Chiến càng ngày càng nhiều, đã vượt qua cấp thần. Tuy Tiểu Bạch bị thương ở trong cổ cảnh nguyên không nhưng cũng có được lĩnh ngộ và đột phá. Có thể nói là vừa lợi vừa hại, bây giờ nó đang cố gắng tìm hiểu những gì đã lĩnh ngộ được và khôi phục vết thương. Mạc Hạ Vân truyền mộc chi bản nguyên vào cơ thể hai người họ,
Cô vỗ về Tiểu Hồng Điểu, Tiểu Kim Long và Tiểu Ngưu ngốc nghếch đang lo lắng rồi nói, đừng lo, lâu nhất là một tháng nữa thì họ sẽ tỉnh lại, trở lại như bình thường thôi. Lúc này mấy đứa mới tỏ ra vui mừng khôn xiết. Mạc Hạ Vân rời khỏi không gian, đi đến gặp Cơ Minh Vũ. Cô nóng lòng muốn cho hắn một bất ngờ. Tuy nhiên trên đường đến sảnh chính, Mạc Hạ Vân lại phát hiện rất nhiều ánh mắt kỳ lạ đang nhìn mình, dường như ẩn chứa sự sợ hãi, chán ghét và phản đối. Ánh mắt ấy như đang nhìn kẻ giết người. Mạc Hạ Vân nhíu mày, trong lòng ngờ vực nhưng cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến sảnh chính. Còn chưa đi vào cửa, cô đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Thao Thiết và Bạch Hổ. Đám người bên ngoài thần điện Minh Ngục đã tập trung ở đó mấy ngày rồi, yêu cầu chủ nhân phải giao ra. Cũng không biết là ai hãm hại tiểu thư Mạc Hạ Vân nữa, đúng là không biết xấu hổ. Nghe nói người bao vây viện trưởng lão đã nhiều hơn rồi, cả nhà họ Trương đều tới đảo Càn Khôn, nói rằng muốn đòi lại công bằng. Đại trưởng lão cũng không chịu nổi áp lực nên đã tới tìm chủ nhân mấy lần, nhưng đều bị chủ nhân chặn lại. Nhưng chủ nhân đã bảo Thanh Long và Hỗn Độn đi điều tra rồi, tin rằng sẽ sớm có kết quả thôi. Hừ hừ, nếu để ta biết kẻ chết bằm nào dám hãm hại tiểu thư Mạc Hạ Vân thì ta nhất định sẽ nướng chết chúng rồi ăn. Mạc Hạ Vân xuất hiện trước mặt hai người, các ngươi nói có người hãm hại ta là có ý gì? Tiểu thư Mạc Hạ Vân, sao cô lại ở đây? Thao Thiết và Bạch Hổ giật nảy mình, đồng thanh hô lên. Mạc Hạ Vân nheo mắt, ai hãm hại ta? Hãm hại ta chuyện gì? Ai muốn đòi lại công bằng? Trước ánh mắt và sự áp bức của Mạc Hạ Vân, Bạch Hổ nuốt nước bọt. Hắn cứ cảm thấy khí chất của tiểu thư Mạc Hạ Vân cũng đáng sợ không kém gì chủ nhân. Rõ ràng cô chỉ là thần quân, mà hắn và Thao Thiết đều đã là thần chủ. Khoan đã, thần quân. Bạch Hổ ngạc nhiên hô lên, tiểu thư Mạc Hạ Vân đã đột phá cấp thần quân rồi. Mạc Hạ Vân thản nhiên gật đầu, còn Bạch Hổ thì choáng váng. Tiểu thư Mạc Hạ Vân mới 21 tuổi mà thôi. 2100 tuổi còn rất khó để đột phá cấp thần. Vậy mà một cô gái 21 tuổi lại đột phá tới cấp thần quân. Điều này có nghĩa là gì? Trời ơi! Quả nhiên người phụ nữ chủ nhân thích cũng giống như chủ nhân, đúng là không phải người nữa rồi. Nhưng Mạc Hạ Vân không để ý đến Bạch Hổ đang há hốc mồm ngơ ngác, mà nhìn về phía Thao Thiết. Cùng lúc đó, trong tay cô xuất hiện một đĩa thịt nướng lớn. Nhìn thấy đĩa thịt quay vàng ươm, người được mùi thơm lan tỏa, Thao Thiết chảy nước miếng, mọi dặn dò của chủ nhân và trừng phạt sau này đều bị hắn ném hết ra sau đầu. Ta nói, tiểu thư Mạc Hạ Vân, mau cho ta ăn đi. Thao Thiết ôm đùi Mạc Hạ Vân cười rạng rỡ, không chút do dự phản bội chủ nhân, là chủ nhân không cho chúng ta nói với cô, sợ cô lo lắng. Thực ra là người nhà của người phụ nữ họ Trương chết trong đại hội tuyển chọn thánh nữ kia tìm đến viện trưởng lão, nói là cô giết ả ta, yêu cầu đại trưởng lão lấy lại công bằng cho họ. Sau đó không biết vì sao tin này lại lan ra khắp thành, ai ai cũng biết. Bạch Hổ thật sự muốn đánh chết tên ham ăn Thao Thiết này. Nhìn thấy đồ ăn ngon là ngay cả lời dặn dò của chủ nhân cũng quên hết, hắn muốn chết thật rồi. Bạch Hổ khẽ ho một tiếng, lặng lẽ đến gần, cũng gắp một miếng thịt nướng cực to rồi mới lắp bắp nói, tiểu thư Mạc Hạ Vân không cần phải quan tâm chuyện này, chủ nhân sẽ giải quyết được thôi. Nghe những lời nói bẩn thỉu nhục mạ tiểu thư Mạc Hạ Vân của đám người kia, chẳng phải làm bẩn lỗ tai của tiểu thư hay sao? Mạc Hạ Vân nhướng mày, cười như không cười, bọn họ nói lời chăn chối trước khi chết của Trương Mỹ Giai. À, là dùng ngọc giản truyền tin nói ta là kẻ đầu sỏ đã giết chết cô ta. Bạch Hổ vừa ăn thịt nướng vừa lén quan sát vẻ mặt Mạc Hạ Vân. Tiểu thư Mạc Hạ Vân không cần lo lắng, chủ nhân đã phái người đi điều tra kẻ hãm hại tiểu thư rồi. Chỉ cần điều tra ra, đảm bảo chủ nhân sẽ không để cho kẻ đó được sống tử tế đâu. Mạc Hạ Vân nở nụ cười giễu cợt. Ai hãm hại cô? Điều này còn phải nói à? Đương nhiên là kẻ thực sự đã hại chết Trương Mỹ Giai rồi. Đúng là thú vị, cô còn chưa vạch trần bộ mặt giả dối của Quân Mộ Lan thì người phụ nữ này đã định tính kế hãm hại cô rồi. Quân Mộ Lan thật sự cho rằng cô là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nắn bóp mất rồi. Mạc Hạ Vân xoay người rồi biến mất. Bạch Hổ nuốt miếng thịt nướng, cảm nhận được độ mềm và ngon của miếng thịt. Khi ngẩng đầu lên không thấy Mạc Hạ Vân đâu thì cuống cả lên. Ăn ăn ăn, ngươi vẫn còn ăn à? Bạch Hổ nhìn Thao Thiết vẫn đang vùi đầu ăn ngon lành, tức không có chỗ chút. Nếu bị chủ nhân phát hiện chúng ta tiết lộ tin này cho tiểu thư Mạc Hạ Vân, cô ấy mà bị tổn thương một sợi lông tơ thôi thì chúng ta cứ chờ bị trừng phạt đi. Thao Thiết ngẩng đầu, há cái miệng đầy dầu mỡ, mừng rỡ nói, vậy trước lúc chết ta phải ăn thật no mới được. Bạch Hổ, cho ta chết đi. Sau khi dễ dàng có được tin tức, Mạc Hạ Vân rời khỏi thần điện Minh Ngục, cô phát hiện lúc này cả đảo Càn Khôn đều đang trong tình trạng lửa giận sục sôi. Đặc biệt là bên ngoài thần điện Minh Ngục và viện trưởng lão,
đâu đâu cũng có thể nghe thấy tiếng mắng chửi nhục mạ Mạc Hạ Vân. Thậm chí còn có người mắng chửi đại trưởng lão và Cơ Minh Vũ, nói họ bao che cho hung thủ. Mạc Hạ Vân lặng lẽ chen vào đám đông trước cửa viện trưởng lão, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng bàn tán của các tu sĩ. Ta nghe nói Vân Mạc Hạ Vân kia là một tu sĩ nữ xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú chắc tuyệt, căn cốt chưa tới 100 tuổi đã là thần thị, dù sao cũng chỉ là một cô gái trẻ thôi, liệu có nhầm lẫn gì không? Xùy, xinh đẹp tuyệt trần, thiên phú chắc tuyệt cái gì, theo ta thấy thì là dùng tà môn ngoại đạo gì đó mới có được thành tựu này thôi. Nếu không phải tà môn ngoại đạo thì sao có thể độc ác xấu xa đến vậy, coi Trương Mỹ Giai là bàn đạp, khiến cô ấy bị nước thương thiên đốt chết được chứ. Hơn nữa các ngươi nhớ sai rồi, Vân Mạc Hạ Vân đạt tới thần thị lúc mới 21 tuổi chứ không phải là 100 tuổi đâu. Cái gì? 21 tuổi? Thần thị? Không thể nào. Vậy nên mới nói người phụ nữ này quá kỳ quái. Các ngươi chưa nghe tin đồn này à? Nghe nói Vân Mạc Hạ Vân bị ma ám. Ma ám? Không thể có chuyện này được chứ. Nói như vậy thì chẳng lẽ Minh Ngục Thần Tôn bị cô ta mê hoặc nên mới thích cô ta, hết lòng bảo vệ cô ta? Chắc chắn là thế rồi, nếu không Minh Ngục Thần Tôn là thần hoàng tương lai, sao có thể không có mắt nhìn, chọn cô ta mà không chọn Quân tiểu thư chứ? Đúng thế, chắc chắn người phụ nữ này đã dùng tà pháp gì đó mê hoặc Minh Ngục Thần Tôn rồi. Mạc Hạ Vân nghe tiếng bàn tán của mọi người, đảo mắt nhìn quanh một vòng, trong mắt cô hiện lên vẻ giễu cợt rõ ràng. Tập 80 đến đây là hết rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện đầy kịch tính và bất ngờ này. Liệu những lời vu oan dành cho Mạc Hạ Vân sẽ được làm sáng tỏ? Âm mưu của Quân Mộ Lan sẽ đi xa đến đâu? Và Minh Ngục Thần Tôn thật sự đang che giấu điều gì? Đừng bỏ lỡ tập tiếp theo, nơi những nút thắt sẽ dần được hé lộ. Hẹn gặp lại mọi người, chúc mọi người có những phút giây thư giãn thật thoải mái. Còn giờ thì bye bye mọi người.